Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 81. Chương 1501, mỗi tối ăn cơm cùng nhau. Đấy là một lễ khánh thành long trọng. Tần Lạc tới, Vương Tu Thân tới, Cố Bách Hiền tới, Thái Công Dân Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tới. Khi tấm màn che bức tường bên ngoài hạ xuống, building thái cực màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, cả hiện trường như sôi trào. Không, không chỉ có người tới xem, còn cả những người xem từ nơi xa tới, bọn họ kinh hãi trước thiết kế bên ngoài đặc biệt của building thái cực, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, than thở trước sự sáng tạo của con người. Những phóng viên tới lễ khánh thành vốn chỉ muốn quay chụp mấy người Tần Lạc và Thái Công Dân thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy toàn cảnh của tòa nhà, không kìm hãm được cảm giác, giơ máy ảnh lên chụp. Đúng vậy, bọn họ biết điều này sẽ trở thành lịch sử. Đấy là một kiệt tác của Yến Kinh, cũng là một kiệt tác của thế giới. Building thái cực, chắc chắn khiến cho cả giới kiến trúc vỗ tay và... Vì Tần Lạc đề nghị, đích thân Bộ trưởng Thái Công Dân đề chữ cho building thái cực. Đứng trước đài đã được chuẩn bị trước, Thái Công Dân tay cầm bút ngâm mực. Chỉ cần nhìn qua cũng biết ông có kinh nghiệm nhiều năm viết chữ. Khi Thái Công Dân đang định khai bút thì Tần Lạc đi tới thì thào mấy câu vào tai ông. Thái Công Dân kinh ngạc nhìn Tần Lạc một cái rồi ông mỉm cười gật đầu. Điều này khiến cho khá nhiều quan chức đi theo Thái Công Dân ngơ ngác. Anh chàng này đúng là được lão đại yêu mến. Đúng là chỉ anh ta mới có thể tùy ý nói chuyện với lão đại. Ngay cả hậu vệ đông, thư ký riêng Thái Công Dân cũng không thể. Vì suy nghĩ này nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào để thiết lập mối quan hệ tốt với Tần Lạc. Thái Công Dân hít một hơi sâu, thầm phát thảo bản nháp trong đầu, sau đó ông liên tục múa bút, viết liên tục. Building hoán khê. Sông bay phượng múa, nét bút đẹp mạnh mẽ. Quái lạ, không phải building thái cực sao? Tại sao lại đổi tên thành building hoán khê? Hoán khê là ai? Hội trưởng Hiệp hội Trung y sao? Trời ơi, chẳng lẽ bọn họ dùng tên Lâm Hoán Khê để đặt tên cho tòa nhà này sao? Tôi cảm thấy tên building thái cực nghe hay hơn một cái tên rất xứng. Thế nhưng người có tiền, muốn làm bạn gái vui vẻ. Chúng ta biết nói cái gì? Tần Lạc không quan tâm tới lời bàn tán của người khác. Hành động lần này của hắn chỉ là vì muốn Lâm Hoán Khê vui vẻ. Đối với Tần Lạc, hắn mà nói Lâm Hoán Khê vui vẻ là chuyện lớn. Tất cả những việc khác không thể so sánh với việc này. Tần Lạc nhận mic từ tay người dẫn chương trình, nhìn tất cả mọi người bên dưới, để mặc những phóng viên và người hâm mộ bên dưới đài đang chụp ảnh gương mặt anh Tuấn, dâng người phong độ của mình. Tần Lạc cười nói, tôi biết nhất định mọi người rất tò mò. Tại sao lại không phải là building thái cực? Tại sao lại đổi tên thành building hoán khê? Tôi hẳn nên giải thích vấn đề này. Tần Lạc nhếch miệng cười nhìn cô gái mặc bộ đồ màu trắng ở bên dưới nói, lúc này đấy tôi muốn cảm ơn một mỹ nữ. Có phải là Lâm Hoán Khê không? Có phóng viên bên dưới hỏi to, mang lại một trận cười vui vẻ. Không phải cô ấy, Tần Lạc lắc đầu nói, không phải Lâm Hoán Khê. Vậy là ai? Có người bên dưới hỏi. Cô ấy tên là Ninh Toái Toái, Tần Lạc cười nói. Hắn cúi người chia tay với cô gái xinh đẹp dưới đài nói, Toái Toái lên trên này. Ninh Toái Toái biểu lộ một cảm xúc mạnh mẽ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi chân có vẻ căng thẳng. Thế nhưng khi Tần Lạc gọi cô vẫn đi nhanh về phía hắn. Tần Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Ninh Toái Toái, không quan tâm tới thân thể cứng đơ của cô. Hắn kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới đài tuyên bố, đây chính là kiến trúc sư nổi tiếng Trung Quốc. Đương nhiên nói như vậy sẽ khiến rất nhiều người công kích. Tôi không sợ người khác công kích nhưng lại sợ bọn họ công kích Ninh Toái Toái. Chính vì vậy tôi mới phải thêm vào đó hai từ một trong. Khi các bạn đưa tin, các bạn nhất định phải thêm hai từ này. Các phóng viên bên dưới được một trận cười ầm ĩ. Chỉ cần có anh chàng này tham gia, không cần lo lắng không khí tẻ nhạt. Tần Lạc quay người nhìn gương mặt xinh đẹp, thanh tú như nước của Ninh Toái Toái nói to, tên cô ấy là Ninh Toái Toái. Cô ấy là một trong những kiến trúc sư nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng là người thiết kế building thái cực. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế của cô ấy, tôi biết tôi đã tìm thấy cái mình cần. Chính là nó, tôi muốn xây dựng nó thành một nhà cao tầng. Tôi muốn cho những người hành nghề Trung y, thích Trung y đi vào trong tòa nhà này. Tôi hỏi cô ấy nên đặt tên gì cho tòa nhà này. Cô ấy nói là building thái cực, cái tên thái cực là do Ninh Toái Toái đặt cho nó. Mọi người cũng có thể thấy tòa nhà này quả thực được hình thành bởi hai nguyên tố âm dương thái cực. Sau khi được sửa chữa, trau chuốt, tòa nhà độc nhất vô nhị ở Trung Quốc cuối cùng đã đứng sừng sững trước mắt chúng ta.
Đây chính là công lao và vinh quang của Ninh Toái Toái tiểu thư. Nếu như không có tài năng của cô ấy, sẽ không có bản thiết kế Bilit Ninh Thái Cực. Nếu như không có sự cố gắng của cô ấy, Bilit Ninh Thái Cực sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta như lúc này. Không có cô ấy, sẽ không có Bilit Ninh Thái Cực. Vì vậy xin mời các bạn phóng viên nhất định phải đưa tin nhiều hơn về mỹ nữ này. Viết về cô ấy còn bán được nhiều báo hơn so với viết về tôi. Các phóng viên bên dưới lại ồn ào. Có người nói to, Tần thầy thuốc mối quan hệ của anh và Ninh Toái Toái tiểu thư là gì? Có phải Ninh Toái Toái tiểu thư cũng là bạn gái của anh không? Nếu như cô ấy đã thiết kế tòa nhà này, vì sao không đặt tên là Bưu Ninh Toái Toái? Tần Lạc, lần trước anh nói anh có mấy bạn gái, có tính cả Ninh Toái Toái tiểu thư anh đang cầm tay kia không? Ninh Toái Toái càng lúc càng đỏ mặt, ngay cả bộ đồ màu trắng cũng không thể che nổi dáng hồng trên mặt của cô. Cô rất xúc động. Cảm ơn Tần Lạc đã khen ngợi và khích lệ mình, cảm ơn Tần Lạc đã ủng hộ và tin tưởng mình, cũng cảm ơn Tần Lạc đã biết tới những nỗ lực và khổ cực của cô. Ninh Toái Toái thẹn thùng, quả thật cô có tình cảm với Tần Lạc, vấn đề là tình cảm này không thể xử lý thỏa đáng. Khi bị các phóng viên bên dưới hỏi về vấn đề này, cô có cảm giác như bọn họ đang đọc được tâm sự của mình. Tần Lạc xua tay ý bảo mọi người không nên suy đoán lung tung. Chúng tôi là bạn bè, là bạn thân, Tần Lạc cười nói. Cô ấy vẫn còn là sinh viên mà. Tần thầy thuốc không phải Vương Cửu Cửu cũng là học sinh của anh sao? Tình yêu của hai người ở Vân Điền đã gây xôn xao mà. Các phóng viên lại cười ồ khi nhìn thấy Tần Lạc uất nghẹn. Thế nhưng thật sự bọn họ không nghi ngờ Tần Lạc và Ninh Toái Toái có quan hệ tình cảm, bởi vì với tính cách của hắn, nếu như hai người thật sự có quan hệ tình cảm, hắn sẽ thừa nhận công khai. Khi ở Nhật Bản ngay cả bốn người còn thừa nhận được, thêm một người thì đã sao? Tiểu tử này, Thái công dân ngồi bên dưới cũng cười vui vẻ. Ông nói với hậu vệ đông ngồi bên cạnh, không biết cha mẹ hắn nghĩ gì. Thế nhưng tôi thực sự muốn thúc giục hắn nhanh chóng kết hôn. Nếu không danh tiếng một đời danh y của hắn sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ là bốn từ nhất đại danh y còn phải thêm hai từ nữa. Hậu vệ đông biết rõ hai từ cần thêm là gì nhưng nhất định anh ta sẽ không nói. Anh ta chỉ cười hỏi Thái công dân, thủ trưởng, cần phải thêm hai từ nào nữa? Nhất đại phong lưu danh y Thái công dân cười nói. Đúng như vậy, hậu vệ đông cười phụ họa. Nhìn bộ trưởng Thái công dân cười vui vẻ, đám quan chức của bộ đi cùng liền xúm lại hỏi lãnh đạo có điều gì vui. Thái công giản liền kê lại, cả đám quan chức cũng cười vui vẻ. Thiếu niên anh hùng dễ dàng được các cô gái yêu mến. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như tôi có con gái, nhất định tôi sẽ giới thiệu với Tần Lạc. Tuổi trẻ, nhưng làm đại sự oanh liệt. Một người trăm năm khó xuất hiện. Nào có trăm năm, tôi thấy đó là nghìn năm. Đám quan chức này đều biết quan hệ của Tần Lạc và Thái công dân. Bọn họ. Sau khi Tần Lạc long trọng giới thiệu Ninh Toái Toái, hắn lại nói tiếp, tòa nhà Thái Cực là do tiểu thư Ninh Toái Toái đặt tên. Thế nhưng sau khi thương lượng cùng cô ấy, tôi quyết định đặt tên cho nó là Building Hoán Khê. Đúng vậy, các vị đã đoán đúng. Tần Lạc không hề giấu giếm nụ cười ôn hòa trên gương mặt mình. Lâm Hoán Khê chính hội trưởng điều hành của Hiệp hội Trung Y, cô ấy cũng chính là bạn gái của tôi. Tòa nhà này chính là dành cho cô ấy. Thời cổ đại có vị hoàng đế vì nụ cười của mỹ nhân mà gây chiến tranh với các chư hầu. So với người đó, hành động tặng một tòa nhà cho bạn gái không tính là gì. Thế nhưng cách thức biểu đạt tâm ý của chúng tôi là giống nhau. Tôi thích nhìn thấy cô ấy cười. Nếu như cô ấy cười, tôi đã đạt được mục đích của mình. Tần Lạc khom người. Chia tay làm thành tư thế mời. Nói, bây giờ xin mời nữ diễn viên chính của chúng ta xuất trận. Lâm Hoán Khê trong bộ đồ màu đen, cổ quàng một chiếc khăn lụa, đôi kính gọng màu tím, phong thái tao nhã đi lên đài. Đông đảo người xem và phóng viên bên dưới nồng nhiệt vỗ tay. Lâm Hoán Khê gật đầu cảm ơn mọi người bên dưới. Lâm tiểu thư, Tần thầy thuốc dùng tên cô đặt cho tòa nhà này. Cô có xúc động không? Phóng viên bên dưới lên tiếng hỏi. Còn có một chuyện cảm động hơn chuyện này, Lâm Hoán Khê nói. Chuyện gì vậy? Mỗi tối ăn cơm cùng nhau, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, dịu dàng nói. Chương 1502, Trần Tư Tuyền thay đổi công tác. Bây giờ Lệ Khuynh Thành không sống ở Tử Trúc Viên nữa. Mặc dù đó là khu nhà cao cấp nhưng bí mật của nó đã bị tiết lộ. Hơn nữa Tử Trúc Viên là một khu căn hộ. Nếu như chủ sở hữu bị người ta mua lại hay có người muốn tiếp xúc với Lệ Khuynh Thành, đây đều là những chuyện mà mọi người đều không muốn nhìn thấy. Cùng với sự giàu có bành trướng như một quả cầu tuyết,
sự an toàn tính mạng của nàng cũng ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm túc. Trước kia Lệ Khuynh Thành còn thương cảm nhìn nhận Văn Nhân Mục Nguyệt như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng vàng. Bây giờ nàng cũng đã được hưởng đãi ngộ đó. Công ty cổ phần Khuynh Thành Quốc tế tăng thêm lợi nhuận của hạng mục Cố Thảo Mộc, sự giàu có của Lệ Khuynh Thành cũng đạt tới một con số kinh người. Bây giờ Lệ Khuynh Thành đang sống ở trong Minh Viên, cùng một tiểu khu với nhà của Tần Tung Hoành. Đương nhiên tiểu khu này rất rộng lớn, bình thường chỉ sợ cũng rất khó gặp người Tần gia. Xe của Tần Lạc bị chặn ở cổng Minh Viên, bảo vệ ở cổng làm rất đúng chức trách tiến hành đăng ký người tới thăm hơn nữa sau khi gọi điện vào bên trong hỏi tình hình mới cho người vào. Mặc dù làm như vậy là vì an toàn của các hộ sống bên trong nhưng Tần Lạc vẫn có một cảm giác khó chịu trước những quy định ra vào này. Người có tiền cũng không dễ dàng, Tần Lạc thầm bùi ngùi. Sau đó hắn phá lên cười. Thái độ rất ngạo mạn. So với câu nói trước kia, tiền bạc chỉ là con số trong tài khoản ngân hàng, đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì hết, thái độ này còn ngạo mạn hơn nhiều. Xe chạy thẳng vào trong, tới trước cổng một dãy biệt thự mới xây thì dừng lại. Tần Lạc đang định gọi điện thoại để hỏi số biệt thự cụ thể thì nhìn thấy cánh cửa sắt của một biệt thự mở ra. Lệ Khuynh Thanh trong bộ quần áo thể thao màu đỏ xuất hiện trước cửa, giơ tay vẫy xe Tần Lạc. Lập tức đại đầu lái xe tới. Lệ Khuynh Thành đích thân đi ra mở cửa xe cho Tần Lạc. Đại gia, xin mời. Lệ Khuynh Thành vừa mở cửa nàng vừa khom người chia tay làm một động tác rất đúng tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ. Phụ nữ dám mặc quần áo màu đỏ sẽ rất tự tin với sức hấp dẫn của bản thân hay không quan tâm tới cơ thể mình. Không còn gì nghi ngờ Lệ Khuynh Thành thuộc về người trước. Với một nhan sắc vốn rất dễ mặc quần áo, lúc này cả người Lệ Khuynh Thành trói lọi như ngọn lửa. Cực kỳ rực rỡ khiến người ta trợn mắt há hốc mồm nước dãi nước mũi chảy ròng ròng. Tại sao phải để Lệ chủ tịch đích thân mở cửa xe cho tôi thế này? Tần Lạc cười nói thuận tay kéo Lệ Khuynh Thành vào lòng mình. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói vẻ trách cứ, trong mắt người khác thì là Lệ chủ tịch còn trong mắt anh không phải chỉ là một tiểu nha hoàn sao? Cứ làm như anh đối xử ngặt nghèo với em vậy, Tần Lạc không nhịn được, giơ tay vuốt lưng nàng. Cơ thể người phụ nữ này có mị lực kỳ lạ, đã nhiều ngày không gặp, rất nhớ nhung, chỉ cần tới gần đã muốn ôm ấp, vuốt ve, chỉ cần vuốt ve đã muốn làm việc cần làm. Còn không ngặt nghèo sao? Lệ Khuynh Thành u sầu nói, bọn em kiếm tiền cho anh mệt chết đi được, anh trốn ở nhà, từ khi anh từ Nhật Bản về đã gặp mặt bọn em chưa? Lễ Khánh Thành Building Hoán Khê long trọng vậy sao không mời em? Tần Lạc cười nói, vậy nếu anh yêu cầu em sẽ đi sao? Đương nhiên không đi. Lệ Khuynh Thành giãy dụa người, không cho bàn tay to của Tần Lạc thực hiện được mục đích. Nhưng nàng cũng biết rõ va chạm kiểu này chỉ càng khiến Tần Lạc càng không chịu nổi. Vậy đúng rồi, anh mời em không đi, cần phải làm điều thừa không? Có đi hay không là thái độ của em, mời hay không là thái độ của anh. Lệ Khuynh Thành nói. Hơn nữa em đương nhiên không thể đi, tòa nhà đó không phải là Building Khuynh Thành. Nói xong Lệ Khuynh Thành cười khúc khích. Nàng không phải là người phụ nữ hay ghen, nàng chỉ sợ người khác ghen với mình. Đã có tòa nhà được gọi là Building Khuynh Thành rồi, Tần Lạc nói. Bàn tay phải của hắn cố tình lần xuống bên dưới, đợi khi Building Hoán Khê lắp đặt thiết bị xong, Hiệp hội Trung Y sẽ rời khỏi Building Khuynh Thành. Khi đó em muốn làm gì thì làm. Thật ra em có một suy nghĩ, Lệ Khuynh Thành nói. Bàn tay nàng bắt chặt tay Tần Lạc, hai người tay trong tay đi vào trong biệt thự. Suy nghĩ gì? Tần Lạc hỏi. Bây giờ Khuynh Thành quốc tế phát triển rất nhanh, lúc này Building Khuynh Thành không còn diện tích sử dụng, nhân viên của em trình ra hai đề nghị, thứ nhất là mua thêm một tòa nhà công sở, thứ hai là phá bỏ tòa nhà hiện nay sau đó xây dựng một tòa nhà gần 100 tầng ở ngay vị trí hiện nay. Nếu như có thể xây dựng tòa nhà này, có thể đủ nơi làm việc cho trụ sở tập đoàn Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt nhìn Tần Lạc. Anh cảm thấy đề nghị này được không? Em đã suy nghĩ kỹ rồi còn hỏi anh làm gì? Tần Lạc cười nói, em nghĩ bây giờ phá bỏ tòa nhà Khuynh Thành, xây dựng mới. Yến Kinh tấc đất tấc vàng, đất đai là thứ quý giá nhất. Chúng mình có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền. Lệ Khuynh Thành nói, đương nhiên đấy chỉ là đề nghị của em. Anh là đại lão bản, nếu như anh có suy nghĩ khác, coi như không có đề nghị của em. Suy nghĩ của em chính là của anh, Tần Lạc nói. Ông xã, anh thật tốt. Đột nhiên Lệ Khuynh Thành đứng lại, ôm cổ Tần Lạc, dâng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tần Lạc tận tình hưởng thụ, cuối cùng hai bàn tay cũng giải phóng, chậm rãi vuốt ve những vị trí mẫn cảm trên mông và ngực nàng. Một lúc lâu, Lệ Khuynh Thành giãy giụa thoát khỏi Tần Lạc và nói,
mau vào thôi. Làm xong thức ăn rồi. Nói xong, không đợi Tần Lạc có phản ứng, Lệ Khuynh Thành đi nhanh vào trong biệt thự. Tần Lạc cúi đầu nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của tiểu Tần Lạc, cười bất đắc dĩ. Bây giờ hắn đã bị nàng khơi dậy nhiệt hỏa, sao hắn lại để cho nàng chạy thoát? Tần Lạc đi vào trong biệt thự, nói to, hay ăn em trước. Sau đó hắn làm như một người bị định thân thuật, cả người không nhúc nhích đứng yên một chỗ. Hi hi hi. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười của mấy cô gái. Trong thời khắc này Tần Lạc quả thật chỉ muốn lao đầu vào cánh cửa biệt thự tự sát. Trong biệt thự này không chỉ có mình Lệ Khuynh Thành còn có cả Trần Tư Tuyền, Mễ Tử An. Khi Tần Lạc nói câu, hay là ăn em trước, bọn họ đang ngồi trong phòng khách. Sau khi nghe câu nói của Tần Lạc, ban đầu hai người thoáng ngẩn người rồi cùng phá lên cười. Tần Lạc biết bản thân mình đã trúng quỷ kế của Lệ Khuynh Thành. Nàng chỉ cố tình muốn hắn mất mặt. Trần Tư Tuyền cô đeo tạp dề đi tới, nhìn Tần Lạc từ trên xuống dưới, ánh mắt giảo hoạt, lên tiếng hỏi, anh mới nói gì vậy? Cái gì mà ăn em trước? Tần Lạc xấu hổ giải thích, ý của anh là ăn trước món ăn Lệ Khuynh Thành nấu. Em không thể không công nhận Khuynh Thành nấu ăn rất ngon. Đúng không? Bản thân hắn cũng biết lý do này rất gượng gạo, không che giấu được sự thật nhưng lúc này vẫn cần có một lý do để bớt xấu hổ. Là vậy sao? Mễ Tử An cười hì hì hỏi dáng vẻ hoàn toàn không tin tưởng. Đúng vậy, không phải nói ăn cơm sao? Tần Lạc kiên quyết đi vào bên trong. Thơm quá, mùi vị rất hấp dẫn khiến anh chảy nước miếng rồi này. Đã ăn cơm được chưa? Ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông này rất xấu hổ, chỉ muốn nói lảng sang chuyện khác nên không vạch trần bỏ tạp dề, ngồi xung quanh bàn ăn. Uống một chút rượu đỏ Lệ Khuynh Thành nói sau đó nàng mở tủ rượu lấy ra một chai La Phi, mở ra. Động tác nhẹ nhàng, thành thạo, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết nàng thường xuyên làm việc này. Sau khi Tần Lạc ăn một ít thức ăn, hắn cảm thấy ba cô gái không tiếp tục nói tới chủ đề kia của mình nên mới lên tiếng, sao hai người bọn em lại ở đây? Tới khi nào vậy, tại sao không gọi điện thoại cho anh? Anh quên chuyện lần trước em nói với anh rồi sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Đúng vậy, bây giờ em là giám đốc bộ phận phát triển của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế. Anh là ông chủ. Ngay cả việc điều động nhân viên cũng không biết, có phải quá thiếu trách nhiệm không? Trần Tư Tuyền cười hì hì nói nàng vẫn không quên chơi Tần Lạc một câu. Nhớ rồi Tần Lạc cầm chén rượu lên nói, nào, cạn ly vì Trần Tư Tuyền thăng chức. Bốn người cùng nâng ly, những chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng vui tai. Tới Yến Kinh làm việc cũng tốt Tần Lạc nói, sau này mọi người có thể thường xuyên gặp mặt nhau. Thật không? Trần Tư Tuyền hỏi lại vẻ không chắc chắn, anh nói thật lòng đấy chứ? Hoàn toàn chính xác Tần Lạc. Em còn tưởng vì lúc nãy anh muốn ăn mà không ăn được nên máu xông lên não tức giận, xấu hổ, muốn mang tốt đen như em đây đẩy tới châu Phi phát triển thị trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1503, ồn ào ở Long Tức. Trần Tư Tuyền được điều động tới Yến Kinh vì công việc. Lệ Khuynh Thành đã sớm thông báo với Tần Lạc chuyện này. Việc khai thác thị trường Đài Loan rất thuận lợi, chứng tỏ năng lực làm việc của Trần Tư Tuyền không tệ. Bây giờ Khuynh Thành quốc tế đang tập trung mở rộng thị trường trên toàn thế giới. Mỹ, Anh, Úc, Đức, vân vân. Chỉ cần là thủ đô của các nước phát triển và các nước đang phát triển đều có công ty chi nhánh của Khuynh Thành quốc tế. Vốn đây là một quá trình từ từ. Lệ Khuynh Thành đã chuẩn bị một kế hoạch tiến chắc từng bước một nhưng rồi đột nhiên Tần Lạc dùng thuốc trung y giải quyết được vi rút ngọn lửa. Lúc này dân chúng thế giới sùng bái tin tưởng gần như mù quáng với trung y. Lúc này không nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thì còn chờ tới khi nào? Nếu như bỏ qua cơ hội này, Lệ Khuynh Thành sẽ không còn là Lệ Khuynh Thành nữa. Vì vậy bộ phận khai thác thị trường được thành lập, Trần Tư Tuyền có thân phận bạn học, lại là người có năng lực được điều về tập đoàn phụ trách bộ phận khai thác này. Trước đó Trần Tư Tuyền đã làm rất tốt công tác của mình. Dù sao thị trường bên đó đã ổn định, chỉ cần cung cấp sản phẩm khách hàng muốn, giữ gìn uy tín của công ty là được. Lúc này đúng là lúc Khuynh Thành quốc tế đang bành trướng. Khi Lệ Khuynh Thành phụ trách việc đàm phán hạng mục cô Thảo Mộc, lại còn phải quan tâm tới việc mở rộng Khuynh Thành quốc tế. Một người phụ nữ bận rộn. Tử An em tới khi nào? Tần Lạc biết Trần Tư Tuyền nói chuyện phóng khoáng hơn cách châm chọc không kiêng dè chính vì vậy hắn chuyển mục tiêu sang Mễ Tử An. Em cùng với chị Tư Tuyền cùng tới một ngày, Mễ Tử An nói. Có chương trình gì hả? Tần Lạc hỏi.
tới khi nhìn thấy ba cô gái nhìn mình với ánh mắt khác thường. Tần Lạc biết bản thân mình lại có một câu hỏi ngu ngốc. Anh không biết thật sao? Mễ Tử An hỏi. Có khả năng biết một chút, Tần Lạc nói vẻ không chắc chắn. Thôi bỏ đi, nhìn dáng vẻ của anh là biết anh không biết, Mễ Tử An buồn buồn nói, em đã ký hợp đồng với công ty giải trí Hoàn Mỹ. Ký kết với giải trí Hoàn Mỹ? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Lần này thì đúng là tội đáng muôn chết. Chuyện quan trọng thế này mà mình không biết. 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa công bố với công chúng, Mễ Tử An nói. Cuối cùng Tần Lạc cũng tìm được lý do để bào chữa, thảo nào anh hoàn toàn không biết tin tức gì. Với danh tiếng của em, nhất định sẽ gây chấn động lớn. Tại sao em lại hạ quyết tâm đào ngũ vậy? Sau sự việc xảy ra lần trước ở buổi diễn Yến Kinh, mặc dù cuối cùng anh ra mặt giải quyết được vấn đề nhưng vì vậy mà tuần trăng mặt của em và công ty kết thúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy như có một khoảng cách gì đó. Công ty không tập trung lăng xê em nữa. Một vài chương trình biểu diễn có giá trị và tuyên truyền đã dùng người khác thay thế. Em cũng hiểu cần phải thay đổi công ty đại diện nên đề nghị hủy hợp đồng. Đúng lúc đó cao tổng của công ty giải trí Hoàn Mỹ liên lạc với em, đưa ra đề nghị không tệ nên em đồng ý chuyển công ty. Thì ra là như vậy, Tần Lạc nói. Trước đó quả thật Tần Lạc có nói qua với Cao Hy Vọng, nói ông ta hãy thử liên lạc với Mễ Tử An xem nàng có đồng ý ký hợp đồng với giải trí Hoàn Mỹ hay không. Không ngờ Cao Hy Vọng lại nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, lại còn thực hiện thành công. Đương nhiên Tần Lạc khó mà hiểu được tâm trạng của Cao Hy Vọng. Đương nhiên Cao Hy Vọng hiểu rõ mối quan hệ của Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Cho dù ông ta làm được 100 việc tốt nhưng chỉ cần làm sai một chuyện đắc tội với Tần Lạc, dù trước đó ông ta nhận được sự tin tưởng như nào đi nữa của văn nhân Mục Nguyệt thì e rằng bản thân ông ta cũng bị đá ra khỏi công ty. Có năng lực thì sao nào? Trên thế giới này nhân tài rất nhiều, không thiếu một người như ông ta. Cho nên Cao Hy Vọng một mực đứng đằng sau làm việc, cuối cùng bản thân ông ta cũng thành công kéo Mễ Tử An về ký hợp đồng. Sau khi Cao Hy Vọng thực hiện thành công việc này, ông ta cũng không gọi điện thông báo cho Tần Lạc, ông ta biết nhất định Tần Lạc sẽ biết chuyện này. Biết tin từ người khác so với biết tin từ chính mình thông báo là 2 cảm nhận khác hẳn nhau. Nỗ lực cuối cùng cũng có thu hoạch, bây giờ quả thật Tần Lạc có ấn tượng rất tốt với Cao Hy Vọng. Mặc dù công ty giải trí Hoàn Mỹ là một công ty mới được thành lập nhưng nó có hậu thuẫn rất mạnh. Điều quan trọng nhất là trong tay bọn họ có tiền. Thay đổi công ty không phải là chuyện xấu. Bọn họ sẽ bỏ tiền và công sức lăng xê em, Tần Lạc an ủi. Mễ Tử An liếc mắt nhìn Tần Lạc, nói, em biết bọn họ có hậu thuẫn rất mạnh. Em còn biết anh có quan hệ rất thân thiết với bọn họ. Tần Lạc cúi đầu ăn cơm và nói, chỉ có mấy lần hợp tác. Nói một cách nghiêm túc. Anh cũng là người của công ty đó. Bản quyền phim và sách của anh đều ký hợp đồng với bọn họ. Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp làm việc cùng một công ty. Vậy anh phải quan tâm nhiều hơn tới em, Mễ Tử An nói. Tần Lạc rất buồn bực. Với địa vị hiện nay của Mễ Tử An ở trong giới âm nhạc. Nay nàng chuyển sang công ty điện ảnh truyền hình Hoàn Mỹ, tuyệt đối sẽ đóng vai chị cả. Nay chị cả nói hắn chiếu cố cho mình, không phải vả vào mặt người ta sao? Được rồi, Tử An còn định tiến quân vào điện ảnh và truyền hình, Trần Tư Tuyền cười nói. Điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ đang sản xuất một bộ phim có tên là Tiên Ma. Đã sơ bộ xác định Mễ Tử An sẽ đảm nhận vai nữ chính. Nam diễn viên chính là Lý Thu Bạch, người rất nổi tiếng gần đây qua vai diễn Tần Lạc. Thật vậy sao? Tần Lạc cười hỏi, đây đúng là chuyện tốt, rất có thể số vé bán ra sẽ vượt quá con số triệu. Thế nhưng vì sao không tìm anh làm diễn viên chính? Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói, phải bỏ bao nhiêu tiền mới mời được đại gia anh hả? Em sợ rằng dù có cầm cả công ty điện ảnh truyền hình Hoàn Mỹ cũng không đủ. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy. Nhìn dáng vẻ mặt dày không biết xấu hổ của Tần Lạc, ba cô gái lại làm náo động một phen. Người vui vẻ, uống rượu với nhau, bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Vì vậy mấy người nhanh chóng ôm nhau nằm ngủ ngay trên thảm sàn nhà. Gần sáng sớm. Tần Lạc mới bừng tỉnh từ trong cơn say. Nhìn Mễ Tử An nằm trong lòng, chân dài của Trần Tư Tuyền gác lên người mình. Tần Lạc không khỏi lắc đầu cười gượng, mỗi lần hắn ở cùng với ba người này, lần nào cũng uống nhiều. Tần Lạc buông Mễ Tử An ra, cầm cái gối trên ghế salon kê dưới đầu nàng, sau đó nhẹ nhàng bò cặp chân dài của Trần Tư Tuyền xuống, đang chuẩn bị lén lút chuồn thì bất ngờ Lệ Khuynh Thành đang nằm ngủ bên cạnh mở mắt nhìn. Em vốn tưởng anh sẽ nhân cơ hội say rượu ăn tất hai người bọn họ, cơ. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nói. Anh là loại người như vậy sao?
Tần Lạc phản đối. Cũng chẳng có gì không tốt, Lệ Khuynh Thành bĩu mỗi nhìn hai người nói, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Hoàn toàn không có phòng bị với anh. Vậy anh mới là người có nhân phẩm đáng tin cậy, Tần Lạc nói. Hắn vốn muốn lén bỏ đi. Bây giờ một khi Lệ Khuynh Thành đã tỉnh, hiển nhiên hắn lại muốn thu hoạch đôi chút từ người nàng. Lệ Khuynh Thành bị Tần Lạc kích thích thở hổn hển, ánh mắt như mê. Nàng cắn răng nói, không nên, bọn họ sẽ tỉnh lại. Xem ra em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thật ra em cũng không sợ, nếu như anh muốn em cũng dám chiều anh ở chỗ này. Anh có dám ở đây không? Lệ Khuynh Thành cười khúc khích hỏi. Nàng biết Tần Lạc không dám. Trở về phòng Tần Lạc thì thào. Không, ở ngay đây, Lệ Khuynh Thành từ chối. Nếu như Lệ Yêu Tinh thích ở phòng khách, anh hãy cứ chiều cô ấy. Trần Tư Tuyền mở mắt, cười hì hì nhìn hai người đang ôm nhau. Bọn em tiếp tục giả vờ ngủ. Mễ Tử An ngồi dậy, nàng để chân trần chạy vào trong phòng mình. Một lần nữa Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm. Mấy cô gái này đều không ngủ hay là mới tỉnh lại? Viện điều dưỡng Long Tức. Tần Lạc đang chữa trị cho Phó Phong Tuyết. Một trận đánh trên Thái Sơn, Phó Phong Tuyết thoát lực bị thương. Khi quay về tới nhà, thậm chí còn không có sức mà nói chuyện. Chân tay không thể cử động, chỉ có thể nằm yên một chỗ, giống như một cương thi vậy thôi. Sau một thời gian chữa trị, lúc này tình trạng sức khỏe của ông đã hồi phục khá nhiều. Thế nhưng lúc này ông vẫn không thể vận động mạnh, ít nhất trước khi Tần Lạc nói không thành vấn đề ông không thể động chân tay với người khác. Nếu không rất có thể ông sẽ rơi vào tình trạng toàn thân tê liệt. Khi đó thì cho dù Hoa Đà sống lại, cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn cho ông. Tần Lạc thu hồi ngân châm, vừa trừ độc vừa nói với Phó Phong Tuyết, thời gian bình phục còn nhanh hơn so với tôi nghĩ. Đại khái khoảng 3 tháng nữa là có thể vận động nhẹ. Đương nhiên trong vòng 1 năm không thể đại chiến quyết liệt như trên Thái Sơn. Cuộc chiến như vậy, cả đời ta chỉ trải qua 3 lần, Phó Phong Tuyết nói. Càng ít càng tốt, bây giờ mỗi khi nhớ lại Tần Lạc vẫn thấy sợ hãi. Cũng may là phòng thí nghiệm Austria vì lòng tham không chỉ muốn giết hắn mà còn muốn giết cả hoàng đế. Nếu như không có bọn họ xen vào giữa, tới tận bây giờ hắn vẫn phải đề phòng hoàng đế trả thù. Ai có thể ngờ được bọn họ lại trở thành đối tác hợp tác với nhau. Thế sự khó lường, Tần Lạc bùi ngùi nói. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tranh cãi. Nên biết rằng Long Tức là một nơi phi thường, ngoại trừ khu huấn luyện, những nơi khác cực kỳ yên tĩnh. Chuyện ồn ào tranh cãi như này quả thực chưa từng xảy ra. Chương 1504, trước kia Phó Phong Tuyết rất hài hước. Dám gây chuyện ở Long Tức có thể không phải là người bình thường. Tần Lạc liếc nhìn Phó Phong Tuyết nói, ông hãy nghỉ ngơi một lát. Tôi ra ngoài xem thế nào. Phó Phong Tuyết không trả lời, ông chỉ nằm xuống ghế dài đặt dưới mái hiên, đối diện với ánh nắng mặt trời. Yến Kinh vào thu trời mát mẻ, nằm phơi nắng là một việc rất sảng khoái. Tần Lạc đi ra ngoài biệt thự, nhìn thấy Ly và Đại Đầu đang đứng chắn trước một đám hắc y nhân. Kiêu Mộc đang đứng giữa đám người nói gì đó, dáng vẻ rất lo lắng. Tần Lạc thầm nghi ngờ, hắn đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Khi thấy Tần Lạc xuất hiện, Ly và Đại Đầu như tìm thấy người có thể ra quyết định. Cả hai người đều lui lại sau hai bước, lui tới đứng hai bên Tần Lạc. Hiển nhiên bọn họ hiểu rất rõ ràng, Tần Lạc nhất định có thể giải quyết được vấn đề này. Kiều Mộc đi tới giải thích với Tần Lạc, bọn họ là phòng kiểm tra kỷ luật của quân bộ. Bọn họ nói muốn gặp phó lão hỏi mấy vấn đề. Tôi đã báo cáo chuyện này với Long Vương. Long Vương đồng ý nên tôi mới dẫn bọn họ tới. Ý tứ của anh ta là, Long Vương đồng ý cho bọn họ tới hỏi Phó Phong Tuyết. Anh ta mang người tới nhưng lại bị hai người Ly và Đại Đầu cản lại. Tần Lạc gật đầu, quay nhìn người đàn ông trung niên chỉ huy đám người kia. Người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest đen rất vừa, cà vạt kẻ tối màu, mái cắt ngắn, nụ cười hòa ái. Nếu như Kiều Mộc không giới thiệu, không một ai nghĩ ông ta là một quân nhân, càng không có ai nghĩ rằng ông ta là một người phụ trách kỷ luật, điều tra và hình sự trong quân bộ, một ngành rất quyền lực. Ông ta trông giống như một thương nhân thành còng. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Lạc nhìn tới, người đàn ông trung niên chủ động chìa tay nói với Tần Lạc, Tần thầy thuốc chào anh. Tôi là Lý Chính của phòng kiểm tra kỷ luật. Chào anh Lý trưởng phòng, Tần Lạc bắt tay Lý Chính. Không hiểu các vị tìm phó lão hỏi vấn đề gì. Lý Chính mỉm cười nói, Tần thầy thuốc rất xin lỗi. Công việc của chúng tôi thuộc phạm vi bí mật, tôi chỉ có thể báo cáo tiến trình sự việc với thủ trưởng trực tiếp của tôi. Tôi là thầy thuốc chữa trị cho phó lão.
Sức khỏe của ông ấy không tốt lắm, Tần Lạc nói. Chúng tôi đã suy nghĩ tới vấn đề này, Lý Chính nói. Thế nhưng vì sự trong sạch của phó lão, chúng tôi vẫn quyết định tới quấy rầy một phen. Xin mời để tôi nói chuyện với phó lão. Tôi tin ông ấy sẽ có sự lựa chọn chính xác, phải không? Tần Lạc gật đầu đồng ý. Phó Phong Tuyết giỏi mưu kế. Đây chính là hiểu biết của người Trung Quốc. Mặc dù hiện nay ông đã nhiều tuổi nhưng không có nghĩ trí não của ông đã thoái hóa. Tần Lạc tin tưởng vững chắc rằng ông có thể vì cuộc đời của mình mà có sự lựa chọn. Tần Lạc đứng sang một bên. Đại Đầu và Ly liếc nhìn nhau, hai người cùng tránh sang bên. Cảm ơn, Lý Chính mỉm cười nhìn Tần Lạc nói cảm ơn, ông ta quay người nói với những nhân viên đang tức giận vì bị Ly và Đại Đầu ngăn cản. Mọi người chờ bên ngoài. Nói xong Lý Chính một mình đẩy cánh cửa biệt thự đi vào trong. Tần Lạc vẫy tay với Kiều Mộc, Kiều Mộc rất nhanh trí, đi lại gần nói, tôi biết anh muốn hỏi gì. Tôi cũng không biết bất kỳ điều gì, bọn họ muốn tới gặp Long Vương, tôi vào thông báo. Lý trưởng phòng vào nói chuyện một lát với Long Vương. Long Vương bảo tôi dẫn bọn họ tới gặp phó lão. Hay anh hãy đi hỏi Long Vương. Chờ một chút, Tần Lạc nói. Ánh mắt hắn chuyển tới cánh cổng biệt thự và nói, trước tiên hãy xem phản ứng của phó lão. Ừ, cũng được, Kiều Mộc gật đầu, sau đó anh ta thì thào vào tai Tần Lạc, tôi đã sắp đặt người xong rồi. Tần Lạc lắc đầu nói, đừng làm sằng bậy. Một khi bọn họ đã dám tới, nhất định sau lưng có kẻ giật dây. Đừng để bọn họ tóm được điểm yếu. Tôi hiểu. Tôi chỉ làm cho bọn họ thấy mà thôi, Kiều Mộc gật đầu nói. Mặc dù tuổi anh ta nhiều hơn Tần Lạc hơn nữa còn làm việc ở Long Tức nhiều năm nhưng anh ta cực kỳ tin phục Tần Lạc. Hơn nữa không được sự cho phép của Long Vương và Phó Phong Tuyết, quả thật anh ta không có gan dẫn người gây chuyện. Lý Chính không ở trong biệt thự lâu. 10 phút sau ông ta đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Lý Chính đứng nghiêng người bên cánh cổng, giống như tiếp tân của khách sạn đang đón khách. Sau đó Phó Phong Tuyết trong bộ trường bào màu xanh, thái độ bình thản đi ra ngoài. Tần Lạc bước nhanh tới đón. Hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều năm trước xảy ra một vụ án, Phó Phong Tuyết hờ hững nói. Lý Chính nói, Tần thầy thuốc, không cần lo lắng. Chúng tôi chỉ mời Phó Lão tới quân bộ làm rõ mấy chuyện mà thôi. Mấy vị lãnh đạo cũng muốn nói chuyện với Phó Lão. Bọn họ rất quan tâm tới chuyện này. Không có chuyện gì, Phó Phong Tuyết nói với Tần Lạc. Sau đó ông đi lên trước nói, đi thôi. Lý Chính gật đầu nói với Tần Lạc, Tần thầy thuốc, có cơ hội gặp lại. Ông ta rất khách khí chào hỏi Ly và Đại Đầu mặc dù hai người này hoàn toàn không nể mặt ông ta. Đợi khi bọn họ đi xa, Ly đứng bên cạnh Tần Lạc hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn họ ngang nhiên mang Long Chủ đi sao? Chúng ta đi tìm sư phụ, Tần Lạc nói, dù thế nào đi nữa trước tiên hắn phải làm rõ chân tướng việc này. Giống như chữa bệnh cứu người, bạn không biết người bệnh mắc bệnh gì. Bạn có thể thi châm, kê đơn thuốc không? Khi Tần Lạc dẫn Ly và Đại Đầu tới biệt thự Long Vương đang trầm ngâm đứng giữa sân, nhìn một cây nho cổ thụ mà mỗi cành của nó còn to hơn cánh tay con người. Vào mỗi mùa hè cây nho cổ thụ này răng đầy sân biệt thự. Cành lá rậm rạp che khuất ánh nắng mặt trời. Sư phụ, Tần Lạc gọi. Long Vương không quay người lại, ông nói bằng một giọng cực kỳ nặng nề. Vào năm đó khi chúng ta mới gia nhập Long Tức, đích thân ta đã trồng cây nho này. Tần Lạc không nhìn thấy mặt Long Vương, nhưng chỉ cần từ giọng nói của ông có thể hiểu tâm tình của ông vô cùng trầm trọng, xa xút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một anh hùng thân kinh bách chiến lăn lộn trên chiến trường máu lửa không nhíu mày lại trở nên đau thương nhường này. Chỉ trong nháy mắt cảnh còn người mất, khi đó cây nho này còn non, năm đầu tiên nó chỉ cho 3 chùm nho, mỗi người một chùm, bây giờ nó già. Mỗi năm cho rất nhiều chùm nho, đếm không hết nhưng cây nho không còn hương vị kia nữa rồi. Tần Lạc đi tới sau lưng Long Vương nói, sư phụ. Phó lão đi theo bọn họ. Ta biết, Long Vương nói, Phong Tuyết là người thông minh, còn thông minh hơn chúng ta. Hắn không thể từ chối chuyện này. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc sốt ruột hỏi, liệu phó lão có gặp nguy hiểm không? Long Vương đi tới chiếc ghế tựa gỗ lim dưới mái hiên. Ngồi xuống và nói với Tần Lạc, con cũng ngồi đi. Tần Lạc đi theo ngồi xuống. Long Vương liếc nhìn Ly và Đại Đầu nói, hai người cũng ngồi xuống đi. Vì vậy Ly và Đại Đầu cũng đi tới ngồi xuống. Chiếc bàn gỗ lim nhỏ, 4 chiếc ghế, 4 người ngồi thành một vòng tròn nhỏ, giống như cố tình sắp đặt vậy. Long Vương tự mình rót trà cho 3 người Tần Lạc, Ly và Đại Đầu, ông nói,
ta vẫn chưa nói cho mấy người biết khi còn trẻ Phong Tuyết chính là một mỹ nam tử. Bây giờ ông ấy cũng vẫn có mị lực, Tần Lạc nói. Hắn nhớ tới chuyến đi Mỹ với Phó Phong Tuyết, khi ở sân bay. Các cô gái trẻ cố gắng tiếp xúc, trao danh thiếp. Tần Lạc thì có một cảm giác thất bại khủng khiếp. Đúng vậy, Long Vương cười nói, nếu xét về bề ngoài Phong Tuyết là người trội nhất trong ba chúng ta, phong thái tao nhã, điềm đạm, tính cách hài hước. Suýt chút nữa Ly phun ngụm trà trong miệng ra. Long chủ khôi hài hài hước. Từ khi nàng có trí nhớ, nàng chưa từng nhìn thấy Long chủ nói nhiều hơn một câu mà. Như nhận ra sắc mặt của ba người, Long Vương giải thích, khi xưa quả thật Phong Tuyết chính là người như vậy, cũng giống như Tần Lạc bây giờ. Hắn nổi danh là đệ nhất tỉnh thành Yến Kinh, có vô số cô gái con nhà danh giá, thục nữ theo đuổi. Ngay cả Lạc Sơn đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh khi đó cũng thích hắn. Tần Lạc kinh ngạc. Quan hệ của ba huynh đệ này thật sự quá phức tạp. Lạc Sơn thích Phó Phong Tuyết, Long Vương và Hoàng Thiên Minh cùng thích Lạc Sơn, cuối cùng Lạc Sơn lại lấy Hoàng Thiên Minh. Thế nhưng Phong Tuyết không thích Lạc Sơn, Long Vương nói, không chỉ không thích thậm chí còn rất ghét. Ông ấy thích người khác sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Hắn biết trong lòng Phó Phong Tuyết có một người phụ nữ cực kỳ quan trọng nhưng không biết người phụ nữ đó có xuất hiện vào thời điểm đó hay không. Không ngờ Long Vương gật đầu công nhận, ông nói, đúng, hắn thích người phụ nữ khác. Chương 1505, lập án. Ngâm nước 3000 chỉ lấy một bầu. Đó chính là câu nói khái quát về Mỹ Nam tử Phó Phong Tuyết. Khi đó Phó Phong Tuyết cực kỳ có duyên với phụ nữ. Cho dù là đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng. Nơi nào có mặt Phó Phong Tuyết, buổi tối hôm đó sẽ ngập tràn phụ nữ tới vì Phó Phong Tuyết. Những người đàn ông khác tới vì những người phụ nữ đó. Chính vì vậy ở Yến Kinh, Phó Phong Tuyết là một người vừa được yêu vừa đáng hận. Dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Long Vương đột nhiên ngập tràn khí thế bá đạo. Ông nói, mặc dù là như vậy nhưng vì ba huynh đệ chúng ta đều là những người nổi tiếng ở Yến Kinh nên không ai dám chọc vào bọn ta. Tần Lạc không biết nói gì lúc này. Câu nói này nghe giống như ba tên lưu manh tranh đoạt phụ nữ, địa bàn với người ta. Vì ba tên lưu manh này là anh em thân thiết của nhau nên những tên lưu manh khác không dám đối đầu. Một nhân vật đáng kiêu ngạo cỡ nào cũng có một tuổi thanh xuân cực khủng. Sau đó Tề Tiểu Nghệ xuất hiện, Long Vương nói. Tề Tiểu Nghệ, Tần Lạc thầm chấn động mạnh, hắn thoáng run người hỏi, chính là người phụ nữ khiến phó lão nhớ mãi không quên đó sao? Đúng là cô ấy, Long Vương nói. Cô ấy đã tác thành cho Phó Phong Tuyết nhưng cũng chính cô ấy đã hủy hoại Phó Phong Tuyết. Cô ấy rất đẹp, phải không? Ly hỏi. Cho dù là người phụ nữ nào đi nữa thì hình như bọn họ đều chú ý tới vấn đề này. Long Vương suy nghĩ một lát rồi nói, rất thú vị. Nói đúng một chút là cô ấy không xinh đẹp. Cô ấy chính là người như thế, Long Vương nói, ban đầu nhìn cô ấy không rực rỡ nhưng càng sống lâu cùng cô ấy mới càng có cảm giác thoải mái. Phó Phong Tuyết từ chối rất nhiều mỹ nữ ở Yến Kinh nhưng lại cực kỳ quan tâm tới Tề Tiểu Nghệ. Bà ấy là người thế nào? Tần Lạc hỏi. Vì hiểu rõ chân tướng sự việc, vì sự an toàn của Phó Phong Tuyết, hắn nhất định phải biết càng nhiều càng tốt. Mặc dù lúc này thái độ của hắn như rất tò mò nhưng chúng ta đều có thể tha thứ cho hắn. Hai con đã nghe nói về Tam Long Nhất Phượng chưa? Long Vương hỏi. Không, Tần Lạc lắc đầu. Con có thể nghĩ ra Tam Long, còn Nhất Phượng có phải là Tề Tiểu Nghệ không? Đúng vậy, Long Vương thở dài nói, có thể Tề Tiểu Nghệ quá vô danh, cũng có thể là thời gian xuất hiện quá ngắn ngủi. Sóng to gió cả, hàng năm ở Yến Kinh không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng sụp đổ. Có ai còn nhớ một cô gái không? Bà ấy có thể được coi là Nhất Phượng, chứng tỏ bà ấy cũng rất nổi tiếng. Cô ấy gần như không có tiếng, Tam Long Vương nói. Tam Long Nhất Phượng này là do một ông già ở quân bộ đặt cho, nói Trung Quốc có Tam Long Nhất Phượng. Tam Long là ba huynh đệ chúng ta, Nhất Phượng chính là Tề Tiểu Nghệ. Bà ấy rất lợi hại sao? Đại Đầu kinh ngạc hỏi. Bình thường trong những tình huống như này Đại Đầu không bao giờ lên tiếng nhưng hôm nay hắn thật sự rất tò mò về Tề Tiểu Nghệ. Huống chi ở Tề Tiểu Nghệ này có gì đó khiến hắn rất khát vọng được biết. Hắn sùng bái kẻ mạnh cho dù đối phương là đàn ông hay phụ nữ. Lợi hại, Long Vương nói, ông cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ và nói, ta đã nói rồi. Ban đầu khi nhìn thấy Tề Tiểu Nghệ, người ta sẽ không có cảm giác rực rỡ nhưng càng nhìn càng vào mắt. Cô ấy chính là một người như thế đó. Mặc dù là giết người cũng gây cho người ta một cảm giác rất thoải mái, Tần Lạc thoáng tê dại người. Hắn có thể hiểu được từ lời nói của Long Vương, người phụ nữ này đã nghệ thuật hóa giết người. Trong số những cao thủ hắn biết,
chỉ có bá tước làm được điều này. Đương nhiên hắn cũng có nghệ thuật này. Sở dĩ cô ấy không có danh tiếng còn có một nguyên nhân là cô ấy là ảnh tử bên cạnh thủ trưởng số 1 Long Vương nói. Thì ra là như vậy, Tần Lạc hiểu ra. Vậy sau đã xảy ra chuyện gì với bà ấy? Một buổi tối bên quản bộ đột nhiên phái xe đón ba huynh đệ chúng ta tới một nơi. Khi chúng ta tới, Tề Tiểu Nghệ đã có mặt ở đó. Khi đó Phong Tuyết và Tề Tiểu Nghệ đã yêu nhau. Đương nhiên hai người cứ nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, thế nhưng ta và Thiên Minh cũng đã sớm biết. Lần đó chúng ta hiến dâng tính mạng đi thực hiện nhiệm vụ cấp SSS. Nhiệm vụ này tới nay vẫn còn trong tình trạng bí mật, sợ rằng 300 năm nữa cũng vẫn không được giải mã. Sắc mặt Long Vương trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sự thù hận trong ánh mắt ông không vì thời gian mà tiêu tan bớt. Ngược lại thời gian càng khiến nó nổi lên, ngược lại có khí phách nóng rực. Đó cũng chính là lần Thiên Minh chết trận, Tề Tiểu Nghệ chúng mai phục, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Đêm đó sau khi biết kết quả của Tề Tiểu Nghệ, Phong Tuyết nổi điên giết chết mấy trăm tù binh. Sau khi Long Vương nói xong, ông nhấp liên tục từng ngụm trà. Hình như ông muốn trút tất cả sự đè nén, tức giận đè nặng trong lòng ra ngoài, nhưng bàn tay cầm chén của ông lại run rẩy. Chiếc chén sứ rất đẹp cuối cùng không chịu nổi sức mạnh bàn tay của ông, bị bóp nát vụn. Tần Lạc trầm ngâm, Ly trầm ngâm, Đại Đầu cũng trầm ngâm. Mỗi người đều cực kỳ tức giận, giống như ngực mình bị một tảng đá rất nặng đè chặt. Một lúc lâu sau cuối cùng Long Vương cũng lấy lại bình tĩnh. Sự việc sau này mấy người cũng biết rồi. Phong Tuyết từ tướng quân biến thành lính trơn, cả ngày không nói không rằng, trở thành người canh cổng Long Tức. Chuyện này có liên quan tới việc phó lão bị điều tra không? Tần Lạc hỏi. Có liên quan, Long Vương nói. Cho dù năm đó phó lão đúng hay sai, nhưng một khi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa phó lão cũng bị phạt nặng nề, sao bây giờ quân bộ lại muốn lục lại vụ án này? Tần Lạc không hiểu hỏi, có phải xảy ra điều gì mới không? Bọn họ nói cái chết của Thiên Minh có liên quan tới Phong Tuyết. Long Vương cười khinh miệt, quá hoang đường. Tần Lạc không tức giận mà hắn nghiêm túc hỏi. Ai ai cũng biết ba người là huynh đệ thân thiết. Bọn họ dám đưa ra kết luận đó, lại còn phái người tới bắt phó lão, trong tay bọn họ nắm được bí mật gì vậy? Lạc Sơn Long Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra tên một người phụ nữ. Khu trụ sở ngầm dưới đất, đi lên xuống bằng cầu thang máy mất mười mấy giây. Lý Chính dẫn Phó Phong Tuyết vào trong một căn phòng màu trắng bài trí cực kỳ đơn giản. Ông ta cười nói, phó lão, tạm thời ngài nghỉ tạm ở trong này. Phó Phong Tuyết không khách khí, ông ngồi xuống cái ghế duy nhất ở chính giữa phòng. Lý Chính cười nói, phó lão uống gì? Phó Phong Tuyết không lên tiếng. Lý Chính quay người nói với nhân viên bên cạnh, hãy cho người mang trà tới. Phó lão thích uống Long Tỉnh. Người kia trả lời sau đó quay người đi ra. Trà nhanh chóng được mang tới. Phó Phong Tuyết chậm rãi thưởng thức trà, tuy không phải là trà Long Tỉnh hạng nhất nhưng không tới nỗi quá kém. Lý Chính giống như một vệ sĩ đứng trước cửa, dáng người thẳng tắp. Trên gương mặt Lý Chính xuất hiện một nụ cười gượng gạo, không rõ ràng nhưng nếu như bạn chăm chú quan sát, nhất định bạn sẽ nhận ra nụ cười của ông ta. Sau khi Phó Phong Tuyết uống xong một nửa chén trà nóng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lập tức Lý Chính đứng thẳng người, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa. Một đám người vây quanh một ông già da rẻ hồng hào, mái tóc đen đi nhanh tới bên này. Ông ta không quan tâm tới Lý Chính đang đứng chào, đi thẳng vào trong phòng, đứng lại trước mặt Phó Phong Tuyết. Lão Phó ông già cười nhìn Phó Phong Tuyết, chủ động chia tay với ông. Cứ hỏi đi, Phó Phong Tuyết bỏ chén trà, chúng ta không có thời gian ôn chuyện cũ. Ông già không tức giận, cười ha hả nhìn Phó Phong Tuyết nói, ông ấy à, tính tình vẫn như vậy. Năm xưa lỗ vốn lớn vậy mà tới giờ tính tình vẫn không thay đổi. Không muốn sửa, Phó Phong Tuyết nói, cũng không cần thiết. Đúng, người cần có chí khí, ông già nói. Mỗi người đều theo đuổi một cái gì đó khác nhau. Ông cảm thấy tình trạng cuộc sống đó mới là chân lý của cuộc sống sao? Tôi không phải là cá, sao biết cá có vui hay không? Phó Phong Tuyết không trả lời. Ông đã nói là ông không muốn ôn chuyện cũ với ông già này. Nụ cười trên gương mặt ông già dần biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ông ta nói, lão phó, lần này mời ông tới là muốn ông nói rõ một việc. Hãy hỏi những gì ông muốn, Phó Phong Tuyết nói. Sự việc xảy ra đã nhiều năm, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, ông già cười nói. Phong Tuyết, nếu như muốn người khác không biết trừ khi mình không làm gì. Đã nhiều năm qua đi, mỗi năm coi như là đãi ngộ của ông trời đối với ông.
Tốt nhất ông hãy tự mình nói ra vài chuyện, tuổi già rồi cần gì phải sống với khúc mắc trong lòng. Nếu như đây là vấn đề của ông, Phó Phong Tuyết nói. Tôi không có gì cần nói. Phó Phong Tuyết ông già tức giận nói, ông có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Tính chất tồi tệ cỡ nào không? Ông có biết là trong tay tôi có tài liệu đủ để lập án không? Chương 1506, đánh không đánh lại tôi. Mắng không mắng lại tôi. Ông già tức giận nhưng Phó Phong Tuyết không tức giận. Vẫn mang dáng vẻ thoải mái như mây trôi nước chảy. Phó Phong Tuyết nhẹ nhàng uống một ngụm trà nói, nếu như có thể lập án ông còn tìm tôi hỏi làm gì? Chẳng lẽ ông muốn vì tôi mà làm việc riêng tư trái pháp luật sao? Ông già lạnh lùng nhìn Phó Phong Tuyết, nói, mang tới đây. Một người đàn ông trung niên đeo kính từ sau đi lên. Trong tay người này cầm một tập tài liệu đã mở sẵn đặt lên mặt bàn nhỏ bằng inox. Ông hãy xem đi, ông già nói. Phó Phong Tuyết không giơ tay cầm tập tài liệu, ông chỉ cúi đầu nói, không cần phải phiền phức. Nếu như các người có đủ chứng cứ, bắt tôi. Không đủ chứng cứ, thả tôi ra. Phó Phong Tuyết, ông cho rằng không ai dám động vào ông sao? Ông già nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết nói, ông cho rằng tôi đang dùng việc công báo thù riêng sao? Phó Phong Tuyết, tôi không nhỏ mọn như ông nghĩ. Đây là việc công, đây là chuyện quốc gia. Ông cho rằng vụ án này như thế nào? Ông nghĩ rằng sau mấy chục năm không ai truy cứu vụ án này nữa sao? Tôi không xen vào những lĩnh vực khác nhưng chỉ cần thuộc hệ thống quân đội, chỉ cần nơi nào phạm pháp. Quách Thiết Sinh tôi nhất định phải truy cứu, trừ khi tôi chết. Cuối cùng Phó Phong Tuyết cũng ngẩng đầu. Ông nghiêm mặt nhìn Quách Thiết Sinh nói, sau bao nhiêu năm quen biết, cuối cùng ông cũng nói được một câu dễ nghe. Quách Thiết Sinh hừ một tiếng nói, cho dù đứng trên lập trường gì đi nữa tôi nhất định phải điều tra rõ ràng vụ án này, nếu không tôi tuyệt đối không thể trả lại cho người nhà người chết sự công bằng, ông hãy xem tài liệu trên bàn. Nếu như là sự thật, ông hãy ký tên. Nếu như ông không công nhận, ông hãy nói ra lý do từ chối. Không cần phải xem, Phó Phong Tuyết nói, giả. Lý do? Không có lý do, Phó Phong Tuyết nói. Rất nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện cố gắng muốn quên nên không nghĩ ra. Nếu như vậy chỉ còn cách mời ông tạm thời ở trong này, Quách Thiết Sinh nói rồi ông ta quay người đi ra ngoài. Đợi khi Quách Thiết Sinh và tất cả tùy tùng rời khỏi trưởng phòng Lý Chính, người mời Phó Phong Tuyết tới nói với ông, Phó Lão, nếu như ông muốn gì, hãy vẫy tay gọi người vào. Ông cứ coi như đây là long tức, không cần khách khí. Ông ta chỉ vào camera ở góc tường nói, tôi sẽ không quấy rầy Phó Lão nghỉ ngơi. Nói xong Lý Chính quay người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng rất nặng đóng lại, Phó Phong Tuyết bị nhốt bên trong. Trong phòng, Phó Phong Tuyết tay cầm chén trà, khẽ thở dài. Việc gì phải khổ vậy? Phó Phong Tuyết bị bên kiểm tra kỷ luật quân bộ dẫn đi, hiển nhiên Tần Lạc không thể ngồi yên không quan tâm. Phòng kiểm tra kỷ luật quân bộ điều tra phá án mang tính chất độc lập và bí mật. Ngoại trừ lãnh đạo trực tiếp, người bình thường thật sự không thể nhúng tay vào. Mặc dù Long Vương hiểu rõ việc này có liên quan tới cái chết của Hoàng Thiên Minh và Tề Tiểu Nghệ năm xưa, phòng kiểm tra kỷ luật quân bộ rốt cuộc nắm được chứng cứ gì vẫn là điều mơ hồ. Vì chuyện này liên quan tới một nhiệm vụ cấp SSS không thể công khai, lời giải thích của Long Vương khá mơ hồ. Tần Lạc cố gắng hết sức cũng chỉ hiểu một chút. Chính vì vậy Tần Lạc quyết định tự mình đi điều tra chân tướng sự việc. Long Vương đã nói tên một người phụ nữ. Chứng minh vụ án này đột nhiên bị lục lại có liên quan mật thiết tới người phụ nữ này. Bởi vì thân phận đặc thù của Lạc Sơn mới có thể tìm được nhiều chứng cứ hãm hại Phó Phong Tuyết. Người phụ nữ vì yêu sinh hận, có thể làm ra những chuyện cực kỳ cực đoan. Hơn nữa một người phụ nữ với hai bàn tay trắng sống dựa vào sự che chở của người khác, còn chuyện gì bà ta không làm được không? Cho dù hắn có cảm nghĩ thế nào về Lạc Sơn, hắn nghĩ bản thân mình vẫn phải đi gặp mặt bà ta. Tần Lạc vốn nghĩ Lạc Sơn đã đi Tây Nam, nhưng khi hắn tìm kiếm tung tích của bà ta, hắn đã tìm được một câu trả lời khác. Bây giờ bà ta vẫn còn ở Yến Kinh, Hòa Thượng nói. Hòa Thượng vẫn phụ trách thu thập thông tin tình báo và theo dõi của Long Tức, là người phụ trách đơn vị chi nhánh. Ở nơi này trong Yến Kinh, Tần Lạc hỏi. Sắc mặt Hòa Thượng trở nên rất bực bội, nếu như ở chỗ khác chúng ta có thể trực tiếp đi gặp bà ta. Nhưng bà ta ở một nơi mà cho dù là người Long Tức chúng ta cũng không có cách nào vào được. Anh còn nhớ Dương Phụ không? Nhớ chứ, Tần Lạc nói. Đang ở chỗ anh ta sao? Đúng vậy, Hòa Thượng gật đầu nói, đang ở nhà riêng của Dương gia ở khu Huyền Vũ. Không chỉ có Dương Phụ ở trong đó mà còn cả chú anh ta cũng ở cùng. Thảo nào, hai mắt Tần Lạc sáng lên.
Tần Lạc tuyệt đối không tin một mình Lạc Sản đứng ra khơi mào ngọn lửa chiến tranh này. Với tình trạng sa sút tồi tệ của bà ta, chỉ sợ không một ai sẽ nghiêm túc nghe bà ta nói. Thế nhưng nếu như sau lưng có một thế lực hùng mạnh ủng hộ, vậy chuyện lại hoàn toàn khác. Dương gia, cuối cùng bọn họ đã không nhịn được nhảy ra báo thù sao? Bọn họ làm vậy là muốn thu được chiến quả gì? Phó Phong Tuyết bị bắt giam, sự việc vì vậy sẽ liên quan tới Long Vương. Long tức một lần nữa đổi chủ sao? Hiện tại Long Vương có quan hệ khá gần gũi với Vương gia, chẳng lẽ bọn họ cũng chủ định chơi Vương gia sao? Nếu như là vậy, toàn bộ thế lực sau lưng của Tần Lạc hoàn toàn bị đánh đổ. Nếu như bọn họ làm như vậy là để trả thù cú đấm của hắn vào mặt Dương Phụ hay chính vì Vương Cửu Cửu đã từ chối lời cầu hôn lựa chọn hắn một thầy thuốc nhỏ bé trong con mắt bọn họ. Tần Lạc tuyệt đối không bao giờ tin. Cho dù mục đích của bọn họ là muốn trả thù hắn hay vì muốn tranh đoạt lợi ích nhưng cả hai đều là thứ Tần Lạc không muốn chứng kiến nó xảy ra. Khẩu vị không nhỏ chút nào, Tần Lạc cười nhạt. Hắn quay người nói với Đại Đầu và Ly, đi, chúng ta đi tới nhà Dương Phụ tìm Lạc Sân. Tôi nghĩ nhất định bọn họ sẽ không để khách phải đứng ngoài cửa, đúng không? Khi Dương Phụ nghe tin Tần Lạc tới thăm Dương gia, ban đầu gã kinh ngạc sau đó phá lên cười ha hả. Tiếng cười rất to, cười tới mức cả người run rẩy, cười tới lông mi dựng đứng. Gã cực kỳ vui vẻ. Có ý tứ, rất có ý tứ, Dương Phụ thở hổn hển nói. Con người này đúng là kỳ diệu, anh ta lại ngang nhiên tới thăm Dương gia. Chẳng lẽ anh ta không biết nếu như mình bị đuổi về thì không phải rất mất mặt sao? Thiếu gia, hay tôi ra đuổi anh ta về khiến anh ta mất mặt, viên quản gia cung kính đứng trước cửa nói. Không cần, Dương Phụ từ chối, ông đuổi anh ta về, sao tôi có thể cười nhạo anh ta? Vậy tôi phải đi mời anh ta vào sao? Quản gia hỏi. Không, Dương Phụ lắc đầu nói, tự tôi ra đón anh ta. Thiếu gia Cao Minh, viên quản gia vỗ mông ngựa. Khi Dương Phụ dẫn theo một đám người đi ra cổng, Tần Lạc đứng chờ đã lâu. Dương Phụ không đi ra ngoài cổng, gã chỉ đứng trong cửa quan sát Tần Lạc, cười nói, ôi! Đây không phải là Tần Đại Thầy Thuốc sao? Cổ thảo mộc bán rất chạy, Tần Đại Thầy Thuốc không kiếm tiền mà lại chạy tới Dương gia chúng tôi làm gì vậy? Tần Lạc thờ ơ không quan tâm tới dáng vẻ châm chọc của Dương Phụ. Hắn cười nói, nghe nói một người bạn của tôi đang ở trong Dương gia, tôi liền tới thăm. Đã lâu không gặp. Thực sự rất nhớ. Bạn bè, Dương Phụ làm bộ suy nghĩ một lát rồi nói, có phải anh nhớ lầm không? Trong Dương gia chúng tôi nào có bạn của anh? Ý ngầm của câu nói này là, trong Dương gia chúng tôi không có bạn của anh. Tất cả là kẻ thù của anh. Ha ha, Lạc phu nhân chính là bạn của chúng tôi, Tần Lạc nói, anh cũng biết, chồng của bà ấy Hoàng Thiên Minh, khi còn sống là huynh đệ vào sinh ra tử với Long Vương, sư phụ tôi. Đã lâu không có tin tức của bà ấy. Mọi người rất lo lắng. Sợ rằng Lạc phu nhân không nghĩ như vậy, Dương Phụ cười nhạt nói. Thật ra tôi có nghe được vài chuyện xung đột xưa kia. Nghe nói chồng cũ của bà ấy là Hoàng Thiên Minh bị huynh đệ kết nghĩa của mình hại chết. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Khó khăn nhất chính là hiểu trái tim con người. Trước kia nào có ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật vậy sao? Tần Lạc tò mò hỏi, vì sao huynh đệ kết nghĩa của Hoàng Thiên Minh lại muốn hại ông ấy? Bởi vì Dương Phụ đang định nói, đột nhiên gã chợt nhận ra thằng khốn này tới chính là dụ mình nói. Vì vậy Dương Phụ hừ một tiếng nói, sao tôi biết được. Rốt cuộc vì nguyên nhân thì vẫn đang được điều tra. Trời cao sẽ không khiến người tốt hàm oan, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. Có một vài người nhất định sẽ bị báo ứng. Anh nói rất hay, Tần Lạc tán dương từ tận đáy lòng mình. Từ tận đáy lòng của tôi thì lại nói, chỉ sợ người tốt bị oán khuất, kẻ xấu không bị báo ứng. Anh Dương Phụ tức giận cười nhạt nói, nếu như hôm nay anh tới đây chỉ để biểu diễn công phu khua môi múa mép, tôi đây chịu lép vế không thể bồi tiếp. Anh cứ từ từ biểu diễn, yên tâm tôi không thu phí sân bãi của anh đâu. Nói xong gã quay người đi vào trong. Đánh nhau không đánh lại tôi, mắng chửi cũng không chửi lại tôi, anh chẳng có gì bằng tôi, thảo nào Cửu Cửu không thích anh, Tần Lạc nói to ở sau lưng gã. Chương 1507, bởi vì trước kia bà ta đã từng cầu tôi. Lời nói của Tần Lạc chính là dùng từ giết tâm. Đó là nghịch lân, nỗi đau trong lòng Dương Phụ vĩnh viễn không thể thành sẹo. Khi mới gặp Tần Lạc, Dương Phụ cũng như rất nhiều người khác hoàn toàn không coi trọng Tần Lạc. Thoạt nhìn rất yếu ớt, không có hậu thuẫn hùng mạnh, không có bóng dáng người chống lưng khủng khiếp, không có tư chất tự nhiên. Ngoại trừ một chút tài hoa trong lĩnh vực y thuật, cử chỉ, hành động,
ngôn ngữ của hắn chẳng khác gì đám lưu manh vô lại, quả thật không đáng nhắc tới. Thế nhưng sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của gã. Danh tiếng nổi lên, nổi tiếng khắp Yến Kinh, trở thành thần tượng của cả dân chúng. Khuynh thành quốc tế một đêm phất nhanh hơn nữa còn được Thái Công Dân Phó Bộ trưởng Bộ Y tế khi đó rất coi trọng, và tán thưởng, có mối quan hệ rất mập mờ với văn nhân Mục Nguyệt, người chèo lái con thuyền văn nhân gia. Điều quan trọng là hắn đã cướp mất Phương Cửu Cửu công chúa nhỏ của vương gia. Trước khi tới vương gia cầu hôn, Dương Phụ cũng chẳng thích Phương Cửu Cửu, với địa vị một công tử như gã, muốn có phụ nữ là điều vô cùng dễ dàng, kể cả gã có muốn đàn ông cũng rất dễ. Tình yêu, đó chỉ là một trò cười. Những gia tộc như của gã coi trọng hơn việc kết hợp lợi ích. Thế nhưng khi Dương gia của gã tới vương gia cầu hôn bị Vương Cửu Cửu từ chối, Dương Phụ mới bắt đầu coi trọng cô gái này. Người sống cần thể diện nhưng Vương Cửu Cửu đã lột mặt gã, chính là không muốn gã sống. Cô ta đã không cho gã một con đường sống. Gã tuyệt đối cũng không cho người đàn ông cô ta có cuộc sống tốt. Vì vậy chính gã và chú mình tới tận nhà bức hôn. Thế nhưng khi Vương Cửu Cửu mang theo người đàn ông nhà quê của mình về nhà, trong mắt Dương Phụ Tần Lạc chính là một gã nhà quê. Gã là người xuất thân danh môn, còn Tần Lạc là kẻ chỉ biết làm việc lén lút, cực kỳ âm hiểm, xảo trá. Từ đó về sau, Dương Phụ và Tần Lạc trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần có cơ hội gã không ngại đạp cho Tần Lạc mấy cái. Đương nhiên gã không có khả năng lôi kéo cả gia tộc mình đối kháng với Tần Lạc. Với địa vị của gã trong gia tộc, gã không có khả năng làm được việc đó. Lần khai chiến này mâu thuẫn của gã và Tần Lạc không phải là nguyên nhân chính. Gã cũng không phải là chủ lực. Gã chỉ là một lời dẫn, một tên lính đi tiên phong. Những kẻ tai to mặt lớn đều giấu mặt sau lưng, không dễ ra tay nhưng khi ra tay thì chấn động chín châu, nhất cử định càn khôn. Vốn Dương Phụ định không quan tâm tới Tần Lạc nhưng khi nghe Tần Lạc nói vậy khiến gã cảm thấy khó có thể trốn tránh được nên quay người bỏ vào trong. Đột nhiên Dương Phụ đứng lại, sắc mặt hung ác quay lại nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc, lạnh lùng nói, thắng bại chưa phân. Anh sẽ nhanh chóng biết ai là người thắng cuối cùng. Nhất định là tôi, Tần Lạc cười nói, anh đã sớm thua rồi. Dương Phụ, anh đã thua ở ngay cái tên của anh không tốt. Dương Phụ chỉ muốn mắng chửi con mẹ nhà nó, gã sớm biết hắn là một thằng vô lại nhưng không ngờ hắn còn vô sỉ tới mức độ đó. Chữ phụ ở đây ý là tự phụ, ai nói sẽ thua? Nếu như không sợ hãi vì sao phải nóng lòng chạy tới tìm tôi? Tôi không tới cầu anh, tôi chỉ tới thăm bạn của tôi, Tần Lạc cười nói. Chỉ dựa vào con bài tẩy Lạc Sân thôi sao? Tần Lạc cười nhạt nói, có phải các người đánh giá quá cao năng lực của bà ta không? Có cao hay không sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Nếu như chỉ có mình Lạc Sân đã khiến các người ta thất vọng rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng, Dương Phụ nói xong quay người đi vào trong sân. Gã không muốn đứng thêm ở đó một giây một phút, không muốn nhìn thấy gương mặt của Tần Lạc, chỉ muốn ra tay hành động. Quả thật Dương Phụ đã muốn xử Tần Lạc nhưng gã hiểu rõ rằng cho dù gã có huy động tất cả vệ sĩ trong nhà, chỉ sợ không tới gần được Tần Lạc. Vệ sĩ bên cạnh Tần Lạc có thân thủ cao cường, đây không còn là điều bí mật ở Yến Kinh. Nhìn cánh cửa điện tử đóng chặt, Tần Lạc không khỏi cười gượng, nói, xem ra chúng ta không vào được. Bà ta đáng ăn một đao. Ly nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, hung tợn nói. Đối với Ly mà nói, Long Vương và Phó Phong Tuyết chính là người nhà của nàng. Có người dám vu oan giá họa cho người nhà của nàng, đương nhiên nàng cực kỳ tức giận. Tôi có thể lén vào trong tìm bà ta, đại đầu nói nhỏ. Không cần, Tần Lạc lắc đầu nói. Chúng ta đã cho bà ta cơ hội, để xem bà ta có nắm bắt được cơ hội này hay không. Nếu như bà ta tình nguyện đi theo hướng khác sẽ không ai cứu được bà ta. Nói xong Tần Lạc quay người đi vào trong xe. Khi xe chạy tới đường Bát Lý Pha thì một chiếc Ben màu đen nhanh chóng bám theo. Có kẻ theo dõi, đại đầu nói. Tần Lạc ngồi ở sau nhìn kỹ qua gương chiếu hậu mấy lần rồi nói, dừng xe bên đường. Két. Đại đầu dừng xe ở bên đường. Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống, đi tới Bát Lý Đình. Chiếc Ben cũng nhanh chóng chạy tới. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, đội mũ đen bước ra ngoài. Người phụ nữ đi thẳng tới Bát Lý Đình, sau đó bình tĩnh đứng ngoài đình. Tôi nghĩ bà không ra được, Tần Lạc cười quan sát người phụ nữ. Chỉ là một cuộc mua bán, Lạc Sân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt càng ngày càng lóa mắt, nói, bọn họ đang theo đuổi tôi nên không dám hạn chế tự do đi lại của tôi. Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn hỏi,
bà biết bà đang làm gì sao? Lạc Sân mỉm cười. Lạc Sân bỏ mũ xuống, lặng lẽ quăng lên, chiếc mũ làm thành một đường cong xinh đẹp trong không trung. Tần Lạc, cậu cảm thấy tôi ngu như vậy sao? Quả thật bà rất không thông minh, Tần Lạc khẳng định, nếu như chuyện này đúng do bà làm. Đại khái như vậy, Lạc Sân nói, vậy thì sao nào? Tần Lạc, tôi đã cho các người cơ hội. Không, phải nói tôi đã cầu xin các người một cơ hội. Nhưng các người, ai ai cũng từ chối. Tôi còn có thể làm gì? Mẹ góa con côi chúng tôi phải làm sao? Không phải chúng tôi không cho hai người cơ hội mà chính Hoàng Thiên Trọng đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội đó. Tần Lạc bình tĩnh nói cũng không cảm thấy có gì hổ thẹn. Cả Yến Kinh này, còn có ai có cơ hội tốt hơn anh ta không? Nếu như anh ta không vì cái trước mắt, nếu như anh ta không quá tham lam, sao chuyện có thể phát triển tới mức đó? Nếu như anh ta đồng ý chờ đợi, chỉ cần anh ta có sự kiên nhẫn, vị trí của quân sư bây giờ chính là của anh ta. Vị trí của Long Vương bây giờ sau này hẳn là của anh ta. Anh ta còn có chưa đủ sao? Tần Lạc nhếch miệng cười châm chọc, nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tại sao bà không suy nghĩ thay cho anh ta? Tôi biết nó sai, Lạc Sân nói, nhưng nó là con tôi. Bà nói vậy thì tôi cũng không biết nên ca ngợi sự vĩ đại của bà hay nhạo báng sự ngu xuẩn của bà, Tần Lạc nói, chẳng lẽ bà nghĩ con đường đi này của mình rất cơ lợi cho sự phát triển sau này của anh ta sao? Bà cảm thấy đây mới đúng là vì tốt cho anh ta sao? Ít nhất tôi cũng tranh cho nó một cơ hội, Lạc Sân phản bác. Hơn nữa trên đời này nào có bữa cơm miễn phí, Dương gia dựa vào cái gì mà phải thu nhận mẹ con tôi? Dương gia dựa vào cái gì mà phải mời bác sĩ nổi tiếng tới chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng? Nếu như tôi không làm gì cả, bọn họ vì sao phải làm vậy? Ít nhất Tần Lạc cười nói, bà còn có cơ thể của mình. Không phải bà rất giỏi tận dụng ưu thế của mình sao? Lạc Sân vung tay đánh, Tần Lạc bắt được cánh tay bà. Lạc Sân, Tần Lạc gằn giọng nói, trước kia tôi coi bà là trưởng bối của tôi đó là vì quan hệ với sư phụ và phó lão. Bây giờ bà gây ra chuyện này, sau này chúng ta chính là kẻ thù. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn bạt tai kẻ thù của mình. Chát! Tần Lạc vung tay, tàn nhẫn đánh vào mặt Lạc Sân. Thật ra tôi rất giỏi bạt tai người khác, Tần Lạc nói. Cái tát này rất mạnh, trên gò má trắng mịn của Lạc Sân lập tức xuất hiện dấu vết ngón tay đỏ ửng. Không biết là vô tình hay cố ý, móng tay Tần Lạc quẹt vào khóe mắt Lạc Sân rạch một đường trên khóe mắt của bà. Máu tươi trào ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tần Lạc, cậu đúng là một người đàn ông, Lạc Sân nghiến răng nói. Nhìn thấy ánh mắt độc ác của Lạc Sân đang nhìn mình, Tần Lạc tươi cười nói, đau không? Biết đau mới là chuyện tốt. Trước kia bà nổi tiếng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, người người yêu mến bà. Nay bà đã nhiều tuổi cũng học được nhiều điều, ít nhất bà cũng phải hiểu có nhiều chuyện thật ra đừng có làm. Bây giờ nhớ rồi, Lạc Sân móc khăn tay lau vết máu ở khóe mắt. Tới tận lúc này Lạc Sân vẫn rất chú trọng hình tượng của mình, Tần Lạc, cậu rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo làm người ta chán ghét. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu thất bại, muốn nhìn thấy cậu chết. Chỉ sợ làm bà thất vọng rồi, Tần Lạc nói. Lạc Sân hung tợn trừng mắt nhìn Tần Lạc mấy lần rồi quay người bỏ đi. Đại Đầu và Ly tới gần. Đại Đầu kinh ngạc nhìn chiếc Ben khởi động và chạy đi nói, bà ta đuổi theo chỉ để cho anh tát một cái thôi sao? Không, Tần Lạc lắc đầu. Bà ta tới là muốn thấy tôi cầu xin bà ấy. Tại sao? Ly hỏi, thế nhưng anh tát bà ta một cái là được rồi. Nếu là em cũng làm vậy. Bởi vì trước kia bà ta từng cầu xin anh, Tần Lạc nói nhỏ. Chương 1508, tôi không phục. Khi Lạc Sân lái xe quay về, Dương Phụ đang ngồi hút thuốc dưới tán cây trong sân. Lúc nãy bị Tần Lạc coi thường khiến tâm trạng Dương Phụ bực bội uất nghẹn. Gã không muốn Lạc Sân gặp mặt Tần Lạc. Chuyện đã phát triển tới bước này, vào thời khắc mấu chốt, hai bên Tần Lạc và Lạc Sân lại đạt thành hiệp ước hợp tác thì sao? Phải biết rằng gã Tần Lạc này bây giờ cái gì có thể không có ngoại trừ tiền. Nếu như hắn thật sự vì lão già Phó Phong Tuyết bỏ ra rất nhiều tiền, nói không chừng có thể làm nên chuyện. Thời đại này có quyền rất quan trọng, có tiền cũng quan trọng không kém. Nếu như Tần Lạc thực sự bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nói không chừng Lạc Sân sẽ mang con ra nước ngoài sống. Nhưng Lạc Sân đã nói ra mong muốn làm Tần Lạc mất mặt. Bà ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét Tần Lạc phải tới cầu xin mình thì Dương Phụ lập tức đồng ý. Đây cũng chính là điều gã muốn nhìn thấy. Mặc dù gã không thể có mặt ở hiện trường nhưng khi ngẫm nghĩ tới tình cảnh đó cũng khiến người ta có cảm giác thật đã. Két! Lạc Sân đỗ xe lại, mở cửa xe ra ngoài rồi vội vàng đi nhanh về phía phòng mình.
Dương Phụ đang muốn nói chuyện với Lạc Sân không ngờ bà làm ngơ như không nhìn thấy gã. Gã thầm nóng nảy, la lên, Lạc Sân. Lạc Sân bình tĩnh đứng lại, hỏi với giọng ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Dương Phụ đi tới sau lưng Lạc Sân nói, sao vậy, đã quay về sao không lên tiếng? Có cần thiết phải như vậy không? Đương nhiên Dương Phụ nói vẻ cứng rắn, bà không nên quên, bây giờ chúng ta đang có quan hệ hợp tác đồng minh. Làm vậy có phải quá thất lễ không? Tôi nhắc nhở bà hai con châu chấu nằm cùng một chiến tuyến bà không chạy được mà tôi cũng không chạy được. Chạy trốn, Lạc Sân cười nhạt hỏi, chạy trốn đi đâu? Ai biết được, Dương Phụ cười nói, có lẽ bên Tần Lạc cũng là một lựa chọn không tồi. Lạc Sân quay người hỏi, cậu đang nghi ngờ tôi? Dương Phụ sửng sốt khi nhìn thấy dấu vết bàn tay đỏ ửng trên má của Lạc Sân, những căng thẳng và nghi vấn trong lòng thầm tan biến. Dương Phụ cố nên không để phì ra cười. Gã làm bộ ân cần hỏi, anh ta đánh bà. Thằng hạ lưu vô lại này quả thật chuyện gì cũng dám làm. Nếu sớm biết như vậy tôi đã đi cùng với bà. Để tôi xem. Vốn gã muốn nói muốn xem anh ta có dám ra tay với tôi không. Nhưng khi nhớ tới chuyện quả thật Tần Lạc đã ra tay với mình nên nếu nói ra chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Cảm ơn Lạc Sân quay người bỏ đi. Dương Phụ nhìn theo chiếc lưng vô cùng gợi cảm của Lạc Sân nhả một hơi khói thuốc nhếch miệng cười tươi. Gã này Dương Phụ cười nói, ngu thật đáng yêu. Không được sao, Tần Lạc vội vàng hỏi. Xin lỗi, không được, nhân viên công tác phụ trách đón tiếp nói, sắc mặt cao có như có người nào đó đang nợ anh ta tiền thì phải. Thế nhưng Tần Lạc hoàn toàn không cảm thấy có gì không thích hợp. Khi hắn đi vào tòa nhà này, hắn phát hiện ra hình như ai ở trong tòa nhà này đều có bộ mặt như vậy đó, giống như nếu không nghiêm mặt, bọn họ sẽ không đủ tư cách làm nhân viên kiểm tra kỷ luật. Tại sao? Tần Lạc hỏi. Không có tại sao, không được là không được, Lâm Hóa nói. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, tôi muốn gặp trưởng phòng lý của các vị. Nếu như không phải người đàn ông đứng trước mặt mình là Tần Lạc, chỉ sợ Lâm Hóa, chủ nhiệm phòng tiếp đón đã sớm nổi giận rồi. Chỉ một lát trước đó anh ta bảo mình muốn gặp mặt Phó Phong Tuyết, một lát sau lại nói muốn gặp mặt trưởng phòng lý chính. Chẳng lẽ những người kia chờ anh ta tới triệu kiến sao? Lý trưởng phòng bận nhiều việc, sợ rằng không có thời gian, Lâm Hóa uyển chuyển từ chối nhưng dáng vẻ rất xấu hổ. Không thể làm khác, quân nhân khi sinh ra đã sớm hình thành tính cách này. Hơn nữa bọn họ là một hệ thống độc lập, bình thường cũng chỉ quan hệ phần lớn với quân nhân. Nếu như ai đó cả người chỉ tươi cười, người khác nhất định sẽ nghĩ là ngu ngốc. Làm phiền nhắn cho ông ấy giúp tôi, Tần Lạc nói. Bất đắc dĩ Lâm Hóa quay người đi về phía phòng làm việc của Lý Chính. Một lát sau anh ta đi ra ngoài nói, Lý trưởng phòng có đôi chút thời gian. Tôi sẽ dẫn anh vào. Nói xong Lâm Hóa đi trước dẫn đường, thậm chí còn không giơ tay làm động tác mời. Tần Lạc không quan tâm. Hắn đi theo Lâm Hóa vào phòng làm việc của Lý Chính. Lý Chính vẫn mang một bộ mặt tươi cười giống như lần gặp mặt đầu tiên với Tần Lạc, giống như ông ta đang có chuyện gì rất vui vẻ vậy. Từ sắc mặt của ông ta, có thể thấy ông ta là một ngoại lệ của trụ sở điều tra này. Tần thầy thuốc, tôi biết anh tới đây vì chuyện đó, Lý Chính chủ động nói chuyện với Tần Lạc, hơn nữa còn đi thẳng ngay vào chủ đề chính. Thế nhưng câu trả lời của tôi và của chủ nhiệm Lâm Hóa với anh là giống nhau. Tôi không có quyền cho phép anh vào thăm phó lão. Tóm lại hãy cho tôi một lý do, Tần Lạc cười nói. Chẳng lẽ lúc này phó lão là tội phạm sao? Lý Chính không phủ nhận, ông ta nói, có thể nói là như vậy. Đương nhiên tình hình cụ thể vẫn còn đang điều tra. Vẫn đang điều tra mà các vị đã nhận định phó lão có tội sao? Nụ cười trên gương mặt Tần Lạc biến mất, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Chúng tôi đã nắm giữ được một số chứng cứ nhất định, Lý Chính nói. Nếu không... Không một ai dám mời phó lão vào trong này ở trong giai đoạn nhận định. Hơn nữa nếu như phó lão tình nguyện phối hợp, tình huống và kết quả cũng sẽ khác. Tôi biết rồi, Tần Lạc nói. Tôi biết các vị có trình tự phá án của mình. Tôi không thể can thiệp và cũng không có quyền can thiệp. Thế nhưng nếu có một ai có ý đồ làm tổn thương và vu cáo người thân của tôi sẽ không ngồi yên. Sắc mặt Lý Chính vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, ông ta cười nói, đây cũng là chuyện chúng tôi không cho phép xảy ra. Chức trách của chúng tôi chính là ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra. Tần Lạc cũng rất nhiệt tình bắt tay Lý Chính nói, vậy cảm ơn Lý trưởng phòng. Khách khí, Lý Chính nói. Tần Lạc vừa ra khỏi tòa nhà, Đại Đầu và Ly đi tới đón. Thế nào, có gặp được Long chủ không? Ly nôn nóng hỏi, nàng và Đại Đầu bị cản lại, chỉ có Tần Lạc được vào.
Cơ quan này đương nhiên là một trong những cơ cấu có quyền lực nhất đất nước. Ngay cả những quân nhân vào sinh ra tử cũng phải chấp nhận bị điều tra, phán quyết của cơ quan này. Từ đó có thể thấy vị trí đặc thù của nó trong nước. Không, Tần Lạc lắc đầu. Vậy phải làm gì bây giờ? Giọng nói Ly khá gay gắt. Bọn họ dựa vào cái gì mà không cho chúng ta gặp mặt? Phó lão không phải phạm nhân. Bọn họ nói phó lão là phạm nhân, Tần Lạc nói. Sắc mặt Ly và đại đầu cứng đơ, cả hai cùng hỏi, thật vậy sao? Ít nhất thì chính bọn họ đã nói thế, Tần Lạc khẽ thở dài. Xem ra Lạc Sân và những kẻ kia làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Một khi ra tay, không để lại con đường sống. Binh! Mặt bàn gỗ lim bị Long Vương chụp vỡ. Sắc mặt ông hung tợn, tóc dựng đứng, giống như con sư tử bị ép vào tình trạng chiến đấu. Khinh người quá đáng, giọng nói ông bực tức, gay gắt, giọng không nặng nề nhưng vô cùng uy nghiêm. Mặc dù Tần Lạc và ông có quan hệ rất thân thiết cũng cảm thấy rất căng thẳng, giống như bất kỳ lúc nào Long Vương cũng nhào tới xé người khác ra thành từng mảnh nhỏ. Long Vương, chúng ta phải làm gì đó, một người đàn ông cao to, khoảng chừng 2 mét đứng trước mặt Long Vương, ồm ồm nói, chúng tôi không tin Long chủ lại làm loại chuyện đó. Đúng vậy, chúng ta phải lên tiếng. Không thể để Long chủ bị đối xử bất công, một người đàn ông đầu chọc trên mặt có một vết sẹo dài lên tiếng. Tôi muốn tới quân bộ kháng nghị, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã. Trước kia Tần Lạc chưa từng gặp mặt người này. Lần này Phó Phong Tuyết gặp chuyện bọn họ mới tụ tập ở khu Long Tức. Nếu như là trước kia Long Vương nhất định phản đối người bên dưới làm sằng bậy. Dù sao bọn họ không ổn định sẽ bất lợi cho đất nước. Thế nhưng lần này Long Vương không phản đối. Không sai, Long Vương nói to, chúng ta cần phải lên tiếng, biểu thị thái độ của chúng ta. Nếu như chúng ta không nói gì, chúng ta đã vứt bỏ huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Long Vương giơ tay nắm vạt áo trường bào của mình, cánh tay kéo mạnh xé ra một mảnh to. Ông dùng một đầu ngón tay đâm vào một ngón tay khác. Ra tay rách máu tươi chảy ra. Ông không cần bàn chỉ dùng tay cầm mảnh vải áo to. Dùng ngón tay chảy máu viết ba chữ rất to trên mặt, tôi không phục. Chương 1509, có thể trừng phạt trước hay không? Dầm. Ông già chụp tay lên mặt bàn chỉ vào một chồng tài liệu không ngay ngắn, tức giận quát to, Long Thiên Trược, anh đang làm gì vậy? Anh có biết anh đang làm gì không? Biết, Long Thiên Trược đứng thẳng người, tôi biết rõ tôi đang làm gì. Hiểu rõ, tôi sợ anh tức giận tới mức hồ đồ rồi, ông già nổi cơn lôi đình. Anh đang uy hiếp, anh vì công cao sinh kiêu ngạo, thế nào, làm vài chuyện vì đất nước, giết mấy kẻ thù thì có thể lên mặt sao? Đừng tưởng rằng không ai có thể làm gì được anh, tôi nói cho anh biết anh đang sai lầm, nếu như anh không thu lại mấy thứ này, tôi sẽ lập tức cho người bắt anh lại. Lão đội trưởng sắc mặt Long Thiên Trượng quật cường, ý chí kiên định, ông nói tiếp, cho dù ngài có đánh tôi chết tôi cũng vẫn phải chuyển mấy thứ đó. Ngài nghĩ tôi là gì? Huynh đệ là gì? Chính là người trên chiến trường có thể yên tâm phó thác sau lưng mình cho người đó. Phó Phong Tuyết là huynh đệ của tôi. Nay hắn bị oan, nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ không xứng làm huynh đệ của hắn. Oan ức, ông già cười nhạt nói. Phó Phong Tuyết là huynh đệ của anh, không phải là đội viên của tôi hả? Một tay tôi không dẫn dắt 1.000 người thì cũng 800 người. Ba người các anh là những người ưu tú nhất. Nay hắn bị điều tra, tôi không tiếc nuối sao? Nhưng một quốc gia có pháp luật. Quốc gia quân chế, nhân dân quân chế, quân đội càng không thể coi thường. Nếu như có chuyện ạ, phải để người ta điều tra rõ ràng. Tất thảy đều phải dựa vào chứng cứ và pháp luật. Không có chứng cứ, bọn họ dám làm sằng bậy sao? Tôi ủng hộ công việc của Kỳ Kiếm. Tôi cũng hy vọng bọn họ trả lại sự trong sạch cho Phong Tuyết, Long Thiên Trượng trầm trầm nói. Thế nhưng có kẻ đang núp trong bóng tối động chân động tay. Vậy đừng trách Long Thiên Trượng tôi không khách khí. Không khách khí. Không khách khí là như thế nào? Anh có thể làm gì nào? Tôi biết anh có thể đánh. Đánh một người, đánh hai người, đánh 100 người, đánh 200 người, vậy còn 2.000 người thì sao? Long Thiên Trượng, anh có làm được không? Ông già chỉ hận không rèn sắt khi nóng bừng bừng tức giận nói. Ông tức giận xua tay nói, cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh. Nhìn thấy anh là tức. Dạ, lão đội trưởng Long Thiên Trượng đứng nghiêm chào, sau đó quay người bước đi. Ở bên ngoài Tần Lạc thấy Long Vương đi ra vội vàng đi tới đón. Tình hình thế nào? Tần Lạc hỏi. Hôm nay Long Thiên Trượng mang theo bức huyết thư tôi không phục của chính mình và của một số huynh đệ khác đi tìm một lão nhân đức cao vọng trọng. Lão nhân này đã lui về tuyến sau nhiều năm nhưng có hệ thống cực kỳ hùng mạnh ở quân đội.
Nếu như ông ta lên tiếng, tình hình có cơ hội xoay chuyển. Bị đuổi ra ngoài, Long Thiên Trượng thản nhiên nói. Từ chối, Tần Lạc thở dài, ôi, tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách khác. Đương nhiên là từ chối, Long Thiên Trượng nói. Đả thương người 1.000, tự tổn hại 800, ngọn gió này không thể đón nhưng tất nhiên vẫn phải ra tay. Ông ấy sẽ giúp, Tần Lạc vui mừng hỏi. Đúng vậy, Long Thiên Trượng quả quyết. Ông là quân nhân, ông biết rõ tính cách nóng nảy của bọn họ. Người trong nhà có thể mắng nhau nhưng khi có người ngoài ức hiếp, coi thường, nhất định bọn họ sẽ phản kích cực kỳ mạnh mẽ. Quả nhiên sau khi Long Thiên Trượng ra về, ông già đầu bạc trắng kia đứng dậy, đi lại trong phòng khách không quá rộng của mình. Lát sau ông lên tiếng gọi, Đỗ. Dạ, ngài có gì căn dặn? Một người đàn ông trung niên đeo kính vội vàng đi vào trong. Ông ta là thư ký riêng của ông già này. Một người đã rút lui nhiều năm vẫn có thư ký riêng chứng tỏ địa vị hùng mạnh của ông ở đất nước này. Hãy gọi điện cho thư ký của lão đồng, hỏi xem hôm nay lão đồng có thời gian không, ta sẽ tới thăm. Ông già hờ hững nói. Dạ, viên thư ký trả lời nhưng lòng thầm nghĩ, chỉ có số rất ít người dám gọi là lão đồng. Lệ Khuynh Thành dùng bộ ngực căng tròn của mình kẹp đầu Tần Lạc, nàng nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của hắn và hỏi, mệt không? Có đôi chút, Tần Lạc nói, có đôi khi cảm thấy tình hình không thuận theo mình. Lúc này đây có gì đó rất khác. Yên tâm, không việc gì cả, Lệ Khuynh Thành an ủi. Giống như anh vậy thôi, chuyện xảy ra đã rất nhiều năm, muốn tìm chứng cứ chứng minh trong sạch là rất khó. Cũng như vậy bọn họ muốn tìm chứng cứ định tội phó lão cũng khó như thế. Đây là đường song song mà. Đúng vậy, Tần Lạc thở dài nói, nếu như không có người kia ở trong thêu dệt chuyện, sự việc cũng không tiến triển tới mức này. Không một ai ngờ bà ta lại ẩn giấu sâu như vậy. Chuyện xảy ra mấy chục năm trước mà bà ta vẫn giữ được một số tài liệu. Những việc đàn ông có thể làm, không hẳn người khác không làm được, Lệ Khuynh Thành nói. Hơn nữa năm xưa đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh há chỉ có dung mạo còn có chỉ số thông minh của một bình hoa sao. Nói như vậy, những công tử Yến Kinh có con mắt cao hơn đỉnh đầu kia sao có thể thổi phồng bà ấy như vậy. Đúng vậy, Tần Lạc thư thái nhắm mắt lại, những việc cần làm chúng ta đều đã làm. Cũng đã tạo thanh thế. Cho dù có kẻ núp sau lưng định mượn chuyện này gây sóng gió sẽ không thể không suy nghĩ kỹ xem bản thân mình có thể chống đỡ được đòn phản kích sau đó hay không. Ít nhất chuyện này sẽ được xét xử công bằng, nếu không hai bên nhất định sẽ không bỏ qua cho nhau. Chỉ cần xử lý công bằng sẽ không có chuyện gì, với phó lão, Lệ Khuynh Thành quả quyết. Với trí tuệ của phó lão, sao ông ấy có thể làm chuyện đó? Hơn nữa phó lão luôn là một người trọng tình cảm. Ông ấy tuyệt đối không thể xuống tay với huynh đệ của mình. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Làm như vậy thì thật sự quá ngu xuẩn. Anh phải nghĩ thoáng một chút. Còn chưa có kết quả sao anh có thể nghĩ thoáng hơn? Tần Lạc cười gượng nói, tình hình cổ thảo mộc thế nào rồi? Phi thường, Lệ Khuynh Thành cười nói. Khi nhắc tới vấn đề này, nàng không nhịn được tươi cười hớn hở. Mặc dù người của các bộ và ủy ban chính phủ do Thái Bộ trưởng đưa tới tiến vào tổ tiêu thụ, phụ trách việc đàm phán với các tổ chức y dược và đại diện các nước, nhưng quả thật bọn họ đảm bảo rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Toàn bộ số tiền đó được chuyển vào tài khoản của chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không lấy một đồng tiền, thậm chí bọn họ không quản lý số tiền này. Đương nhiên việc bọn họ có đưa ra các điều kiện phụ cho các tập đoàn y dược hay các nước hay không thì những thương nhân như bọn em không nhất thiết phải biết chi tiết. Như vậy, Tần Lạc gật đầu nói, có phải bây giờ chúng ta có rất nhiều tiền không? Đúng, Lệ Khuynh Thành khẳng định, có rất nhiều tiền. Có phải ban đầu chúng ta nói một câu không? Câu nói nào? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Chúng mình nói rất nhiều câu. Sẽ có một ngày chúng mình muốn mua Procter và Gamble, Tần Lạc cười nói. Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành gật đầu mỉm cười. Mặc dù khi đó đã đặt ra mục tiêu đó nhưng trong lòng quả thực quan tâm. Cho dù Khuynh Thành quốc tế giành được một loạt thành tích xuất sắc nhưng vẫn trong tình trạng thế cô lực mỏng. Muốn thu mua một cá mập như Procter và Gamble thật sự là một điều quá khó khăn. Bọn họ có bao nhiêu là sản phẩm một năm tiêu thụ 1 tỷ. Không ai ngờ tới chúng ta thật sự có được ngày hôm nay, Lệ Khuynh Thành cười nói. Đương nhiên số tiền hiện nay của chúng ta đã đủ để thu mua Procter và Gamble, nhưng mà Procter và Gamble là một con gà đẻ trứng vàng lâu ngày. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bán cho chúng ta nếu như chúng ta không muốn làm chuyện tuyệt tự tuyệt tôn như vậy. Cổ thảo mộc chỉ bùng nổ lần này nên số tiền có thể thu được lần này nhất định phải dùng cho lần đầu tư tiếp theo. Chúng ta phải suy nghĩ tới kế hoạch tiếp theo của mình. Em định làm thế nào? Tần Lạc hỏi. Tiến quân toàn diện vào các sản phẩm hóa mỹ phẩm, Lệ Khuynh Thành nói.
Em và Mục Nguyệt đã thương lượng vấn đề này, cô ấy cũng có suy nghĩ này. Bất động sản, tài nguyên khoáng sản, nguồn năng lượng, các hạng mục này có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng gần như bây giờ đã bị người khác chiếm lĩnh. Chúng ta muốn tiến vào lĩnh vực này, tất phải gây xung đột với khá nhiều người. Trong khi đó sản phẩm hóa mỹ phẩm thường đi cùng với những công ty có thực lực tương đối kém, thế lực hậu thuẫn cũng không hùng mạnh. Nếu như lực lượng của bọn họ không thực sự mạnh, tất bọn họ sẽ bị các thế lực đầu tư nước ngoài thu mua. Chính vì vậy chúng ta bắt tay thực hiện bắt đầu từ phương diện này. Chúng ta không thể thu mua Procter và Gamble nhưng chúng ta có thể đoạt miếng ăn từ nó. Sản phẩm bột phấn Kim Dũng đã là một sản phẩm nổi tiếng trong nước, em chuẩn bị thúc đẩy sản phẩm này phát triển toàn diện. Đương nhiên tất cả những điều này đều đã sớm được chuẩn bị, vấn đề là trước khi có kết quả sẽ không báo cáo với anh. Bây giờ đã có kết quả, hiển nhiên phải gặp ông chủ lớn báo cáo tổng kết. Tần Lạc vỗ vào đùi Lệ Khuynh Thành nói, giờ mới báo cáo, không, nhất định phải trừng phạt nặng nề. Lệ Khuynh Thành giãy giụa, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, đôi mắt lóng lánh, giọng nói như chuông bạc bên tai Tần Lạc, có thể trừng phạt người ta trước không? Tần Lạc cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên từ đan điền, cả người hắn lập tức bị ngọn lửa này thiêu cháy, nóng rực. Chương 1510, hy vọng là người tốt. Tần Lạc thầm hận trong lòng, hắn biết người phụ nữ này đang cố tình châm ngòi hắn. Hắn vỗ mạnh vào khoảng đùi trắng ngần mà chiếc váy ngắn khó có thể che hết, nói, trước tiên báo cáo sau đó mới trừng phạt. Em đang cố ý nói loạn mà Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói tiếp, Bạch Dược Vân Nam chính là một trường hợp rất thành công trước đó. Nó đã tạo dựng được danh tiếng thông qua dược phẩm sau đó tiến quân vào thị trường kem đánh răng và dầu gội đầu. Em nghĩ bọn họ có tài nguyên, chúng ta cũng có tài nguyên. Bọn họ có sản phẩm ứng dụng, chúng ta cũng có sản phẩm ứng dụng. Bọn họ có thể làm được, tại sao chúng ta lại không làm được? Vì vậy em đã mời một nhóm các nhà trung y nghiên cứu dược tính của bột phấn Kim Dũng, ứng dụng vào các vật dụng trong cuộc sống. Ví dụ như kem đánh răng, nước tẩy rửa, dầu tắm, xà phòng thơm, bàn chải đánh răng trung y. Đây là đồ dùng của tất cả mọi người, lượng tiêu thụ cực kỳ lớn. Hơn nữa chủ yếu chúng ta đi theo phân khúc sản phẩm cao cấp, sản phẩm cạnh tranh với chúng ta gần như không có. Đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Sau gần một năm nghiên cứu, toàn bộ các sản phẩm này đã thành công. Chỉ cần trải qua kiểm tra, xét duyệt, thông qua là có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Khi đó tất cả sản phẩm sẽ ra thị trường. Bây giờ cả thế giới đang phát điên vì trung y cho nên em nghĩ nên nhân cơ hội này nhanh chóng đưa những sản phẩm này ra thị trường. Nếu như để công ty khác làm trước thì không hay lắm. Lệ Khuynh Thành cúi người về phía trước mái tóc đen nhánh bung ra. Cọ sát gò má Tần Lạc khiến người hắn ngứa ngáy không thôi. Anh cảm thấy thế nào? Rất hay Tần Lạc tóm một nắm tóc đen nhanh nghịch ngợm trong tay nói, một năm trước em đã bắt đầu chuẩn bị chứng minh em suy nghĩ rất tốt. Anh tin rằng em có thể làm rất tốt. Cảm ơn ông chủ đã khen ngợi. Vậy bây giờ, đã trừng phạt được chưa? Em làm tốt như vậy, anh sao có thể trừng phạt em? Tần Lạc nói, chuyện trừng phạt coi như xong. Không được, nhất định phải trừng phạt Lệ Khuynh Thành bất mãn nói. Vì vậy Tần Lạc ôm Lệ Khuynh Thành đặt nằm xuống ghế salon. Sau khi trừng phạt trôi qua, Lệ Khuynh Thành uể oải nằm trong lòng Tần Lạc nói, sau nửa năm sửa đổi trường đua hoa điền căn bản đã khôi phục diện mạo xưa kia. Cho dù sau lưng nó là âm mưu gì đi nữa thì trận hỏa hoạn đó chính là một bài học cho chúng ta. Cho nên lần này yêu cầu an toàn cao hơn nhiều. Hơn nữa chuyện hỏa hoạn đã xảy ra, những người có tiền đều yêu quý tính mạng của mình nên không thể không nghĩ tới những biện pháp hay hơn chào mời hội viên. Lệ Khuynh Thành dừng một chút rồi nàng nói tiếp, em đã chuẩn bị nhóm hội viên đầu tiên từ trong những người thân cạnh mình. Anh nhất định phải trở thành hội viên, còn cả văn nhân Mục Nguyệt, Vương Cửu Cửu, cả vị Đông Cung kia của anh nữa. Một nhóm người này của anh trở thành hội viên ngôi sao, nhất định có thể thu hút rất nhiều người tham gia. Nếu như chuyện bí mật của anh và Mục Nguyệt không bị tiết lộ, cô ấy thành hội viên có thể hút được rất nhiều công tử Yến Kinh dù chịu đánh vỡ đầu cũng nhất định phải tham gia. Hỏa hoạn tính gì không? Vậy cũng không phải là mong muốn của anh Tần Lạc cười gượng nói, không phải lần trước chúng ta đã nói tới việc kinh doanh của Hoa Điền sao? Vị trí địa lý rất tốt, hạng mục phong phú, anh cảm thấy nhất định sẽ không trống vắng. Hy vọng là như thế Lệ Khuynh Thành thoát khỏi người Tần Lạc, nàng bắt đầu chỉnh sửa lại áo và váy trên người. Vì đang trong phòng làm việc, hai người không thoát toàn bộ quần áo, chơi kiểu tàu nhanh. Anh không nên lo lắng chuyện này, hãy dành thời gian lo chuyện của phó lão. Ông ấy có ơn với chúng ta.
Anh biết Tần Lạc gật đầu trả lời. Lý Chính quan sát người phụ nữ ngồi đối diện, nụ cười hờ hững thường trực trên gương mặt. Mày như trăng non, miệng như hoa anh đào. Khí chất như hoa, phong thái tao nhã, cao quý. Một bộ sườn xám trắng ngần, một bông hoa mẫu đơn đang nở thêu lên vị trí ngực áo. Thợ giỏi, tinh tế, cắt may rất vừa người, càng tôn thêm dáng người hoàn mỹ, là lướt của người phụ nữ này. Da thịt trắng ngần vô cùng mịn màng, hình như năm tháng qua đi vẫn không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người phụ nữ này. 20 năm trước bà là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Sau 20 năm, trải qua những năm tháng rèn luyện và tích lũy của cuộc sống càng khiến bà có một phong thái ung dung, rất có cảm giác. Đây là một kỳ tích, là một người phụ nữ truyền kỳ. Câu chuyện của bà nên sớm chấm dứt thế nhưng lúc này đây bà lại tự đẩy mình vào thế nơi đầu sóng ngọn gió. Người ngoài có thể không biết nhưng bản thân là nhân viên điều tra phá án chủ chốt. Lý Chính biết chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ bị người phụ nữ này nghiền tan xương nát thịt. Đứng trên lập trường của Lý Chính, cho dù bà ta đúng hay sai chỉ là những chuyện Lạc Sân làm đều khiến người ta không thể không khen ngợi sự cứng cỏi và tàn nhẫn của bà ta. Lạc phu nhân cuối cùng Lý Chính cũng lên tiếng, hôm nay chúng tôi mời bà tới là muốn một lần nữa xác nhận lại lời khai của bà. Sự việc này vô cùng quan trọng, chúng tôi không thể không cẩn thận, mời bà có thể giải thích rõ ràng hơn. Tôi hiểu Lạc Sân gật đầu, tôi biết các vị đang chịu một áp lực rất lớn. Lý Chính mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cực kỳ cay đắng. Đâu chỉ là áp lực rất lớn mà thôi mà nó quả thực khiến con người ta nghẹn thở. Phó Phong Tuyết là ai? Khi mang Phó Phong Tuyết về đây điều tra đã làm kinh động bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn. Ngay cả những lão nhân nhiều năm không màng tới chuyện chính sự cũng gọi điện thoại tới hỏi. Sao bọn họ lại không thể cẩn thận điều tra đây? Thế nhưng sự việc đã phát triển tới mức này, bọn họ nhất định phải điều tra hơn nữa, nhất định phải điều tra ra kết quả mới xong. Nếu không những người kia tất có ý kiến. Anh có ý gì vậy? Muốn điều tra là điều tra. Không muốn điều tra là không điều tra sao? Anh làm thế nào trả lại sự trong sạch cho người ta đây? Anh muốn chứng minh cái gì? Chứng minh anh bị oan ức sao? Chứng minh anh gặp phải lực cản quá lớn trong quá trình phá án sao? Cảm ơn Lạc phu nhân đã hiểu Lý Chính, cảm ơn. Lạc phu nhân, bây giờ chúng tôi phải thẩm tra lại tài liệu bà cung cấp cho chúng tôi trước đây. Bây giờ bà còn nghĩ rằng chồng bà ông Hoàng Thiên Minh hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ có liên quan tới ông Phó Frick Tuyết không? Tôi không nghĩ như vậy, Lạc Sân nói. Lý Chính trợn tròn mắt nhìn Lạc Sân sắc mặt kinh ngạc, ngơ ngác. Người phụ nữ này điên rồi phải không? Loại chuyện như này có thể nói giỡn chơi hay sao? Trước kia bà ta ôm một đống tài liệu tới tố cáo Phó Phong Tuyết, bây giờ lại chuẩn bị phản cung sao? Chẳng lẽ bà ta không hiểu hành vi đó mang tính chất gì sao? Lý Chính hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lạc Sân hỏi lại, Lạc phu nhân, mời bà nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Tôi rất nghiêm túc, Lạc Sân nói. Được, tôi hỏi lại bà một lần nữa. Bây giờ bà có cho rằng cái chết của chồng bà, Hoàng Thiên Minh có liên quan tới Phó Phong Tuyết không? Không có vấn đề gì, Lạc Sân nói, bọn họ là bạn bè thân thiết, còn là huynh đệ sống chết vì nhau. Phó Phong Tuyết là một người đàn ông rất trọng tình cảm. Sao ông ấy có thể ra tay hãm hại huynh đệ mình? Thế nhưng, gương mặt Lý Chính thoáng cao có. Từ sau khi ông ta vào hệ thống kỳ kiểm, lần đầu tiên gặp chuyện đau đầu như thế này. Trước kia bà không nói như này. Bà tố cáo Phó Phong Tuyết, cũng nói ông ấy đóng vai trò ám muội trong cái chết của chồng bà. Hoàng Thiên Minh. Tôi đúng là nói như vậy, Lạc Sân bình tĩnh nói. Vậy tại sao bà lại thay đổi quan điểm của mình? Lý Chính ra hiệu cho nhân viên thư ký phụ trách việc ghi chép lời khai vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc nhớ ghi chép từng lời của Lạc Sân. Mặc dù trong phòng có thiết bị ghi âm và ghi hình nhưng ghi chép bằng văn bản vẫn rất quan trọng. Bởi vì tôi bị người ta bức bách, Lạc Sân nói. Bức bách, Lý Chính quan sát kỹ sắc mặt và hai mắt của Lạc Sân. Bà ta rất bình tĩnh, hình như đang nói tới một việc không lấy gì làm quan trọng. Người nào bức bách bà? Dương Phủ, Lạc Sân nói. Ông ấy bức bách bà thế nào? Ông ấy tìm người chữa bệnh giúp Hoàng Thiên Trọng, con trai tôi. Tôi đồng ý giúp ông ta hạ Phó Phong Tuyết, Lạc Sân nói. Hơn nữa vì tôi cũng hận Phó Phong Tuyết đánh gãy chân tay con tôi. Hai hàng lông mày Lý Chính dựng lên, ông ta biết vỡ kịch này rốt cuộc cũng kết thúc. Nếu sự thật là vậy, Lý Chính nghiêm giọng, lạnh lùng nói, các người trao đổi, cố ý vu oan. Lạc Sâm trầm ngâm. Bà có chứng cứ gì chứng minh bà đã giao dịch với Dương Phủ không?
bây giờ tôi đang sống ở Dương Gia Lạc Sơn nói, Dương Phủ là một người rất cẩn thận. Tôi không thể nào ghi âm lại lời nói của ông ta. Thế nhưng tôi có ghi âm được một vài tài liệu của Dương Phụ, cháu ông ta. Có rất nhiều việc Dương Phủ đều giao cho Dương Phụ làm. Còn nữa các vị hẳn hiểu rõ khi tôi tố cáo Phó Phong Tuyết. Dương Phủ đã đứng sau lưng tác động ngầm khá nhiều. Chuyện này thì không thể che giấu người khác được. Lý Chính không trả lời vấn đề này. Quả thật đó chính là sự thật. Chuyện kiện cáo của Lạc Sơn có thể biến thành chuyện lớn như này chính là do Dương Gia ở sau lưng tác động rất mạnh, hơn nữa không chỉ có mỗi Dương Gia. Vậy một khi các vị đã hợp tác với nhau, vì sao bây giờ bà lại thay đổi ý định? Lý Chính hỏi. Nếu như tôi nói là vì lương tâm bất an thì sao? Lạc Sơn hỏi ngược lại. Lý Chính không trả lời. Ông ta là kẻ ngốc sao? Lạc Sơn cười nói, tôi biết ông không tin tôi. Tôi cũng không tin, vốn tôi rất muốn hợp tác nghiêm chỉnh với ông ta. Thế nhưng trong lúc vô tình tôi nghe thấy Dương Phụ nói chuyện với bác sĩ chữa trị cho con tôi Hoàng Thiên Trọng, anh ta yêu cầu bọn họ không được chữa khỏi chân cho con tôi như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục khống chế tôi và con tôi. Nếu là như vậy, chúng tôi đã mất đi nền tảng hợp tác tôi cũng không cần phải làm thanh đao cho Dương gia bọn họ nữa. Chương 1511. Chỗ thông minh Lạc Sơn ngay tại ở đây. Nàng có thể nói một chuyện nửa thật nửa giả thành thật, nàng có thể lợi dụng tất cả điều kiện bên ngoài phục vụ cho mình. Thậm chí, nàng có thể điều khiển dư luận cùng tiềm thức con người. Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết đánh gãy tứ chi, chuyện này ở Yến Kinh không phải là một chuyện bí mật. Lạc Sơn thỉnh cầu Tần Lạc trị liệu giúp bị Tần Lạc cự tuyệt, đây cũng không phải là một chuyện bí mật ở Yến Kinh. Cuối cùng, do cùng đường, nàng tiếp nhận lời mời của Dương Phủ, mang con vào đại viện Dương Phủ. Khi đó, thậm chí có không ít người ác độc mà nghĩ, Dương Phủ vô sự mà ân cần, còn không phải là vì tà tâm không chết với người đã từng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh sao. Bây giờ chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi Dương Phủ làm như vậy thật ra là mưu đồ hãm hại Phó Phong Tuyết. Nếu không, sao hắn chấp nhận trợ giúp Lạc Sơn? Lạc Sơn nói Dương Phủ mời danh y trị liệu thân thể cho con nàng, nàng vì Dương Phủ vu oan hãm hại Phó Phong Tuyết, đây hoàn toàn là hợp tình lý. Nói cách khác, mặc kệ chuyện này có chứng cứ hay không, hình tượng Dương Phủ đều coi như là hủy diệt triệt để. Chứng cứ cùng kết quả điều tra là một chuyện, suy nghĩ của bản thân mọi người kết luận là một chuyện khác. Không có ai sẽ hoài nghi Lạc Sơn, bởi vì chuyện nàng nói đều là chuyện đương nhiên theo lý thường. Mặt khác, Dương gia đúng là ở sau lưng xuất lực trên sự kiện Lạc Sơn cáo trạng Phó Phong Tuyết này. Chỉ cần là người có mắt đều có thể thấy, Dương gia muốn rửa sạch hiềm khích đều khó có khả năng. Lạc Sơn nói nàng nói ra nguyên nhân chân tướng là vì nàng nghe được cháu của Dương Phụ cùng y sĩ trưởng của Hoàng Thiên Trọng nói chuyện, bảo bác sĩ không cần phải chữa khỏi cho Hoàng Thiên Trọng. Lý Chính nghĩ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, lập tức phái người qua khống chế những bác sĩ kia, thậm chí có thể tìm được cửa đột phá ở trên người những bác sĩ kia. Nếu những bác sĩ kia nói xác thực có chuyện này, không phải càng làm rõ nguyên nhân Lạc Sơn phản bội sao? Quan trọng nhất là... Lạc Sơn nói trong tay nàng có một đoạn ghi âm nói chuyện với Dương Phụ. Lý Chính biết đại danh của Dương Phụ, nhưng không phải quá quen thuộc. Cũng không ngờ một công tử ca thế gia lại bị người ta tính kế tới mức thê thảm như vậy. Có điều, nếu đối thủ của hắn là Lạc Sơn, chuyện xảy ra hôm nay cũng không có gì kỳ quái. Lý Chính luôn luôn tương đối tự phụ với trí tuệ và năng lực của mình, nhưng mà, hắn không kìm nổi mà nghĩ tới một vấn đề. Nếu đối thủ của hắn là Lạc Sơn, hắn có thể chiến thắng không? Rất khó, Lý Chính lắc đầu. Mượn vụ án lần này mà nói, mình còn không phải bị người phụ nữ này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Nàng nói nàng có chứng cớ, vì vậy, bọn họ mượn chứng cớ nàng đi mời người Long Tức. Nàng nói nàng bị Dương gia hiếp bức, hắn không ngờ lại tin. Đúng vậy, Lý Chính tin lời của Lạc Sơn. Bà nói trong tay bà có một số tài liệu ghi âm của Dương Phụ. Nụ cười trên mặt Lý Chính đã sớm biến mất, ngay bây giờ, hắn làm sao còn có thể cười được. Nếu Lạc Sơn nói đều là thật, vậy, một vụ án lớn kinh thiên đã lộ dưới mí mắt hắn. Vụ án lớn này rốt cuộc sẽ tạo nên gió lốc dạng gì, sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà bị liên lụy, với cấp bậc Lý Chính bây giờ thì không thể biết được. Phó Phong Tuyết là ai? Bách chiến công thần, có người tận lực vu oan đánh bại lão, đây là hành vi có mục đích gì? Huống chi? Bọn người Long Vương đưa huyết thư kia vào trong tay lão lãnh đạo. Hành động lần này của bọn họ lập tức sẽ tạo thanh thế. Nếu quân bộ không cho họ một công đạo, làm sao có thể khiến bọn họ chịu phục nữa? Hơn nữa,
mấy lão đầu lĩnh kia đều đang chú ý chuyện này, lão lãnh đạo Long Vương nhiều năm không hỏi thế sự cũng tự mình đến bên đồng lão ngồi một lát. Trận phong ba này, muốn ngừng đã là không thể nào. Không chết không thôi. Phải, Lạc Sơn nói, nếu các người có cần, tôi có thể cung cấp một phần. Chuyện này đối với chúng tôi quan trọng vô cùng. Lý Chính gật đầu, nếu bà đồng ý, hy vọng cho chúng tôi một phần làm chứng cớ tham khảo. Lạc Sơn liền ở trước mặt Lý Chính, kéo một cúc áo trên cổ sườn xám. Nàng để cúc áo tới trước mặt Lý Chính, nói, tôi nghĩ, các người có cách mở nó ra. Cảm ơn, Lý Chính ý bảo nhân viên bên cạnh thu viên cúc áo này lại. Bà đã có thể giấu thiết bị ghi âm bí mật như vậy, sao không trực tiếp? Ý tôi là, sao không thu thập chứng cớ quan trọng hơn chứ? Dương Phủ là lão hồ ly, làm sao có thể để tôi nắm lấy nhược điểm? Lạc Sơn cười lạnh, mỗi một câu hắn nói đều lấp lửng hai câu. Cho dù các người lấy được ghi âm cũng vô ích, cho nên, tôi chỉ có thể ra tay từ trên người Dương Phụ. Thằng nhóc con kia miệng không kín, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, hắn còn có ý đồ với cơ thể tôi, cho nên, nói chuyện luôn không nghĩ đã phun ra. Những lời này chúng tôi cũng sẽ ghi chép trong hồ sơ. Tùy tiện, Lạc Sơn không đếm xỉa. Chứng cứ lần trước bà cung cấp cho chúng tôi là sao vậy? Chúng tôi đã điều tra những chứng cứ kia, năm đó chồng bà Hoàng Thiên Minh quả thật có mâu thuẫn khá lớn với Phó Phong Tuyết. Lý Chính đột nhiên tung ra vấn đề này. Người khác đùa bỡn xoay vòng bọn họ, cũng không phải là trong lòng hắn không có tức giận. Cho nên, hắn chỉ có thể nghiêm túc làm rõ tất cả vấn đề. Chuyện đi qua nhiều năm như vậy, thật thật giả giả, các người làm sao có thể điều tra rõ ràng. Lạc Sơn vẻ mặt hồi tưởng nói, giữa bọn họ quả thật có mâu thuẫn rất lớn, thậm chí còn từng đánh nhau. Một là bởi vì trước đội trưởng Long Tức lúc trước, bọn họ đồng dạng ưu tú, cấp trên cũng không có biện pháp cuối cùng xác định do ai tới nhậm chức. Mặc dù cuối cùng giao cho Thiên Minh, nhưng hai người vẫn xảy ra một ít xung đột. Còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lạc Sơn trầm mặc. Thật lâu sau, mới nói khẽ, người đàn ông tôi thích là Phó Phong Tuyết. Thư phòng. Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế xa, tay cầm di động đang run rẩy. Đây không phải là sợ, mà là tức giận. Bởi vì tức giận, nét mặt của hắn đã vặn vẹo nghiêm trọng. Hình tượng lịch sự trước kia biến mất, càng giống là một người đàn ông đáng thương bắt gặp vợ cùng người khác thông dâm. Khi người bên kia điện thoại chấm dứt trò chuyện, hắn vung tay ném di động trong tay nện lên vách tường rơi nát bấy. Cái này cũng chưa tính, hắn đều đập bể tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy như chèn trà, khay trà, gạt tàn thuốc. Cách cách. Rất nhanh, trong phòng liền một đống hỗn độn. Con điếm, cặp mắt hắn đỏ kè, thở hổn hển mắng. Cộc cộc. Có người gõ cửa. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ở bên ngoài nghe được có tiếng vang. Tiếng quản gia từ cửa truyền vào. Cút, Dương Phủ phẫn nộ quát. Quản gia không dám lên tiếng nữa, ngoài cửa lại yên tĩnh. Thân thể Dương Phủ sụi lơ ngã ngồi ở trên ghế xa. Lấy một điếu thuốc lá trong hộp sắt trên bàn trà ra châm. Sau khi rít mạnh mấy hơi, lúc này mới bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hắn nói đối với mình ở trong lòng. Chuyện đã xảy ra, liền phải nghĩ biện pháp ứng phó. Hắn cố gắng hồi tưởng một lần, biết mình không có nói qua bất kỳ lời gì có thể nắm làm nhược điểm ở trước mặt nàng. Ít nhất, mình là an toàn. Nhưng mà, Dương Phụ sẽ rất khó nói. Đầu Dương Phủ lại đau. Thằng nhãi kia bị người ta bán cũng không biết. Nghĩ tới đây, hắn liền nâng điện thoại cạnh ghế xa, gọi một số điện thoại quen thuộc. Bảo Dương Phụ tới gặp tôi. Cũng không đợi đối phương trả lời, lập tức cúp điện thoại. Khi hắn rút ra điếu thuốc thứ ba, Dương Phụ đẩy cửa đi vào. Chú tìm cháu. Dương Phụ mỉm cười hỏi, có kết quả rồi. Khi tầm mắt của hắn chuyển lên di động cùng chén trà bị nện nát ở dưới đất kia, liền hiểu được. Kết quả sự việc có thể không phải là kết quả bọn họ muốn. Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Phụ hỏi, đi đến trước mặt Dương Phủ ngồi xuống. Lạc Sơn phản bội chúng ta. Dương Phủ nói. Phản bội, Dương Phụ sửng sốt, sau đó giận dữ, mắng, nàng dám phản bội. Chúng ta là người trên một thuyền, chúng ta chìm, nàng có thể được chỗ tốt sao? Là nàng đi cáo trạng Phó Phong Tuyết, tội của nàng nặng hơn chúng ta nhiều. Nếu nàng ôm quyết tâm hẳn phải chết thì sao? Dương Phủ hút một hơi thuốc, hỏi. Sương khói lượn lờ, mặt của hắn có chút mông lung. Dương Phủ ngơ ngác, nói, sao? Sao nàng phải làm vậy? Vì con của nàng, Dương Phủ nói.
Lại hít một hơi, giọng nặng nề, nàng muốn cho con của nàng một cơ hội. Nhưng đem đặt ở bên Phó Phong Tuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1512, lấy hay bỏ Dương ra. Dương phụ cũng lấy từ trong túi ra điếu, châm. Hai chú cháu trầm mặc hút thuốc, thư phòng im lặng đáng sợ. Sau khi hút xong điếu thuốc, đặt đầu mẩu thuốc lá ở trên bàn gỗ lim, cũng không còn tâm tư quan tâm tàn thuốc này có thể làm hỏng bàn gỗ lim sang quý này không. Hắn lại lấy ra một điếu châm, lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta có trách nhiệm hay không? Dương phụ ngẩng đầu nhìn Dương phụ một cái, trong lòng cũng có chút thương tiếc. Hắn là con trai độc nhất của anh cả, mình cũng chỉ có hai con gái, lão thái thái trong nhà cưng chiều hắn có chút quá mức. Nhưng mà, lần này lại không thể không làm ra lấy hay bỏ. Có, Dương phụ nói, hơn nữa rất nghiêm trọng. Sao có thể, Dương phụ còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tới cỡ nào. Hết thảy đều là người đàn bà kia làm, chúng ta cũng không làm gì cả. À sẽ nói như vậy à, người khác cũng sẽ cho rằng như vậy như thế à. Giọng Dương phủ lập tức đề cao, vấn đề là người này thật quá ngu xuẩn, mãi tới giờ còn có ý nghĩ đầu cơ trục lợi trốn tránh trách nhiệm. Chú nhận được tin, Lạc Sân đã nói thẳng với người kiểm tra kỷ luật. Nói hết thảy đều bị chúng ta hiếp bức, chúng ta tìm người trị liệu cho con của nàng Hoàng Thiên Trọng, nàng giúp chúng ta vụ oan hãm hại Phó Phong Tuyết. Có người tin? Sao không tin? Dương phủ cười lạnh, đây vốn chính là sự thật. Hơn nữa, nếu không phải là nguyên nhân này, chúng ta sao phải chứa chấp mẹ con Lạc Sân? Nếu không phải nguyên nhân này, chúng ta sao tiêu nhiều tiền mời bác sĩ như vậy để chữa cho con nàng? Còn nữa, nàng cung cấp ghi âm nói chuyện của cháu. Cái gì? Dương phụ nổi trận lôi đình. Con điếm kia, ả cũng dám ghi âm. Con mẹ nó, đây. Ả không phải là muốn tranh thủ một cơ hội cho con mình sao? Bây giờ cháu sẽ đi giết chết con nàng. Hắn giống như là một con trâu được bị vải đỏ chọc giận. Xoay người liền muốn phát tiết cơn tức này ở trên người Hoàng Thiên Trọng còn đang an dưỡng ở trong viện bọn họ. Dương phủ giống lớn, cháu muốn cho Dương gia chúng ta toàn quân bị diệt à? Chú, cháu không nhịn được cơn tức này. Dương phủ còn chưa có cách gì bình tĩnh lại. Vẻ mặt hắn vặn vẹo nói, để cháu giết chết hắn đi. Để ả kia biết phản bội chúng sẽ phải trả giá thật nhiều. Nếu cháu làm như vậy, rất nhiều người sẽ vỗ tay khen hay. Đã tới lúc này. Còn phải giải thích nhiều thứ cho đứa cháu hiếu thắng của mình như vậy, Dương phủ cũng vô cùng mất bình tĩnh. Cho nên, thái độ cũng ác liệt phi thường. Hoàng Thiên Trọng vốn không được bọn họ thích. Đối với bọn họ mà nói, chết thì chết. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dương gia chúng ta. Nếu người chết ở bên chúng ta sao ăn nói với người kiểm tra kỷ luật. Đến lúc đó liền không chỉ là vấn đề của cháu và vấn đề của chú, là vấn đề của cả Dương gia chúng ta. Dương phụ nện một quyền lên khung cửa, máu tươi đầm đìa cũng không để ý. Làm sao bây giờ? Bảo vệ tốt Dương phụ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Dương phụ chỉ ghế xa trước mặt, ý bảo Dương phụ tới ngồi xuống. Sau đó đưa điếu thuốc cho Dương phụ, mình cũng rút ra một điếu châm. Dương phụ, chúng ta bị người đàn bà kia tính kế rồi. Dương phụ nói, từ đầu tới đuôi, đây đều là một bố cục, chú đang nghĩ. Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết đánh gãy tứ chi, khi đó bố cục cũng đã bắt đầu. Đáng tiếc chính là, hai chú cháu mình lại đâm đầu vào. Bây giờ, chú cháu mình là không thể thoát thân. Nếu chúng ta vội vã thoát thân, thì có thể kéo cả Dương gia vào vũng bùn. Dương phụ ngẩng đầu nhìn chú của mình một cái, nói, cháu hiểu ý của chú. Chuyện này cháu sẽ gánh. Chú không phải đã nói sao? Lạc Sân có tư liệu ghi âm của cháu. Cháu cũng quả thật nói một số lời không nên nói ở trước mặt à. Rất tốt, Dương phủ dùng sức vỗ vỗ bả vai Dương phụ. Vậy mới là đàn ông Dương gia chúng ta. Cháu gánh chuyện trước đã. Nếu cháu không gánh nổi, cháu lại nhảy xuống giúp cháu gánh. Cho dù như thế nào, chuyện này đều phải dừng ở hai chú cháu mình. Ngàn vạn lần, không thể kéo Dương gia vào. Nếu không, Dương gia liền tiêu tùng. Cháu hiểu, Dương phụ nói. Hắn không ngu, chỉ là sống an nhàn sung sướng khiến hắn suy nghĩ quá ít. Bây giờ, giống như cả người trong nháy mắt trở nên thành thục. Dương gia nuôi cháu nhiều năm như vậy, làm chút chuyện cho nó cũng là nên. Ừ, ông cháu đang trên đường chạy tới Yến Kinh. Dương phủ nói, hy vọng hết thảy đều vô sự. Thật muốn giết người đàn bà kia. Dương phủ ác độc nói, gì ả cũng tốt. Dương phủ kinh ngạc mà nhìn Dương phủ một cái,
hắn cho tới bây giờ còn không dám ở trước mặt mình nói qua lời quá mức như vậy. Có điều, suy nghĩ một chút, đây chẳng phải cũng là lời mình muốn nói sao? Bởi vì Lạc Sơn phản cung, tình thế thoáng cái nghịch chuyển. Vốn Tần Lạc cùng người Long Tức còn muốn nghĩ cách cứu Phó Phong Tuyết, muốn giúp lão rửa sạch hiềm nghi. Bây giờ đến phiên Dương gia cùng những người bỏ đá xuống giếng kia sốt ruột phát cáu, muốn chặt đứt liên hệ với chuyện này. Nhưng mà, có một số chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, há lại dễ dàng biến mất không thấy gì nữa như vậy. Vì vậy, trong khoảng thời gian này người kiểm tra kỷ luật mời không ít người qua hỏi. Lý Chính ngược lại không có nói sai, lần này ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ bọn họ đúng là xử lý theo lẽ công bằng, không thiên vị. Không có cách gì thiên vị cũng không có biện pháp thiên vị, đắc tội bên nào cũng không được cả. Hoàn toàn cần nhờ chứng cứ nói chuyện. Cũng chính vì như vậy, Lạc Sơn thành người đầu tiên bị bọn họ bắt. Không nói trước Dương gia có tham dự vào vụ án này hay không hoặc là tham dự tới mức nào, riêng nàng vụ oan hãm hại với Phó Phong Tuyết đã đủ giam nàng cả đời rồi. Bác sĩ Tần, mời. Lý Chính làm tư thế mời. Cảm ơn, Tần Lạc mỉm cười nói cảm ơn. Ở sự ra hiệu của Lý Chính, cấp dưới mở một cánh cửa kim loại ra, Tần Lạc liền đi vào. Trong phòng kim loại, Lạc Sơn đang ngồi ở đó chờ hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Tần Lạc đi tới trước mặt Lạc Sơn ngồi xuống, trầm tư mà đánh giá nàng. Có thể là vì đã lâu không được nghỉ ngơi, tinh thần của nàng không phải là tốt lắm. Nhưng mà, nàng vô cùng bình tĩnh trấn định, vẻ mặt thong dong. Đứng ở trên lập trường một người đàn ông, không thể không thừa nhận, nàng rất đẹp. Đẹp vô cùng. Thấy Tần Lạc đi tới, nàng thậm chí còn có tâm tư mỉm cười với hắn. Tới rồi, Lạc Sơn vừa cười vừa nói. Nói thật, nhận được điện thoại của bọn họ, tôi rất vinh hạnh. Tần Lạc nói, tôi không ngờ người bà muốn gặp là tôi. Cậu hẳn là đã nghĩ tới. Lạc Sơn nói, nếu không, sao cậu sẽ theo tôi diễn trò chứ? Cùng bà diễn trò, Tần Lạc nghi hoặc nhìn nàng. Lúc nào? Nụ cười trên mặt Lạc Sơn cứng lại, nói, cậu tát tôi một cái. Chẳng lẽ không phải vì cậu hiểu được ý của tôi? Là như vậy sao? Tần Lạc hàm hồ nói. Dừng một chút, vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Cũng đã đi đến một bước này, tôi nếu còn gạt bà, thật sự là thẹn trong lòng. Thật ra ban đầu tôi cũng nhìn không ra ý đồ của bà, tôi tát bà là vì. Vì tôi quả thật muốn tát bà. Lạc Sơn nhìn chằm chằm hắn, muốn giết tiện nam này. Qua một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, sao cậu không nói dối? Tôi nói rồi mà, tôi không muốn gạt bà. Tần Lạc vẻ mặt vô tội nói. Ngu ngốc, Lạc Sơn mắng, đàn ông không biết nói dối còn là đàn ông sao? Tần Lạc rất muốn chứng minh với nàng mình quả thật là một người đàn ông. Có điều, lúc này nơi đây có chút không thích hợp. Bà luôn diễn trò, có đúng không? Tần Lạc nhìn Lạc Sơn nói. Từ lúc bà mang theo Hoàng Thiên Trọng đi ra Long Tức, tuồng vui này cũng đã bắt đầu. Đúng không? Không sai, Lạc Sơn nói, có lẽ còn sớm hơn. Sớm hơn, Tần Lạc có chút khó hiểu. Bắt đầu từ lúc Phó Lão đánh gãy chân Hoàng Thiên Trọng. Không, từ ngày Hoàng Thiên Trọng bị Long Tức đuổi đi. Lạc Sơn nói, rễ của Thiên Trọng ở Long Tức, nó không thể rời đi. Rời đi, nó không là gì cả. Cho nên, tôi vẫn luôn nghĩ, cần dùng cách gì đưa nó trở về. Đây chính là cơ hội các người đợi. Phải, mà cũng không phải, Lạc Sơn lắc đầu, là một người mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm thấy con của mình biến thành tàn tật như vậy. Tôi hy vọng nó có thể được cưng chiều của Long Thiên Trượng cùng Phó Phong Tuyết, đáng tiếc bọn họ càng sủng ái cậu hơn một chút. Về sau, Thiên Trọng bị Phong Tuyết đả thương thành như vậy, tôi van xin cậu chữa lại bị cự tuyệt, tôi biết, có thể nó cũng không về được nữa. Bà hẳn là hận chúng tôi mới đúng, Tần Lạc nói. Phải. Tôi quả thật hận các người, hận thấu xương, Lạc Sơn nở nụ cười, nhưng mà, hận này cũng không thể ảnh hưởng lựa chọn của tôi. Tôi biết người Dương gia muốn đạt được cái gì, tôi cũng biết, tôi ở trong mắt bọn họ chỉ là một con cờ có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Tôi sao cam tâm làm một con cờ, thay vì giao Thiên Trọng cho bọn họ, không bằng tranh thủ một cơ hội trở về Long Tức cho Thiên Trọng. Tần Lạc trầm mặc, một lát sau, khẽ nói, bà có biết kết cục của bà là gì không? Biết, Lạc Sơn thoải mái mà nói, đây là lần cuối cùng tôi giúp nó, tôi đã làm tất cả mọi chuyện một người mẹ nên làm. Mặc dù tôi cũng không có cách gì từ nơi này đi ra ngoài nữa. Cũng không tiếc. Chương 1513, xin cậu chữa khỏi chân của tôi. Lạc Sơn muốn một lần nữa đưa con của mình Hoàng Thiên Trọng về Long Tức,
tự nhiên phải làm ra hy sinh nhất định. Nàng biết đối thủ của bọn Long Vương là ai, cho nên, nàng dưới cơn thịnh nộ đi theo địch, cũng nhanh chóng đạt được tín nhiệm của kẻ địch, thương lượng ra kế sách để làm điểm công kích Phó Phong Tuyết, sau đó tan rã toàn bộ thế lực Long Tức. Khi đó, nàng vẫn đứng ở cửa địa ngục. Nếu nàng cắn chặt răng không mở miệng, cắn chết hoài nghi của mình với Phó Phong Tuyết, như vậy, người khác cũng không làm gì được nàng. Mặc dù cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ mà phóng thích Phó Phong Tuyết vô tội, điều này cũng không có quan hệ quá lớn với nàng. Nàng chỉ hoài nghi có người làm hại chồng mình, nàng cũng đã cung cấp chứng cứ trình độ nhất định. Vậy làm sai chỗ nào? Nhưng mà, ở lúc kế sách đạt được thành công, nàng lại đâm ngược một đao. Một đao kia, đâm vào ngực đồng bọn hợp tác với mình. Cũng chính là hành vi cháo trở đơn giản này, đá nàng một cước vào địa ngục. Lạc Sơn đem mình làm một con dao sắc, ở lúc đâm bị thương địch thủ, bản thân cũng có đi không có về. Lạc Sơn biểu đạt ra thành ý của mình, dùng trả giá đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 cùng dũng khí biểu đạt ra nguyện vọng mong con có thể trở lại Long Tức. Nàng là một người phụ nữ thông minh, bởi vì nàng đã thành công. Nàng kéo Dương gia cùng những thế lực có địch ý với Long Tức cùng nhau rơi xuống địa ngục. Không cần hoài nghi, lần này Dương gia cùng những thế lực phụ trợ Dương gia đều sẽ bị đả kích. Cho dù bọn họ muốn chặt đứt liên hệ với chuyện này. Bọn Long Vương ngay cả huyết thư cũng đã đưa ra ngoài, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Có lý do cùng viện cớ, tất nhiên sẽ dây dưa đến không chết không ngừng. Nàng cũng là người đàn bà ngu xuẩn, bởi vì nàng kính dâng cho con mình quá nhiều. Tôi hiểu ý của bà, thanh âm Tần Lạc nặng nề nói. Nhưng bà hẳn là tinh tường, tôi không làm chủ được ở Long Tức. Lạc Sơn nở nụ cười, nói, biết vì sao người đầu tiên tôi muốn gặp là cậu không? Tần Lạc trầm mặc. Bởi vì tôi biết, cậu nhất định có thể làm được. Lạc Sơn nói, tôi có thể trực tiếp tìm Long Thiên Trưởng, hắn cũng có thể sẽ đồng ý. Nhưng tôi càng thêm tin tưởng cậu. Tôi biết làm như thế nào. Tần Lạc nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Sơn, nói, bảo trọng. Lạc Sơn mỉm cười gật đầu, đứng lên cúi người chào Tần Lạc. Chuyện xảy ra mấy ngày qua làm cho người ta hoa cả mắt. Đầu tiên là cháu ruột đời thứ ba của Dương gia, Dương Phụ bị ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ mang đi, bởi vì có chứng cứ cho thấy, hắn liên quan đến một kế hoạch âm mưu hãm hại quân nhân. Còn tư liệu giọng nói Lạc Sơn cung cấp kia cũng đủ kéo Dương Phụ vào địa ngục. Hắn bị đưa ra tòa án quân sự là không thể tránh được. Hệ thống quân đội lại cực bảo vệ hang ổ, cho nên, kết quả của hắn có thể đoán trước. Có lẽ, đời này hắn cũng không có cách gì trở ra uống rượu tán gái cùng Tần Lạc đoạt nữ nhân nữa. Ngay sau đó, chú Dương Phụ thân ở chức vị quan trọng cũng bị ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ mang đi. Tội danh của hắn và Dương Phụ giống nhau, nhưng mà, hắn có khả năng là một trong những người phụ trách lập âm mưu này. Lão gia tử Dương gia kia cũng đến Yến Kinh rồi, lão quân nhân thời kỳ kháng chiến này tới cửa lão lãnh đạo mình năm đó. Đáng tiếc, không chỉ không được trợ giúp, ngược lại còn bị lão lãnh đạo mắng một trận. Hơn nữa dặn lão ở lại Yến Kinh nghỉ ngơi. Lão gia tử kia lập tức biết, cấp trên chuẩn bị động thủ với Dương gia bọn họ. Dễ của Dương gia bọn họ ở Tây Nam, mình lại là định hải thần châm của Dương gia. Bản thân bị lưu lại Yến Kinh, Dương gia làm sao còn có lực phản kích. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không chỉ là Dương Phụ cùng Dương Phủ, còn có không ít nhân vật trọng yếu được mời vào điều tra. Lần này, cấp trên nghiêm túc vô cùng, tất phải tra chuyện này ra manh mối mới thôi. Khiến người ta khó có thể lý giải chính là, Bạch Phá Cục của Bạch gia không ngờ cũng bị ngành kiểm tra kỷ luật mời vào hỏi. Mặc dù hắn rất nhanh liền đi ra ngoài, nhưng, vẫn có người suy đoán, có lẽ hắn cũng liên quan đến vụ án này. Chỉ là liên quan không sâu hoặc là ngành kiểm tra kỷ luật còn chưa tìm được đủ chứng cứ tạm giam hắn. Bởi vì lúc trước còn lòng mang kỳ vọng, cho nên chú cháu Dương Phụ cùng Dương Phủ cũng không có động tay động chân gì với Hoàng Thiên Trọng đang chữa bệnh ở nhà của bọn họ. Kết quả như vậy hiển nhiên đã ở trong dự liệu của Lạc Sơn. Lúc Tần Lạc dẫn người chạy tới nhà cũ Dương gia, Hoàng Thiên Trọng đang nhìn trần nhà hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lạc phất phất tay, người bên cạnh hiểu ý. Lập tức mang hắn lên xe đẩy, sau đó đẩy tới xe tải đỗ ở trong sân. Trước tiên để xe đẩy Hoàng Thiên Trọng nằm lên buồng xe xong, tiếp đó Tần Lạc cũng chui vào. Kỳ thật, Tần Lạc là không thích thấy khuôn mặt chết của Hoàng Thiên Trọng lúc này. Nhưng mà, hắn có một người mẹ tốt, hơn nữa, có một số chuyện Tần Lạc cần nói rõ với hắn.
Tần Lạc ngồi ở vị trí đối diện Hoàng Thiên Trọng, ánh mắt lại liếc về phía chỗ khác, nói, chuyện xảy ra gần đây anh cũng biết nhỉ. Hoàng Thiên Trọng cũng không nhúc nhích, ánh mắt cũng không chớp một cái. Có lẽ anh không biết, Tần Lạc khẽ cười, nói, Lạc Sơn chắc chắn sẽ không nói anh biết những chuyện này. Từ điểm này mà nói, thật ra anh sống còn rất hạnh phúc. Hoàng Thiên Trọng vẫn không trả lời, giống như lời của Tần Lạc không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Đó là một âm mưu, Tần Lạc nói, bắt đầu từ lúc anh bị thương, Lạc Sơn đã bắt đầu thiết kế âm mưu này. Nàng giả vờ đi phụ thuộc Dương gia, cùng bọn Dương phủ lập kế hoạch hãm hại phó lão. Đương nhiên, cũng thiếu chút khiến nàng thành công. Có điều, ở thời khắc mấu chốt nhất, mẹ của anh lại thay đổi khẩu cung. Nàng nói nàng bị người ta hiếp bức mới làm ra chuyện như vậy. Nàng đáp ứng Dương gia hãm hại người khác, còn Dương gia giúp mời người chữa tay chân của anh. Đây là một mưu kế rất cao minh, bởi vì ở trong tràng tranh đấu này, người chịu liên lụy có thể hình phạt nặng nhất chính là nàng. Lúc tôi đi gặp nàng, tâm tình của nàng thoạt nhìn rất tốt. Nàng nói với tôi, nàng đã làm tất cả chuyện một người mẹ có thể làm. Tôi nghĩ, nàng cũng đến lúc nên giải thoát rồi. Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là để anh trở lại Long Tức. Nàng làm hết thảy cũng là vì thực hiện cái mục tiêu này. Thậm chí, bản thân hãm lao ngục cũng không tiếc. Tôi cùng Long Vương đã thương lượng, lão đồng ý đón anh trở về. Tần Lạc cuối cùng rời ánh mắt lên mặt Hoàng Thiên Trọng, chịu đựng mùi thuốc đông y nồng nặc phát ra trên người hắn, nói, ý kiến của anh thì sao? Hoàng Thiên Trọng vẫn không đáp. Tần Lạc cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết, Hoàng Thiên Trọng hẳn là không có ý kiến. Cũng không thể có ý kiến gì. Hắn vốn là sống nương tựa lẫn nhau với mẹ Lạc Sơn. Bây giờ, Lạc Sơn tiến vào nhà giam, hắn còn có chỗ nào có thể đi? Hơn nữa, với tâm tình hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không muốn có ý kiến gì nữa. Tần Lạc đột nhiên có chút đồng tình với Hoàng Thiên Trọng. Không phải đồng tình về chuyện hắn gặp phải, mà là đồng tình với sự thực hắn cần dựa vào mẹ của mình mới có thể sống được. Điều này đối với một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông mang dã tâm mà nói, là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ? Trải qua sóc này gần 2 tiếng, xe rốt cuộc chạy tới cửa Long Tức. Trải qua kiểm tra của binh sĩ, xe sắp lái vào Long Tức, Hoàng Thiên Trọng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dừng xe. Anh muốn làm cái gì? Tần Lạc nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi. Dừng xe, Hoàng Thiên Trọng la lớn. Tần Lạc liền gọi điện, bảo đầu to ngồi ghế cạnh tài xế dừng xe lại. Để tôi xuống, Hoàng Thiên Trọng nói. Tần Lạc liền vẫy vẫy tay, tự nhiên có người chuyển xe lăn tới, đặt thân thể Hoàng Thiên Trọng ở trên xe lăn. Trời cao khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Gió thổi cỏ lay, cây xanh hoa hồng. Đặt mình trong cánh đồng bát ngát này, cả người đều có vẻ nhỏ bé vô lực như thế. Hoàng Thiên Trọng ngồi ở trên xe lăn, ngẩng mặt lên nhìn cửa chính không có bảng hiệu của Long Tức. Lẳng lặng, cũng không nhúc nhích. Tần Lạc đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, nhìn vẻ chăm chú nghiêm túc của hắn lúc này, hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đã nói, hắn sẽ lại trở về. Nhưng mà, hắn không ngờ, trở về bằng phương thức khuất nhục như vậy. Tứ chi tê liệt, toàn thân mềm nhũn, thậm chí, hắn cho dù trở về, cũng chỉ là phế vật bị Long Tức nuôi nhốt. Cuộc sống như thế là bản thân mong muốn sao? Còn cả người đàn bà kia, mẹ của hắn, hắn vừa yêu thương lại vừa hận mẹ mình, nàng làm nhiều vì mình như vậy, thậm chí cả tuổi tác cuộc sống của bản thân cũng hy sinh. Chẳng lẽ nàng chính là hy vọng mình làm một phế vật sao? Không thấy có bất kỳ tâm tình dao động, nhưng có một giọt nước mắt lớn theo gương mặt chảy xuống. Đau đớn chết lặng, đại khái là nói tâm tình của Hoàng Thiên Trọng lúc này. Tần Lạc, Hoàng Thiên Trọng lên tiếng. Tần Lạc có chút ngoài ý muốn, đã lâu không có nghe được Hoàng Thiên Trọng gọi chính mình như vậy. Chữa khỏi chân của tôi, Hoàng Thiên Trọng nói, xin cậu. Chương 1514, Tần Khinh Xảo. Thái tử Hoàng Thiên Trọng không ai bì nổi. Rốt cuộc ở trước mặt Tần Lạc cúi đầu trước. Chữa khỏi chân của tôi, Hoàng Thiên Trọng lần nữa cầu xin. Xin cậu. Tần Lạc đứng ở phía sau gã muốn xoay người nhìn hắn. Nhưng mà, chân của gã không thể động, tay cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Liều mạng vặn cổ, nhìn qua cũng chỉ là một bên thân của Tần Lạc. Tình cảnh này, làm cho người ta nhìn vừa thương vừa xót. Sao, Tần Lạc hỏi, tôi tôn trọng mẹ anh. Cũng không đại biểu tôi có nghĩa vụ chữa cho anh, tôi và anh cũng không có giao tình gì. Hơn 20 năm nay, tôi quen hưởng thụ hết thảy thân phận này mang đến cho tôi,
cũng dưỡng thành cho tôi tính tình tự cao tự đại coi trời bằng vung. Tôi tưởng rằng tất cả mọi người bên cạnh nên trao cho tôi, bởi vì đây là vận mệnh của tôi. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua, tôi nên lấy gì đó để hồi báo bọn họ. Thứ tôi muốn, đều nhận được. Thứ tôi không muốn, cũng có người đưa tới. Tôi tưởng rằng, cuộc đời tôi đều nên sống như thế. Giọng Hoàng Thiên Trọng dừng lại, một lát sau, mới nói tiếp, mãi đến khi lần đầu tiên bị trục xuất khỏi Long Tức. Đó là nguyên nhân khiến tính cách tôi thay đổi cực đại. Tôi khó có thể chấp nhận, càng không thể lý giải. Tôi chỉ là cầm lại đồ của tôi. Đây vốn chính là của ba tôi dựa vào cố gắng của mình cầm lại. Bọn họ dựa vào cái gì nói tôi làm sai, dựa vào cái gì đuổi tôi đi. Từ đó, tôi liền nghĩ cách đối nghịch với bọn họ. Mỗi ngày chuyện tôi luôn nghĩ chính là trở về, một lần nữa về nơi này, ở cửa chính Long Tức này, tôi muốn khiến mọi người bên trong cúi đầu gọi tôi đội trưởng. Về sau, cậu xuất hiện rồi, quan hệ giữa cậu với bọn họ càng ngày càng tốt, cậu đoạt đi hết thảy tôi cho rằng vốn là của tôi. Tôi bắt đầu hận cậu, cũng bắt đầu tận lực nhằm vào cậu, chỉ bằng việc này, cậu có lý do cự tuyệt tôi. Tôi biết tôi làm sai rồi, tôi là tên khốn, tôi không bằng cầm thú. Hoàng Thiên Trọng khàn giọng hô, tôi đã sớm nên chết rồi, tôi cũng không có tư cách cầu xin bất kỳ ai. Nhưng mà, xin cậu cho tôi một lần cơ hội, cho tôi một cơ hội làm ra lựa chọn lần nữa. Cậu có thể chỉ chữa khỏi hai chân tôi, để tôi có thể đứng đi ra Long Tức. Cậu cũng có thể lựa chọn chữa khỏi hai tay tôi, để tôi có thể đẩy xe lăn rời khỏi Long Tức. Tôi chỉ muốn tự mình rời đi, chứ không phải ngồi ở xe lăn bị người ta đẩy đi, nằm ở trên giường sắt bị người khiêng đi. Bà hy sinh tôn nghiêm của mình đổi cơ hội cho tôi về Long Tức, tôi sao có thể yên tâm thoải mái trở về. Vậy so với giết tôi còn khiến tôi khó chịu hơn. Trầm mặc. Thật lâu sau, Tần Lạc khẽ thở dài, nói, tôi bị anh thuyết phục rồi. Phó Phong Tuyết đã trở lại. Vô tội phóng thích. Đương nhiên, theo sự trở về của lão, cũng có một số đông người đi vào. Đây vốn chính là một trận chiến không chết không ngừng, không diệt đối thủ, cũng sẽ bị đối thủ diệt. Không có khói thuốc súng, cũng không có đạn, nhưng mà, trận chiến này vẫn rất đáng sợ. Mặc dù còn chưa có thẩm lý và phán quyết, nhưng mà, hình phạt nghiêm trọng nhất tất nhiên là ba người Lạc Sân, Dương Phủ cùng Dương Phụ không thể nghi ngờ. Dương gia hoàn toàn rơi vào tay giặc. Đầu tiên là định hải thần châm của Dương gia Dương lão gia tử phải ở lại Yến Kinh tĩnh dưỡng, sau đó một phe phái Lâm gia khác thế tương đối mạnh ở Tây Nam tiến hành thanh lý thế lực Dương gia. Tổng tư lệnh đại quân khu Tây Nam đổi người. Vị mới lên đài nghe nói là dòng chính của lão gia tử Vương Nê Hầu. Rõ ràng, Vương gia cũng là người được lợi trong trận chiến này. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ở lúc Phó Phong Tuyết bị bỏ tù oan uổng, lão gia tử Vương Nê Hầu cũng là một trong những người đứng ra ủng hộ Phó Phong Tuyết. Bây giờ chia quả ngọt, sao có thể thiếu phần của lão? Tần Lạc giải thích với Long Vương cùng Long chủ nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng không muốn trở lại Long Tức, hai lão nhân trầm mặc một hồi. Cuối cùng hắn không làm cho người ta thất vọng cực độ. Long Vương thở dài nói. Hắn có tự do lựa chọn. Phó Phong Tuyết lạnh lùng nói. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn hẳn là đã tỉnh ngộ. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn mời tôi giúp hắn chỉ tay hoặc chỉ chân, xem ra hắn vẫn lo lắng chúng ta hoài nghi động cơ của hắn. Hắn chỉ là muốn đứng lên đường chính chính. Tôi cảm giác được. Long Vương nhìn Tần Lạc, nói. Cậu muốn làm thế nào, liền làm như thế đó đi. Hiểu, Tần Lạc gật đầu. Chữa khỏi tay chân của hắn thì có làm sao? Có thể đánh gãy hắn lần một, cũng có thể đánh gãy hắn lần hai. Phó Phong Tuyết nói. Tần Lạc đã minh bạch, ý của Phó Phong Tuyết là muốn mình chữa khỏi hết tay chân của Hoàng Thiên Trọng. Không thể không nói, một chiêu xả thân giết địch này của Lạc Sân quả thật rất có hiệu quả. Ít nhất, hai người Long Vương cùng Phó Phong Tuyết đã bị hành vi của nàng cảm động. Bọn họ đều là người phi thường trọng cảm tình, đứa con của anh em ngày xưa, con trai độc nhất của lão tình nhân, bây giờ ba đã sớm qua đời, mẹ cũng vào nhà giam, bọn họ cũng hy vọng Hoàng Thiên Trọng có thể có một tiền đồ tốt. Lạc Sân lại lần nữa đặt chúng. Nếu nàng khăng khăng một mực mà đứng ở bên Dương gia, chỉ sợ sau khi chuyện thành công, mẹ con bọn họ sẽ bị Dương gia vứt như rơm rác. Đương nhiên, Hoàng Thiên Trọng khẳng định là rơm rác, đãi ngộ của Lạc Sân có thể tốt hơn một chút. Dù sao nàng có bề ngoài, đàn ông bình thường đúng là không ra tay độc ác với nàng được. Đây chính là đặc quyền họa thủy cho phụ nữ. Nàng lựa chọn đặt ở trên người Long Vương, Phó Phong Tuyết, nàng rõ,
với nhân phẩm của bọn họ, cho dù thế nào bọn họ cũng sẽ không tệ với con mình. Mặt khác, nàng cũng đặt ở trên người mình, nàng biết bản thân nhất định sẽ cảm kích sự thật nàng cứu Phó Phong Tuyết này, nếu Hoàng Thiên Trọng tới cầu người này, nói không chừng sẽ đáp ứng giúp hắn trị liệu. Không phải là Tần Lạc nói khoác. Ngoại trừ châm thứ 5 của Thái Ất Thần Châm, tay chân của Hoàng Thiên Trọng thật khó chữa khỏi hẳn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Trung y bác đại tinh thâm, rất nhiều y thuật thần kỳ chưa từng nghe thấy. Ở địa phương không biết, có y thuật càng thần kỳ hơn Thái Ất Thần Châm hay không cũng rất khó nói. Vậy Lạc Sân thì sao? Tần Lạc hỏi. Long Vương cúi đầu thưởng thức trà, Phó Phong Tuyết trầm mặc không nói. Không biết vấn đề này làm cho bọn họ không có cách gì trả lời, hay là căn bản không muốn trả lời. Tần Lạc chờ trong chốc lát, Long Vương mới lên tiếng, nếu chúng ta đứng ra nói hộ nàng, có người sẽ cho rằng chúng tôi sớm đã thông đồng âm mưu sẵn. Nếu vậy, tình huống của nàng chỉ càng thêm bết bát. Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Quả thật, Lạc Sân vừa mới khiến Phó Phong Tuyết vào nhà giam, xoay người lại bán cả đám Dương gia. Bây giờ, Phó Phong Tuyết cùng Long Vương lại đứng ra nói hộ nàng. Kẻ ngu đều có thể ngửi được mùi âm mưu bên trong. Long Vương uống một ngụm nước trà, nói, Phong Tuyết là người bị hại, đến lúc đó bảo hắn đi nói chuyện. Bọn họ cũng sẽ suy nghĩ châm trước. Đinh! Theo một tiếng vang thanh thúy, cửa sắt điện tử của biệt thự xa hoa mở ra. Mercedes, Ben màu đen chậm rãi chạy vào, xe đỗ ở vị trí giữa viện. Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đeo kính đen đi ra. Sau khi xuống xe, hắn sải bước đi vào trong biệt thự. Giống như sợ có người nhìn thấy hình dạng của hắn. Trong phòng khách trang nhã đơn giản, một cô gái đang ngồi ở trên ghế sa bằng da thật màu trắng xem TV. Nàng mặc một bộ váy phong cách, tóc dài vấn lên đỉnh đầu, một cây châm gỗ màu đen cắm nghiêng trong đó. Gương mặt tinh xảo, thân cao chân dài. Bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh khêu gợi lồ lộ, làm cho người ta không kìm nổi mà sinh ra một loại xúc động muốn vuốt ve một phen. Người đàn ông tháo kính râm xuống, đi tới vị trí bên cạnh cô gái ngồi xuống. Em tưởng rằng, anh không bao giờ tới nơi này nữa chứ? Cô gái không chút để ý mà lập tài chính và kinh tế trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vẫn luôn muốn tới, lo em sẽ trách cứ. Người đàn ông nhếch miệng cười nói. Cũng không nghĩ đến lý do giải thích gì tốt. Em thông minh như vậy, có thể không giải thích ngược lại đỡ hơn một chút. Bạch Phá Cục không hổ là Bạch Phá Cục, không hổ là người đàn ông em thích. Cô gái cười lạnh, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, nếu em đòi anh một lý do ngược lại là em biến thành ngu xuẩn rồi. Em hiểu, anh không phải là ý này mà. Bạch Phá Cục đưa tay choàng vai cô gái. Từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, anh đã từng nói với em. Có một ngày, chúng ta có thể sẽ trải qua chuyện như vậy. Lúc đó em còn khuyên anh không nên nghĩ quá xa. Em quên rồi à, đây là cạnh tranh, buôn bán cạnh tranh bình thường. Em thắng anh liền thua, em thua anh liền thắng, ai cũng không có lỗi với ai. Nếu các người thắng anh thua, anh cũng không có cái gì để phàn nàn. Thật sao, cô gái gấp tạp chí trong tay lại, xoay người nhìn về phía Bạch Phá Cục hỏi, vậy hôm nay anh tới làm gì? Anh đã biết em không ngu ngốc, cũng đừng có lấy cớ tới thăm em để lừa em chứ. Hợp tác, Bạch Phá Cục nhếch miệng cười nói. Anh muốn hợp tác với Tần gia, cần một người trung gian. Sao em phải giúp anh? Em hẳn là rõ, đây là lựa chọn thông minh nhất. Bạch Phá Cục dụ dỗ, tay của hắn đã từ cổ áo đưa vào, nắm một đoàn mềm mại không chịu bất kỳ trói buộc gì. Khinh xảo, em là cô gái kiêu ngạo như vậy, em cũng không hy vọng Tần gia bị bọn họ nô dịch, có đúng hay không? Chương 1515, tình nhân cổ. Thân thể Tần Khinh Xảo sụi lơ xuống, trong đôi mắt tràn ngập hơi nước. Nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng áp chế tiếng thở dốc của mình. Người đàn ông này chính là như vậy, đơn giản, trực tiếp, bá đạo, lại làm cho người ta dục sinh dục tử. Chỉ sợ, anh tìm nhầm người rồi. Giọng Tần Khinh Xảo phảng phất như đang rên rỉ. Trải qua hợp tác lần trước khiến bọn em hai mặt thụ địch, thất bại thảm hại. Tần Túng Hoành cũng bởi vậy nhảy lầu tự sát. Người Tần gia hận anh tận xương, sao sẽ, hợp tác với anh nữa. Vì ích lợi, Bạch Phá Cục cắn một cái trên cái cổ trắng thon dài của cô gái. Cũng là vì ích lợi, Tần gia bây giờ mới không có ngày nào yên, cuộc sống của Bạch gia cũng không yên. Chỉ có hai nhà hợp tác, mới có thể chống lại bọn họ. Nếu không, Bạch gia bị diệt, Tần gia cũng rất nhanh sẽ bị bọn họ cắn nuốt. Chúng ta vốn chính là quan hệ đồng sinh cộng tử,
Bạch gia chết, Tần gia cũng sống không được. Nếu Tần gia bị bọn họ thâu tóm, cuộc sống của Bạch gia cũng đi tới điểm cuối. Bọn họ quá cường đại, khuếch trương cũng quá nhanh. Bạch Phá Cục đưa tay rút cây châm ngà trên đầu nàng xuống, khiến mái tóc đen của nàng xõa tung. Hắn thích cô gái cuồng dã một chút, thích cô gái vốn dịu dàng cuồng dã một chút. Như vậy, sự hào hứng của hắn cũng đặc biệt dâng cao. Anh thừa nhận, Bạch gia bây giờ đã không còn là đối thủ của hắn. Anh cần một đồng bọn có phân lượng. Tần gia là đồng bọn tự nhiên nhất cũng thích hợp nhất. Anh tìm nhầm người rồi, Tần Khinh Xảo nói, lấy tay đè lại đôi tay đang nhào nặn ở ngực mình, nói, Tần gia sẽ không hợp tác với anh. Bọn họ cũng sẽ không coi trọng lời của em. Tần gia không thiếu người thông minh, bọn họ sẽ thấy rõ ràng nguy cơ trước mắt, đợi đến khi Bạch gia bị bọn họ đánh bại, cho dù Tần gia muốn phản kháng cũng không tìm thấy được đồng đội nữa. Tay Bạch Phá Cục rút ra từ trong áo quần nàng, lấy hộp thuốc lá trong bọc ra, rút một điếu châm. Tần Khinh Xảo sửa sang lại chút áo quần, hỏi, muốn uống gì không? Không cần, Bạch Phá Cục trả lời. Tần Khinh Xảo cũng không miễn cưỡng, nói, ít nhất, Tần gia bây giờ sống không được tốt nhưng cũng không tính là tệ. Nếu có thể lựa chọn, bọn em tình nguyện lựa chọn hợp tác với Tần Lạc. Một bút không viết ra được hai chữ Tần. Xem ra nhân phẩm của hắn tốt hơn anh một chút, Bạch Phá Cục khẽ cười nói. Nếu, anh đi Tần gia cầu hôn thì sao? Cái gì, Tần Khinh Xảo chấn động. Tần gia có câu gọi là nam có Tần Túng Hoành, nữ có Tần Khinh Xảo. Tần Khinh Xảo từ nhỏ đã cực kỳ ưu tú lại đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Kẻ địch của Tần gia Bạch Phá Cục. Khi đó, Tần gia, Bạch gia cùng với Văn Nhân gia, ba nhà mặc dù có cạnh tranh, nhưng quan hệ cũng không ngươi chết ta sống giống như bây giờ. Mặc dù như vậy, quan hệ giữa hai người cũng không dám bại lộ. Hơn nữa, đối với người như bọn họ, yêu thì cho tới bây giờ đều sẽ không nói ra miệng. Lúc yêu liền ở cùng nhau, lúc không yêu liền chia đồ. Biệt thự bí mật này, chính là tổ tình yêu hai người xây dựng. Thậm chí, Tần Khinh Xảo còn biết, đàn bà của Bạch Phá Cục xa xa không chỉ một mình nàng. Bây giờ, hắn lại nói muốn đi Tần gia cầu hôn. Nếu hai nhà đám hỏi, đúng là một biện pháp giải quyết vấn đề rất tốt. Đương nhiên, hôn nhân là một chuyện, còn phải có hợp đồng để ước thúc mới được. Bạch Phá Cục nhìn về phía cô gái quyến rũ trên mặt vẫn mang vẻ đỏ ửng mê người, rất nghiêm túc nói, nếu em không phản đối, anh liền đi Tần gia cầu hôn. Phá Cục, trong mắt cô gái có thần thái kích động, cho dù như thế nào, nàng đều yêu hắn, có thể gả cho người đàn ông mình yêu, đây là tâm nguyện của bất kỳ cô gái nào. Mặc kệ cô gái kia là cô gái như thế nào. Bạch Phá Cục ấn đầu mẩu thuốc lá trong tay vào gạt tàn thuốc trên bàn, sau đó bế ngang cô gái lên, sải bước đi vào trong phòng ngủ. Áo quần trên người cũng không kịp cởi ra, Bạch Phá Cục liền ngang ngược đâm vào. Động tình thở dốc cùng chấn động kịch liệt, hai người dùng hết khí lực toàn thân liều chết triền miên. Mây tan mưa tạnh, thân thể hai người còn dính chặt lấy nhau, ôm nhau hưởng thụ dư vận sau khi hoạt động. Vậy chứng tỏ em đồng ý rồi sao? Bạch Phá Cục hỏi. Ánh mắt Tần Khinh Xảo u oán, nói, nếu anh sớm đưa ra yêu cầu như thế thì tốt rồi. Bạch Phá Cục cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tần Khinh Xảo. Hỏi, bây giờ chậm rồi à? Anh tưởng rằng, chỉ cần Tần gia cùng Bạch gia còn chưa ngã xuống, cầu hôn này cũng sẽ không muộn. Đây là một tràng giao dịch. Nếu anh không yêu thích em, bất cứ chuyện gì cũng không thể miễn cưỡng anh. Bạch Phá Cục cường ngạnh nói. Yêu thích, Tần Khinh Xảo nhẹ giọng gọi ra hai chữ này. Có thể từ trong miệng người điên nghe được hai chữ này. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Bạch Phá Cục nhíu mày. Nói, anh còn đang chờ đáp án của em. Nếu em đồng ý, ngày mai anh liền đi Tần gia cầu hôn. Anh nghĩ, người thông minh ở Tần gia không ít, bọn họ sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Tần Khinh Xảo từ trong lòng Bạch Phá Cục đứng lên, thân thể trần truồng đi tới trước tủ quần áo, giật áo tắm màu trắng choàng ở trên người. Buộc lại dây lưng ngang hông, cả người lại càng lộ vẻ linh lung hấp dẫn. Nàng đứng ở đầu giường nhìn Bạch Phá Cục, nói. Em đã nói, anh tới chậm rồi. Lý do, Bạch Phá Cục cũng từ trên giường bò dậy, nhìn chằm chằm tình nhân của mình hỏi. Bởi vì ở trước khi anh tới, em đã đồng ý người khác. Tần Khinh Xảo nói, em nghĩ, hắn rất chờ mong tự mình giải thích hết thảy với anh. Em phản bội anh, Bạch Phá Cục lạnh giọng quát lên. Hắn nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người. Chưa nói tới phản bội, Tần Khinh Xảo lắc đầu. Chỉ là,
lựa chọn người đàn ông thích hợp hơn. Vang lên tiếng chuông cửa, Tần Khinh Xảo đi tới ấn nhẹ nút. Trong lúc nàng xoay người, một khẩu súng màu đen dí trên đỉnh đầu nàng. Cô không sợ tôi giết cô. Anh không thể giết tôi, Tần Khinh Xảo nói. Chỉ vì cô là người đàn bà của tôi, Bạch Phá Cục mỉa mai nói. Tôi không có tự phụ như vậy, Tần Khinh Xảo mỉm cười. Bởi vì mạng chúng ta bây giờ là một thể, tôi chết, anh cũng sống không được. Có ý gì, đôi mày dày của Bạch Phá Cục nhíu chặt lại. Anh trúng độc rồi, Tần Khinh Xảo nói, tình nhân cổ. Làm sao có thể, Bạch Phá Cục không tin, tôi biết nguyên lý của miêu cổ, thậm chí tôi ngay cả một ly nước của cô cũng chưa từng uống mà. Lúc vừa vào nhà, Tần Khinh Xảo hỏi Bạch Phá Cục muốn uống gì, Bạch Phá Cục nói mình không khát. Hắn không uống, là vì hắn không tin người đàn bà của mình. Hắn không tin bất luận kẻ nào. Hắn từng lừa gạt tất cả mọi người, cho nên, hắn cũng tin tưởng, tất cả mọi người đều có thể lừa gạt mình. Phải, Tần Khinh Xảo gật đầu, nhưng anh chạm qua thân thể của tôi chính là vật dẫn. Sắc mặt Bạch Phá Cục trở nên tái nhợt, tức giận quát, có phải là Tần Lạc không? Là ai nghĩ tôi vậy? Một giọng đàn ông vang lên ở bên ngoài. Sau đó, đã thấy Tần Lạc một thân trường bào màu đen đứng ở cửa phòng, dùng đầu ngón tay nhịp vào ván cửa, híp mắt cười, hỏi, tôi có thể vào không? Bọn họ vừa rồi quá mức kích tình, căn bản không hề đóng cửa. Cho nên, sau khi Tần Lạc vào nhà liền liếc qua thấy ngay tình cảnh trong phòng. Tần Lạc, Bạch Phá Cục mặt đầy sát khí mà nhìn chằm chằm Tần Lạc. Anh hình như rất tức giận, Tần Lạc nở nụ cười mà nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục, nói, anh có gì mà tức giận? Anh có tư cách gì mà tức giận? Anh em các người làm chuyện xấu đến tận cùng, ý đồ hại tôi hết lần này tới lần khác. Người nên tức giận là tôi mới đúng. Tôi thật vất vả thuyết phục mình dối lương tâm làm chuyện xấu một lần, anh liền dùng loại thái độ này đối với tôi. Cậu muốn làm gì? Bạch Phá Cục cũng tỉnh táo lại. Hắn biết, mình bây giờ hoàn toàn đang ở hạ phong. Nếu lời Tần Khinh Xảo nói mình trúng tình nhân cổ là sự thật, như vậy, mình đã thua rồi. Thua sạch. Tôi muốn làm gì liền làm cái đó. Tần Lạc không khách khí nói. Anh quản được tôi. Thấy Bạch Phá Cục vẫn dí súng ở trên đầu Tần Khinh Xảo, Tần Lạc khoát tay áo, nói, để xuống đi, để xuống đi. Hai người các ngươi bây giờ là đồng mệnh nguyên ương. Nếu nàng chết, anh cũng sống không được. Bạch Phá Cục ngạo nghễ cười lạnh, nói, tình nhân cổ. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu sao? Tôi chỉ sợ còn chưa biểu diễn trước anh đã tin rồi. Nếu vậy, có người sẽ mất đi cơ hội biểu diễn một lần rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn ra hiệu, Hồng Phu sau lưng thổi một cây sáo trúng màu đỏ tím trong tay. A! À, súng trong tay Bạch Phá Cục rơi xuống đất, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết. Đồng dạng rú thảm còn có Tần Khinh Xảo, nàng cũng là bộ dạng đau đến không muốn sống. Chương 1516, hãy tin tưởng mỗi câu nói của tôi. Cùng với tiết tấu thổi của Hồng Phu, cơn đau đớn hình như càng ngày càng tăng gấp bội. Bạch Phá Cục kêu lên càng lúc càng to, quay cuồng càng mãnh liệt, cơ thể to lớn run rẩy trên mặt đất, giống như một con chó điên. Tần Khinh Xảo cũng chẳng dễ chịu hơn, sắc mặt cô ta đỏ tía, trán đầy mồ hôi hột, mái tóc bừa bộn. Dây lưng áo ngủ vì lăn lộn đã bung ra, để lộ đôi gò bồng đảo trắng như tuyết và nửa bộ ngực trắng mịn. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước. Một lát sau Tần Khinh Xảo chìm vào hôn mê. Tố chất thân thể của Bạch Phá Cục mạnh hơn nhiều, gã có thể kiên trì lâu hơn một chút. Càng cố duy trì tinh táo, đau đớn càng dữ dội. Còn muốn tiếp tục không? Hồng Phu hỏi. Tần Lạc liếc nhìn Bạch Phá Cục nằm trên mặt đất nói, tại sao không tiếp tục? Anh ta không tin mình trúng cổ, chẳng lẽ cô không tức giận sao? Tần Lạc thêu dệt chuyện khiến Hồng Phu càng ra sức thổi. Sau 2-3 phút nữa, Bạch Phá Cục mới ngừng dãy giụa, ngất xỉu vì quá đau đớn. Lúc này Tần Lạc quay đôi mắt đầy thỏa mãn nhìn Hồng Phu nói, hay thổi cho anh ta tỉnh lại. Vì vậy Hồng Phu thay đổi tiết tấu thổi, Bạch Phá Cục và Tần Khinh Xảo đang nằm mê man lập tức tỉnh lại. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng trong đầu vẫn còn cảm giác đau đớn chết đi sống lại. Qua đây có thể thấy uy lực của miêu cổ quả thật không bình thường. Bạch Phá Cục nằm yên trên nền nhà, giống như gã mới chạy mười mấy cây em vậy. Cả người không còn sức lực, ngay cả mấy đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi. Điều gã duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng mở to đôi mắt nhìn Tần Lạc chằm chằm. Tần Lạc đi tới ngồi xuống, hắn ngồi xổm bên người Bạch Phá Cục,
cười hỏi, bây giờ anh đã tin bị trúng cổ độc chưa? Hai mắt Bạch Phá Cục chớp chớp, không nói. Không tin, Tần Lạc muốn còi quỷ dị, vậy thử lại nào. Tin, Bạch Phá Cục nhếch miệng, khó khăn lắm mới thốt lên một từ. Hảo hán phải biết chịu thiệt trước mắt, bây giờ anh ta không có vốn để khiêu chiến với người ta, càng kiên cường, càng bị hành hạ. Tin là được rồi, Tần Lạc nói, bây giờ anh muốn nói gì? Anh muốn gì? Bạch Phá Cục run rẩy hỏi. Bởi vì cả người không còn sức lực, giọng nói cũng thều thào, giọng nói không chuẩn, giống như một người nói tiếng Trung Quốc với một giọng không tiêu chuẩn vậy. Tôi muốn mạng của anh, Tần Lạc cười nhạt nói. Vậy tại sao mày lại không giết tao? Bạch Phá Cục hỏi. Binh! Tần Lạc vung tay đánh vào mặt Bạch Phá Cục tản nhẫn nói, mày nghĩ rằng tao không dám giết mày sao? Tao rất muốn, mày có biết chứng phong điệp không? Trong tay tao vẫn đang cầm một nửa ống chứng phong điệp, vốn là chuẩn bị cho mày. Ai ai cũng biết Tần Tung Hoành giảo hoạt, ai cũng biết Bạch Tàn Phổ âm hiểm, mày chuyện xấu nào cũng dám làm nhưng lại mang một danh tiếng tốt. Người như mày càng đáng hận hơn, một Tần Tung Hoành, cộng thêm cả một Bạch Tàn Phổ cũng không làm nhiều chuyện xấu hơn mày. Mày nghĩ rằng tao không biết Thảo Cổ bà Miêu Cương bị kẻ nào đứng sau lưng xúi dục sao? Mày nghĩ rằng tao không biết ai là thủ phạm vụ phóng hỏa Hoa Điền sao? Mày nghĩ rằng tao không biết kẻ nào liên quan tới vụ ám sát Hụt và đấu súng sao? Bạch Tản Phổ chỉ là con dao trong tay mày mà thôi. Chủ mưu chính thức đều là mày. Mày thậm chí không bằng chó lợn. Mày chính là cầm thú. Nhất định mày rất sợ tao, đúng không? Nếu không thì sao mày lại dùng trăm phương ngàn kế diệt trừ tao? Vụ án Phó Lão, mày ở sau lưng cũng bỏ nhiều công sức nhỉ? Phó Lão bình yên được trả tự do, mày bị Kỷ Kiếm triệu tập, nhất định rất thất vọng, đúng không? Tần Lạc giơ tay vỗ vào đầu Bạch Phá Cục, nói, mày có biết tại sao mày và Tần Tung Hoành bại trong tay tao không? Mặc dù cảm thấy rất nhục nhã, uất ức khi bị Tần Lạc đánh vào đầu nhưng Bạch Phá Cục vẫn bị câu hỏi của này Tần Lạc thu hút. Tại sao? Bởi vì tao là người tốt, Tần Lạc cười nói, người tốt luôn được người ta yêu mến hơn. Ông trời quan tâm nhiều hơn. Phì Bạch Phá Cục phun ra một từ, gã không biết người tốt phải như thế nào nhưng trong lòng gã, Tần Lạc tuyệt đối không phải là một người tốt. Cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác, khi làm người xấu thì xấu hơn tất cả, người như vậy mà là người tốt sao? Vậy thì làm ô uế hai từ người tốt này quá. Cho dù mày nghĩ thế nào cũng được, Tần Lạc thản nhiên nói, dù sao tao vẫn nghĩ như vậy. Bạch Phá Cục, mày quá ngây thơ rồi, Tần Lạc kéo chiếc đệm rồi ngồi lên trên chiếc đệm ngay cạnh đầu Bạch Phá Cục. Hôm nay Tần Lạc rất muốn nói chuyện, hơn nữa hắn vẫn luôn có tham vọng đạp đổ. Sau khi tâm nguyện được thỏa mãn, khi niềm vui qua đi, trong lòng ngược lại cảm thấy mất mát, rơi vào trạng thái chân không. Hắn thoáng liếc nhìn Tần Khinh Xảo cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, cảm thấy bộ ngực cô ta cũng khá hay. Sau vài cái liếc nhìn hắn mới nói tiếp, mày tính toán hay lắm. Liên kết với Tần gia đối phó với tao, Tần gia dựa vào cái gì mà phải tin tưởng mày? Lần trước mày đâm bọn họ một đao, lần này bọn họ dựa vào cái gì mà đồng ý hợp tác với mày? Mày cũng đâm sau lưng bọn họ, tại sao bọn họ lại chọn hợp tác cùng với mày? Bạch Phá Cục cả gan hỏi. Tần Lạc biết Bạch Phá Cục nói tới lần trước việc Văn Nhân Gia và Bạch Gia liên thủ với nhau ở sự kiện nguồn năng lượng. Một đao này chẳng khác nào đâm vào tim Tần Gia khiến bọn họ mất một thời gian khá dài tiêu hóa nỗi đau vì một đao này của hắn. Tao đâm bọn họ một đao, đó chi là chuyện cạnh tranh bình thường trong thương trường. Mày đâm bọn họ một đao khiến bọn họ suýt chút nữa mất đi sự sinh tồn. Hơn nữa Tần Tung Hoành chẳng khác nào chết trong tay mày. Về điểm này mày tuyệt đối không thể phủ nhận, đúng không? Bạch Phá Cục không phải không có cách nào phủ nhận mà vì gã cũng không muốn phủ nhận. Chuyện gã phản bội Tần Tung Hoành là thật thế nhưng Tần Tung Hoành lại bị chính thằng không biết liêm sỉ này dẫn người bức tử. Tần Tung Hoành chỉ làm trò giống như nhảy lầu tự tử. Sao hắn có thể đổ tiếng xấu lên người mình nhỉ? Hơn nữa mày có thể nghĩ được, chẳng lẽ tao không nghĩ được sao? Tần Lạc đắc ý nói, cho dù tao không nghĩ ra, bạn gái tao cũng không nghĩ ra sao. Mày có thể coi thường tao nhưng tuyệt đối không thể coi thường bọn họ. Đúng vậy, tao thua cũng không oán trách, Bạch Phá Cục nói đầy đau thương. Tao thật sự không nghĩ mày lại biết mối quan hệ của tao và Tần Khinh Xảo, cũng không nghĩ mày lại thuyết phục được cô ấy đối phó với tao. Càng không nghĩ bọn mày lại dùng chính cơ thể cô ấy dẫn cổ. Tần Lạc, tao thật sự càng ngày càng bội phục mày. Tao cũng là bất đắc dĩ, Tần Lạc nói, trước khi vi rút ngọn lửa bùng phát, tao vốn vẫn nghĩ cho mày một đao cho gọn, xong hết mọi chuyện.
không ngờ sự kiện vi rút ngọn lửa khiến tao kiếm được rất nhiều tiền, tao cũng không biết phải đảm bảo an toàn cho mình như thế nào. Càng như vậy tao càng không thể giết mày. Tóm lại con người ta vẫn phải có một đối thủ thì mới tiến bộ được, đúng không? Bạch Phá Cục phá lên cười nói, mày không cần một đối thủ, mày chỉ muốn tao làm đối thủ bởi vì mày biết khi mày còn một mình thì đó cũng là lúc tự hủy diệt của mày. Tao biết mày tuyệt đối không dám giết tao. Không sai, Tần Lạc gật đầu đồng ý, tao thật sự không dám giết mày. Thậm chí tao còn khẩn cầu mày có thể sống thọ trăm tuổi, ít nhất khi tao còn sống, mày cũng không thể chết. Vậy mày nhất định sẽ rất thất vọng, Bạch Phá Cục châm chọc. Nếu như mày biết một chuyện, chỉ sợ mày còn thất vọng hơn cả tao, Tần Lạc còi nói, mày có biết mình trúng loại cổ độc gì không? Tình nhân cổ, không phải bọn mày đã nói rồi sao? Không sai, đó chính là tình nhân cổ. Đây là loại cổ do chính tao và tiểu thư Hồng Phu xinh đẹp liên kết tạo ra, tình nhân cổ đã trải qua một quá trình cải tiến đặc biệt. Vì dẫn cổ là cơ thể Tần Khinh Xảo tiểu thư, nên cứ cách 2 ngày, các người đều phải vận động thân thể. Mày nghĩ xem, tao toàn nghĩ cho mày. Mày đối xử với tao như vậy mà tao còn mang người phụ nữ xinh đẹp này tới cho mày. Chấm, Bạch Phá Cục cực kỳ hối hận. Không phải như vậy thì mình sẽ chết vì kiệt lực sao? Ngoại trừ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để phục vụ cho chuyện đó, mình còn thời gian làm việc nữa không? Yêu cầu thế nào khiến cô có thể đồng ý với hắn? Bạch Phá Cục nằm nghiêng người hỏi Tần Khinh Xảo đang nằm ở sau lưng. Vì, Tần gia Tần Khinh Xảo có thể nghe được từng từ của hai người. Đáng tiếc vì tố chất cơ thể của cô ta nên cô ta chỉ nói được một câu đã thở hổn hển. Tần Lạc không vì thế mà bỏ qua cho hai người bọn họ, hắn nói tiếp, đương nhiên cổ là cổ, độc là độc. Thật ra thì cổ và độc là một chỉnh thể. Mày trúng cổ, cũng chính là trúng độc. Loại cổ độc này xuất xứ từ đề nghị của tao, cũng chỉ có tao mới chế ra thuốc giải. Nói cách khác, cứ 3 ngày một lần mày xuất hiện trước mặt tao một lần, chào hỏi, tao sẽ cho mày thuốc giải, nếu không chất độc trong người mày sẽ bộc phát mà chết. Nếu như khoảng thời gian nào đó tao vì bận việc mà quên chế thuốc giải, hay vì cơ thể tao không thoải mái, hay nói mày làm gì đó khiến tao tức giận, mày sẽ được giải thoát. Tần Lạc nhìn vào hai trong mắt Bạch Phá Cục, nghiêm túc nói, ngàn vạn lần hãy tin tưởng từng từ của tao. Chương 1517, khát vọng có một thất bại đáng tôn trọng. Ly vẫn nhẫn nại chịu đựng, rốt cuộc nàng vẫn lên tiếng hỏi, thật sự bọn họ cách 2 ngày phải làm như vậy một lần sao? Rồi đó Tần Lạc cười ỉ lắc đầu. Khi nói những câu này, bọn họ đã rời khỏi biệt thự của Tần Khinh Xảo, xe đang trên đường quay về. Anh nói vậy là chỉ muốn tìm việc cho anh ta làm mà thôi, tránh anh ta vì quá rảnh mà nghĩ cách đối phó với anh. Ly kinh ngạc hỏi, anh ta tin tưởng thật sao? Nhất định Tần Lạc quả quyết, Bạch Phá Cục có biệt hiệu là, cuồng nhân. Thật ra trong nội tâm của mình, anh ta cực kỳ sợ chết. Nếu không lần này người chết là anh ta chứ không phải Bạch Tàn Phổ. Thậm chí còn không bằng Tần Tung Hoành vì anh ta không có dũng khí xả thân như Tần Tung Hoành. Người sợ chết nhất định sẽ không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng tới sự an toàn tính mạng của mình. Tần Lạc lại suy nghĩ thay cho Bạch Phá Cục, đương nhiên làm chuyện đó quá nhiều quả thật cũng rất ngán. Ly nhìn chằm chằm vào Tần Lạc vẻ rất coi thường, nói, anh càng ngày càng âm hiểm. Chỉ vì anh chán ghét anh ta mà thôi. Vậy anh nói với anh ta cứ 3 ngày phải tới gặp anh lấy thuốc giải cũng là giả sao? Đó là sự thật, Tần Lạc nói. Nếu như trong vòng 3 ngày không có thuốc giải, anh ta nhất định sẽ chết. Anh ta không thể tự mình giải độc sao? Không thể, Tần Lạc cực kỳ tự tin nói, trung y cao minh, bản thân mình chính là một nhà bào chế thuốc. Chất độc anh đã nghiên cứu ra chỉ sợ rất khó giải trừ. Cho dù bọn họ có tìm được đơn thuốc giải độc cũng khó tìm được nguyên liệu chế thuốc. Anh rất tự tin về điều này. Hơn nữa vì đề phòng Bạch Phá Cục tìm được thuốc giải, Tần Lạc lại còn thầm quyết định. Sau này cứ cách một khoảng thời gian, khi cấp thuốc giải cho Bạch Phá Cục, hắn lại lén trộn vào thuốc giải một loại chất độc mới. Như vậy Bạch Phá Cục vĩnh viễn không bao giờ tìm được thuốc giải. Em biết anh làm vậy là vì muốn khống chế anh ta. Chẳng lẽ anh không sợ anh ta tiết lộ tất cả mọi chuyện sao? Tại sao anh ta phải tiết lộ? Tần Lạc hỏi ngược lại, nói ra có gì tốt cho anh ta? Nếu như người Bạch gia biết trên thực tế gia chủ của bọn họ bị anh khống chế, làm con rối. Bọn họ có cho phép anh ta tiếp tục ngồi vị trí đó nữa không? Như vậy anh ta sẽ rơi vào cảnh hai bàn tay trắng, thậm chí rất có thể còn bị trục xuất khỏi Bạch gia. Chính vì vậy anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra mà ngược lại còn dùng trăm phong ngàn kế che giấu nó. Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ rất kỹ. Giảo hoạt.
Thật ra anh chỉ hy vọng một đao giết anh ta. Tần Lạc cười nói, như vậy không phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Vậy không phải anh ta sống không bằng chết sao? Ly hỏi, nếu như là em tình nguyện để anh cầm đao giết em cho rồi. Người xấu luôn luôn phải trả một cái giá rất lớn, Tần Lạc nói cách khác những người tốt như chúng ta không phải sẽ sống rất uất ức sao? Không chỉ không dập tắt được sự lây lan của virus ngọn lửa mà ngược lại nó còn lan với một tốc độ tên lửa thông qua con đường ngư dân. Loại dịch bệnh này một lần nữa bùng phát trên quy mô lớn. Tiền bạc của các tập đoàn y dược và của các nước cuồn cuộn đổ vào. Lúc này Tần Lạc không còn hứng thú tìm hiểu xem rốt cuộc trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Dù sao khoản tiền này đều do ba người Lệ Khuynh Thành, Văn Nhân Mục Nguyệt và Lâm Hoán Khê phụ trách mang đi đầu tư, còn một khoản tiền khác truyền vào ủng hộ quỹ viện trợ khó khăn Tần Lạc. Quả thật Tần Lạc làm chuyện này không vì tìm danh tiếng, vì danh tiếng của hắn đã quá nổi tiếng. Hắn thật sự chỉ muốn cung cấp sự giúp đỡ cho những người không đủ cơm ăn, không đi học, bệnh không có tiền chữa. Hắn không giúp được tất cả mọi người, hắn giúp những người hắn có thể giúp. Cho nên tiếp theo Tần Lạc sẽ tự mình quản lý quỹ từ thiện này. Lệ Khuynh Thành và chính quyền Tinh Vân Điền ký kết hợp đồng hợp tác. Một lần nữa Lý Mãnh mở rộng dược thảo viên ở Vân Điền. Chính quyền tỉnh đồng ý cung cấp 10 vạn mẫu đất cho công ty thảo dược Hán Phương trên danh nghĩa thuộc quản lý của Tần Lạc. Công ty thảo dược Hán Phương trả tiền thuê đất, hơn nữa còn hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.000 thất nghiệp. Vốn dược thảo viên chỉ cần công nhân làm việc, chỉ cần đào tạo cho bọn họ một thời gian ngắn là bọn họ có thể rầm rộ đầu quân cho đại quân Lý Mãnh. Công ty y dược Tần Lam đã chính thức khai trương ở Yến Kinh, có mối quan hệ với Tần Lạc, trên thực tế công ty của Tần Lam không lo thị trường và tiêu thụ. Gần đây Lâm Hoán Khê vẫn bận rộn giải quyết chuyện cổ thảo mộc, đi sớm về muộn, thậm chí ngay cả ngày chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nói một cách tương đối, cuộc sống của Tần Lạc dạo này khá dễ chịu. Hàng này đưa bối bối đi học, đón cô bé khi tan học. Đi uống trà với Long Vương và Phó Phong Tuyết, đánh cờ cùng Lâm Thanh Nguyên. Đi thăm Tô Tử và Gabo, đây chính là khoảng thời gian nhàn nhã nhất từ sau khi hắn tới Yến Kinh. Hôm nay Tần Lạc dẫn bối bối và Gabo đi chơi một ngày. Xe dừng lại trước cổng biệt thự Lâm gia, Tần Lạc dẫn bối bối vào trong sân, chị Lý, người làm đi nhanh tới đón, nói, tiên sinh đã về. Hôm nay bối bối chơi có vui không? Đợi khi hai người lên tiếng trả lời, chị Lý thì thào vào tai Tần Lạc, tiên sinh, trong nhà có khách tới thăm. Ai vậy? Không biết, một người nước ngoài tóc đỏ, lão gia đang nói chuyện với người đó. Tần Lạc thầm chấn động, hắn lập tức giao bối bối trong tay cho chị Lý và nói, chị Lý, lúc trên đường bối bối làm ầm ĩ đòi ăn bánh đậu xanh. Chị dẫn bối bối ra ngoài ngõ mua đi. Dạ, chị Lý gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, không phải trong nhà đã mua rất nhiều bánh đậu xanh sao. Đợi khi chị Lý mang theo bối bối đi ra khỏi cổng, Tần Lạc mới đẫn đại đầu. Giê-xu và Ly đi vào trong phòng khách. Đối mặt với một gã khủng bố như hoàng đế, đương nhiên có mang bao nhiêu người cũng không vừa. Quả nhiên khi Tần Lạc đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy hoàng đế với mái tóc đỏ, ma thuật sư với chiếc mũ dạ và trang phục vét đang ngồi ở salon phòng khách. Lâm Thanh Nguyên đang uống trà, nói chuyện với hai người. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy Tần Lạc đi vào, ông cười nói, Tần Lạc, về rồi. Hai người bạn của cháu chờ lâu lắm rồi. Tần Lạc gật đầu nói, ông, nếu như ông bận việc, ông cứ đi đi. Cứ để cháu đón tiếp là được. Tần Lạc rất hy vọng tất cả người thân của mình đều rời khỏi nhà. Khi đó trong trường hợp bất đắc dĩ phải ra tay, hắn sẽ không phải e dè quá nhiều. Được, ông lên lầu làm mấy việc, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Người bạn này của cháu rất tìm tòi nghiên cứu về nghệ thuật trà Trung Quốc, Lâm Thanh Nguyên khen ngợi. Thật vậy sao, Tần Lạc không biết nói gì cho phải. Hắn biết Lâm Thanh Nguyên tốt nghiệp Đại học Trung Y Dược Chính Quy. Khả năng tiếng Anh của ông đủ để giao tiếp với Giê-xu. Thế nhưng nếu như cho ông biết thân phận thật sự của Hoàng đế thì cũng không hiểu Hoàng đế giới thiệu là bạn hắn. Tiên sinh, ngài quá khen, Hoàng đế đứng dậy, nho nhã nói. Lâm Thanh Nguyên bắt tay Hoàng đế rồi mới quay người đi lên lầu. Cùng ngồi xuống uống trà đi. Giê-xu, không phải anh cũng rất thích nghệ thuật pha trà của người Trung Quốc chúng tôi sao? Tôi pha cho mọi người uống, thế nhưng anh lại phải phụ trách công việc phiên dịch, Tần Lạc cười nói. Hắn mang theo nhiều người vào trong chính là vì đề phòng Hoàng đế. Thế nhưng bây giờ hắn và Hoàng đế có quan hệ bạn bè, không phải là kẻ thù. Làm như vậy có phần không hợp lẽ. Vì vậy hắn giả vờ như mình dẫn tất cả bọn họ vào trong uống trà.
hắn thật sự không quan tâm hoàng đế nghĩ gì trong chuyện này. Có vẻ như chúng tôi không được hoan nghênh, hoàng đế nhìn Tần Lạc nói, thoáng nhếch miệng cười hờ hững. Tôi không ngờ ngài sẽ tới nhà mình, Tần Lạc thẳng thắn nói. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã là bạn bè, hoàng đế nói. Là bạn bè, không phải sẽ phải tới nhà thăm nhau sao? Nếu không thì liệu có quá thất lễ không? Nói thì là như vậy, Tần Lạc dùng từ rất cân nhắc, tôi chỉ không chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, ít nhất ngài cũng phải gọi điện cho tôi trước. Tôi lại nghĩ đây là vui mừng xen lẫn sợ hãi. Coi là như vậy, Tần Lạc cười. Vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hoàng đế bưng chén trà Tần Lạc dùng nhíp chuyển tới, nhấp một ngụm, ông ta nhắm mắt lại, để cho hương trà thơm tỏa khắp cơ thể, sau đó mới chép miệng một tiếng, nói, Tần, kỹ thuật pha trà của anh không bằng ông già vừa rồi. Tần Lạc rất muốn lên tiếng chó má nó nhưng lại sợ hoàng đế không hiểu. Giê-xu cũng nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm, không khen ngon mà cũng chẳng chê. Tần Lạc thực sự rất thích tính cách kiều này. Đại đầu và ly không đụng vào chén trà. Ánh mắt bọn họ đang đối đầu với ma thuật sư. Nếu không có bầu không khí hòa nhã này, chỉ sợ Ly và ma thuật sư đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Hai người bọn họ có mối huyết hải thâm thù. Cũng may hoàng đế không quá quan tâm tới thưởng thức hương vị trà, ông ta vào thẳng vấn đề, tôi tới lấy thù lao. Rõ ràng đã chuyển phần của ngài vào tài khoản của ngài rồi. Ngài chưa kiểm tra sao? Tần Lạc hỏi. Tôi không quan tâm tới điều này, hoàng đế nói, ý tôi là thù lao khác. Tần Lạc đưa mắt quan sát hoàng đế nói, ông xác định như vậy. Khát vọng một thất bại, hoàng đế nói vẻ cực kỳ nghiêm túc. Không phải ông đã thất bại sao? Tần Lạc nói, trên đỉnh Thái Sơn, ông bị chúng tôi đánh chạy. Sắc mặt hoàng đế rất bình thản, giống như chuyện đó không phải do ông ta làm, thờ ơ, nhẹ nhàng nói, ý tôi là một thất bại chính thức. Một thất bại có thể khiến tôi thực sự tôn kính. Thất bại là thất bại, lại còn cái gì là tôn kính? Tần Lạc không thể hiểu được suy nghĩ có phần kỳ cục này của hoàng đế nhưng hắn biết hắn tuyệt đối không thể từ chối đề nghị này. Vì vậy hắn gật đầu nói, được rồi, một khi ngài đã muốn, tôi sẽ giúp ngài. Chương 1518, tuyệt thế thần binh, cặp gắp than. Xe chạy thẳng một đường ra khỏi Yến Kinh lên phía bắc, giống như chạy tới cuối con đường vậy. Gần một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua. Năm tiếng đồng hồ. Hoàng đế và ma thuật sư rất kiên nhẫn, cả hai vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ngược lại Ly không nhịn được nữa, nàng thì thào hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Tìm người. Ở đâu? Núi Thanh Minh. Đó là núi gì vậy? Tại sao tới tận bây giờ em vẫn chưa nghe tên? Ly cũng coi như là một nửa người Yến Kinh, nàng cực kỳ thông thạo bản đồ Yến Kinh. Quả thật nàng chưa từng nghe tên ngọn núi này. Không được đánh dấu trên bản đồ, Tần Lạc nói. Tới rồi sẽ biết. Tần Lạc lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện trong điện thoại không có sóng. Đương nhiên hắn không muốn gọi điện mà chỉ muốn xem thời gian. Sắp tới rồi. Lại một tiếng nữa qua đi, dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, đại đầu lái xe vào một khe núi, hai bên là núi cao hiểm trở. Xe đứng lại trước miệng khe núi, không thể tiếp tục tiến lên trước nữa. Tần Lạc xuống xe trước tiên và nói, tới đây chúng ta phải đi bộ. Hoàng đế không cần suy nghĩ. Lập tức xuống theo Tần Lạc. Hoàng đế không oán hận, dù ma thuật sư bất mãn cùng không dám phát tác. Vì vậy mọi người đi ngang qua bãi đá hỗn loạn, qua dòng suối nhỏ, lướt qua ngọn núi nhỏ xung quanh rồi tới một thôn xóm nhà cửa thưa thớt. Không chính mắt nhìn thấy, bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng vẫn có người sống trong điều kiện ở nơi này. Bọn họ xuất phát vào lúc sáng sớm, tới nơi vào lúc 4 giờ chiều. Khói bếp đã bắt đầu bốc lẻn từ mái những ngôi nhà làm bằng đá. Người trong thôn đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm tối. Phát hiện có người lạ đang đi vào trong, mười mấy đứa trẻ nước da ngăm đen, thời tiết dù đã vào cuối thu nhưng chúng vẫn không mặc áo, ở trần, chạy tới vây xung quanh xem. Chúng trừng mắt nhìn những người khách từ xa tới, sắc mặt kinh ngạc và hiếu kỳ. Những đứa trẻ bạo dạn hơn còn chỉ trỏ, có thể chúng cảm thấy quần áo trên người bọn họ rất kỳ quái. Đại đầu, đưa cho tôi cái túi, Tần Lạc cười nói. Vì vậy đại đầu chuyển cái túi to trên vai tới. Tần Lạc nhận cái túi, lấy từ bên trong hoa quả, bánh quy, bút và sách vở vứt, phân phát cho lũ trẻ. Hắn biết nếu như hắn đi tới tặng những thứ này, đám trẻ sẽ lập tức giải tán. Chúng không sợ người lạ nhưng lại sợ người lạ tới gần. Những đứa trẻ này nhận quà của Tần Lạc, kích động hoa chân múa tay, kêu gì đó. Lúc này Ly mới hiểu vì sao khi bắt đầu lên đường,
Trước tiên Tần Lạc bảo xe chạy tới một siêu thị, hành động giống như một tên trộm, khuân ra một cái túi rất to. Lòng nàng đột nhiên thoáng cảm động. Người đàn ông này rất cẩn thận, Ly thầm nghĩ. Bởi vì nàng là trẻ mồ côi nên càng có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của đám trẻ nơi sơn thôn này khi chúng nhận được quà. Có quà tặng mở đường, đám trẻ cư xử với mấy người Tần Lạc thân mật hơn nhiều. Tần Lạc vẫy tay với một đứa trẻ nam cao nhất trong nhóm và nói, cháu tới mang phần quà còn lại chia đều tất cả cho đám trẻ. Mỗi người đều được phần giống nhau, cháu có làm được không? Có thể đứa trẻ ưỡn ngực kiêu ngạo giống như một đại tướng quân sắp lĩnh quân ra trận vậy, nói bằng một thổ ngữ Trung Quốc quái dị. Chúng ta đi thôi, Tần Lạc cười nói. Dưới con mắt soi mói của lũ trẻ, đám người Tần Lạc đi sâu vào trong thôn. Sau đoạn đường này, rốt cuộc mọi người đứng lại trước cửa một ngôi nhà đá nhỏ nằm độc lập gần chân núi. Trên nóc ngôi nhà đá nhỏ này tụ rất nhiều khói đen, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng đang nấu cơm. Hàng rào quanh nhà làm bằng cây cổ thụ, trong vườn trước sân có trồng hành cây, các loại rau, còn cả hai cây ớt to đã khó héo. Bởi vì chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này không lắp đặt chuông cửa nên Tần Lạc trực tiếp gọi to. Vào đi, từ trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo. Vào thôi, Tần Lạc đẩy cánh cửa gỗ ngôi nhà, sắc mặt vui mừng đi vào bên trong. Hoàng đế đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ, đây chính là người theo như Tần Lạc nói là có thể gây cho mình một thất bại đáng tôn trọng sao? Phòng vừa nhỏ, vừa tối, không có bóng điện, thậm chí còn không có cả nến. Bên trái căn phòng có một bếp lửa. Lửa trong bếp đang cháy rất to, ánh lửa chiếu sáng soi rõ gương mặt một người đàn ông đang ngồi với vẻ bình thản. Người đàn ông có dáng người cao to. Mặc dù ông đang ngồi trên chiếc ghế ở trước bếp lửa vẫn gây cho người ta một cảm giác rất uy lực. Mùi gạo thơm tỏa ra từ trong nồi cơm. Rõ ràng cơm trong nồi đã sắp chín. Tần Lạc cung kính cúi đầu chào. Đây chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho dù hắn dùng nghi lễ gì cùng không quá mức. Nếu như ông tình nguyện, Tần Lạc hắn sẽ coi ông, cung cấp như với bậc thần tiên, nhưng ông tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Ừ, hỏa phu, đầu bếp gật đầu, ông ném mấy thanh củi vào trong bếp lò. Hỏi, có mang người tới không? Mang tới rồi, Tần Lạc vui vẻ nói. Hắn chỉ vào hoàng đế đứng bên cạnh nói, chính là ông ta. Ra tay đi, hỏa phu lạnh lùng nói. Ở ngay chỗ này, Tần Lạc tròn mắt hỏi. Ở chỗ này, hỏa phu nói. Hoàng đế nổi giận. Sĩ nhục. Đây là sĩ nhục ông ta. Tần Lạc, anh xác định đối thủ của tôi chính là người này. Hoàng đế cười nhạt hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Vậy hãy đi tìm chết đi. Hoàng đế di động. Thân hình chợt lóe, người lập tức vọt lên. Căn phòng rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Một cước tung ra, mũi chân hung hăng đá vào cổ họng hỏa phu. Mặc kệ người này là ai, vì ông ta sỉ nhục bản thân mình, ông ta nhất định phải chết. Cho tới lúc này hoàng đế chưa từng e ngại giết người. Nhanh như tia chóp, mắt thường khó mà phân biệt. Không biết từ bao giờ trong tay hỏa phu đã có một thanh sắt, ông giơ thanh sắt nhẹ nhàng quất một cái. Không nhanh không chậm, giống như sư phụ đang phạt đệ tử nghịch ngợm. Binh! Thanh sắt đánh vào gân bàn chân của hoàng đế, cả người hoàng đế lập tức bị đánh bay ngược trở lại. Loảng xoảng! Thân hình hoàng đế nặng nề đập vào tường, lúc này lực đẩy mạnh mẽ mới hoàn toàn biến mất. Nghiêm túc một chút, hỏa phu bất mãn nói. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cho tới tận bây giờ ma thuật sư vẫn chưa từng thấy hoàng đế bị thua, dễ dàng bị đánh bay đi như hôm nay. Người này là ma quỷ hay sao? Ma thuật sư thầm nghĩ, nếu không ông ta sao có thể dễ dàng đánh bại vị thần của lòng mình. Hoàng đế nghiêm túc, ông ta lồm cồm bò dậy, sắc mặt kích động và hưng phấn. Mái tóc đỏ dựng đứng giống như đang hà hơi thổi kèn lệnh tấn công. Sảng khoái quá, hoàng đế gầm lên. Một lần nữa thân hình ông ta thay đổi. Không cần bất kỳ trợ lực nào, thân thể hoàng đế vọt lên không trung, sau đó nhanh chóng quay tròn. Long Quyển Phong là một trong những tuyệt học của hoàng đế. Khi ở đỉnh núi Thái Sơn, ngay cả Phó Phong Tuyết cũng phải e ngại chiêu thức này. Ô, ô, ô! Trong căn phòng nhỏ, tiếng kêu gào thảm thiết, kình phong mãnh liệt thổi vào mặt mấy người Tần Lạc, đau rát. Bởi vì không gian trong phòng quá nhỏ, trừ khi bọn họ rời khỏi phòng. Tuyệt đối sẽ không thoát khỏi cảnh bị cơn cuồng phong này tập kích. Cạch, rầm. Chiếc ghế bị thổi đổ. Cạch tương đương tương đương, cạch tương đương tương đương. Bát đũa bị thổi bay. Vù, vù, vù. Còn cả những vật nhẹ bị cuốn lên không, bay theo chiều gió cuốn.
Cơn gió hình phễu của Long Quyển Phong nhắm ngay Hỏa Phu đang ngồi trên ghế gần bếp lò, gào thét xông tới, hình như bất kỳ lúc nào nó cũng có thể xé ông ra thành từng mảnh nhỏ. Hủy diệt! Hủy diệt kẻ thù trước mắt! Đây chính là suy nghĩ lúc này của Hoàng đế. Ông ta đã tiến vào tình trạng chiến đấu, cả người trở nên điên cuồng. Gần! Long Quyển Phong cuốn cả người Hỏa Phu vào bên trong. Ngay cả đống củi, cành lá khô chất bên cạnh ông cũng bị cuốn lên không trung. Âm thanh va chạm vào nhau như tiếng sét đánh. Binh! Một âm thanh giòn tan. Sau đó gió ngừng, các vật thể bay trong không trung ầm ầm rơi xuống đất. Một lần nữa thân hình Hoàng đế lại bay ngược ra ngoài. Hơn nữa lần này không bay vào bức tường đá mà lại hướng lên nóc nhà. Bịch! Đỉnh đầu Hoàng đế phá vỡ một mảnh mái nhà bằng cỏ lau, sau đó cả người ông ta biến mất. Rồi nhanh chóng thân thể Hoàng đế lại theo lỗ thủng trên mái nhà bằng cỏ lau bị phá trước đó rơi xuống. Hai chân ông ta chạm đất, thân hình không chút sứt mẻ. Hiển nhiên khi Hoàng đế ở trên không trung đã điều chỉnh tư thế rơi xuống đất. Chương 1519, lựa chọn của Hoàng đế. Ùm ục, cơm trong nồi phát ra âm thanh cực hấp dẫn. Tần Lạc Ân cần chạy tới mở nắp nồi cười nói, gạo sư phụ nấu cơm ngon quá. Quả thật khi mở nắp nồi ra, một mùi thơm của gạo tinh khiết xông thẳng vào mũi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái sau đó bất giác nuốt nước miếng ửng ực. Ngay cả Hoàng đế là một người cực kỳ khó tính với ẩm thực cũng không thể không công nhận, món cơm này thực sự thơm. Cuối cùng Hỏa Phu cũng đứng dậy, ông thu nhặt chén, đũa bằng trúc rơi trên mặt đất, đặt vào chậu nước rửa và hỏi, đủ chưa, ta muốn ăn cơm. Tần Lạc quay người nhìn Hoàng đế, ý tứ rằng, ông xem, đánh ông cũng đánh rồi, cũng bị người ta đánh rồi. Chuyện này nên chấm dứt, người ta ngồi ông đứng, người ta ngồi, ông chạy, kết quả người ta ngồi, ông mỗi lần đánh là một lần bay ra ngoài. Không phải kết quả đã rất rõ ràng rồi sao? Lần này có phải là tôn trọng không? Đáng tiếc Hoàng đế không hiểu ý tứ của Tần Lạc. Hay nói chính xác ông ta không muốn hiểu ý Tần Lạc. Tôi biết ông chính là người tôi muốn tìm. Mái tóc đỏ của Hoàng đế dựng ngược giống như một cây đuốc đang bùng cháy, ý chí chiến đấu mãnh liệt hiện lên trong ánh mắt. Bây giờ, chúng ta hãy chính thức đánh một trận. Nói xong Hoàng đế đi về phía Hỏa Phu. Khi tới gần, một quyền mạnh mẽ ầm ầm đánh ra. Ầm! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên bên tai giống như không gian đang bị xé rách vậy. Hai hàng mi Hỏa Phu thoáng nhíu lại, sắc mặt đôi chút kinh ngạc. Đối thủ rất mạnh. Sau đó ông chuyển chiếc đũa đang cầm sang tay trái, tay phải nắm quyền đánh tới. Bịch tương đương tương đương. Một âm thanh trầm đục vang lên. Thân thể Hỏa Phu lắc lư hai cái, còn cả người Hoàng đế một lần nữa lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này lực độ cực kỳ mạnh, khi đụng vào tường, phá tung bức tường, thành một lỗ thủng rất to. Căn phòng nhỏ lắc lư như muốn đổ sụp. Mau ra ngoài, Tần Lạc nói to. Tần Lạc xung trận, lên ngựa, hắn chạy trước tiên, những người khác cũng chạy theo sau hắn. Thế nhưng khi mái lợp cỏ của ngôi nhà đá lau đổ sụp xuống, Hỏa Phu vẫn chưa đi ra ngoài. Tần Lạc căng thẳng, chạy thoát ra cửa, gọi to, sư phụ. Sau đó hắn nhìn thấy Hỏa Phu hai tay bưng một chiếc nồi sắt bước ra ngoài. Phần đít của chiếc nồi sắt vẫn đỏ hồng, đó là vì trước đó chiếc nồi vẫn đang đun trên bếp lò nên chưa thể nguội ngay được. Hỏa Phu đặt chiếc nồi ở khu đất trống trước cửa, sau đó ông nhìn về phía Hoàng đế, khóe miệng rỉ máu tươi đang đứng dậy. Anh rất được Hỏa Phu khen ngợi. Hoàng đế thì muốn thổ máu, trước kia đều do ông ta dùng thái độ kẻ cả nói chuyện với người khác. Không ngờ có một ngày ông ta cũng phải tiếp nhận hành động tương tự như vậy. Loại cảm giác này không được tự nhiên cho lắm. Tần Lạc đã nói với tôi chuyện của anh, Hỏa Phu nói tiếp. Anh khát vọng có một thất bại đáng tôn trọng. Tôi tình ngu viện thử một lần. Cảm ơn Hoàng đế cúi đầu rất thấp trước Hỏa Phu. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của ngài. Ý của Hoàng đế là tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không khiến ông cảm thấy đánh nhau với tôi là một khoảng thời gian nhàm chán. Vì nếu là như vậy thì đúng là đang sỉ nhục ông mà cũng sỉ nhục chính tôi. Hỏa Phu đứng thẳng người, giơ tay làm thế chào mời. Lúc này mọi người mới phát hiện, ông mặc một chiếc trường bào màu xám, thoạt giống như một chiếc đạo bào. Thế nhưng vì trời quá tối, nên không ai có thể nhìn thấy kiểu dáng và màu sắc thật sự của nó. Hoàng đế di động. Thân thể ông ta biến mất trong bóng đêm. Khi ông ta xuất hiện trở lại thì đã đứng sau lưng Hỏa Phu. Đầu gối hình cánh cung. Đầu gối mang đầy đủ nội lực hung hăng đánh mạnh vào lưng Hỏa Phu.
hai tay vươn về phía trước giống như để kiềm chế hành động phản kích khi hỏa phu phát hiện ra. Hỏa phu không phản kích, ngay khi đầu gối của hoàng đế sắp đánh vào lưng mình, hỏa phu quay người 180 độ, vung tay tát. Binh! Gương mặt anh tuấn của hoàng đế trúng chiêu, giống như trúng độc, cả gương mặt nhanh chóng sưng đỏ tấy. Một cái bạt tai nhẹ nhàng làm tan biến tuyệt chiêu có lực sát thương khủng khiếp của hoàng đế. Cho dù là tốc độ, góc độ hay nắm bắt thời gian đều rất hoàn mỹ. Tần Lạc nghĩ, người có thể làm được điều đó chỉ sợ chỉ có mình ông già này mà thôi. Hoàng đế trúng chiêu vào mặt chỉ còn cách quay một vòng lui lại. Đợt tấn công thứ hai bắt đầu. Lần này hoàng đế không lựa chọn một chiêu thức không thể tưởng tượng nữa mà chỉ lao nhanh về phía trước, đánh ra một quyền cực kỳ thận trọng. Bình tĩnh, chất phác. Thế nhưng lực đạo ẩn chứa trong nắm tay đủ độ cứng để có thể đánh nát tảng đá to. Bạo phá quyền. Nắm tay đều đặn tiến về phía trước, thoạt nhìn có vẻ không nhanh nhưng thực chất lại cực kỳ nhanh. Chỉ cần nắm tay đó chạm vào người, luồng lực đạo mạnh mẽ này sẽ xâm nhập cơ thể. Sau đó luồng lực đạo này sẽ nổ tung trong cơ thể. Ngũ phủ lệch vị trí, lục tạng hủy diệt, chết vô cùng thê thảm. Gần. Rất gần. Lúc này đây ngay cả Tần Lạc cũng cảm thấy căng thẳng thay cho Huyền Cơ Tử. Nói thật mặc dù Huyền Cơ Tử có đại ân với hắn nhưng cơ hội hai người ở chung cực kỳ nhỏ bé. Phải nói là thời gian bọn họ gặp mặt không quá số ngón tay một bàn tay. Tần Lạc biết ông rất lợi hại. Tần Lạc không biết ông lợi hại tới mức nào. Thế nhưng sau khi Tần Lạc nói chuyện của Hoàng đế cho Huyền Cơ Tử, ông rất thản nhiên chấp nhận sự vụ này. Hình như đối với ông mà nói, chuyện này chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Binh! Lại một cái tát. Hỏa phu lại dùng một cái tát rất dứt khoát, nhanh gọn trả lời cho những người đang lo lắng và nghi ngờ bản thân mình. Thế nhưng Giê-xu cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao Tần Lạc thích tát người khác. Có sư tất có trò. Hoàng đế nổi giận. Nổi giận. A! À, hoàng đế gầm lên một tiếng, một lần nữa vào tới. Binh! Thân thể ông ta lại bị đánh bay ra ngoài. A! À, binh! Lại bị đánh bay ra ngoài. Binh! Lại bay! Binh! Bay! Một vị thần mang bản lĩnh của quỷ nhẹ nhàng khống chết tất thảy. Một kẻ hung hăng không sợ chết, mỗi lần tấn công là mỗi lần bị đánh bay ra ngoài. Một người đứng gần như yên tại chỗ, khi khai chiến đứng ở vị trí nào, bây giờ vẫn đứng ở vị trí đó. Một người dáng vẻ cực kỳ thê thảm, những người đứng xem lại nghĩ gương mặt của ông ta giống như thịt heo nướng. Thế nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Đây không phải là một cuộc chiến mà ngược đãi. Tần Lạc nhìn cuộc chiến đấu một chốc một lát chưa dừng lại được nhưng nồi cơm lại đang nguội nhanh, hắn nói với ma thuật sư, hay chúng ta ăn cơm trước. Ma thuật sư tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi ánh mắt đầy quan tâm lại chăm chú nhìn hoàng đế, mỗi lần xông lên lại một lần lui lại. Vương giả châu Âu, chiến thần trong mắt vô số người, anh hùng bất khả chiến bại. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông già này không chủ động sao? Có lẽ chính Huyền Cơ Tử cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng là nồi cơm của mình đang nguội rất nhanh. Trước đó ông đều chủ động phòng thủ. Mỗi lần hoàng đế tấn công, ông đều tát khiến đối phương lui lại. Lúc này đây ông đã lựa chọn chủ động tấn công. Thân thể di động. Bóng người biến mất. Ông xuất hiện ngay trước mặt hoàng đế, vung tay chụp vào ngực hoàng đế, nhẹ nhàng. Sau đó hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược lại sau. Bịch. Thân thể hoàng đế rơi xuống một mặt một luống hành non. Một lúc lâu mà vẫn không đứng dậy. Tĩnh lặng. Yên tĩnh như đã chết. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Thoạt nhìn rất chậm, trời dù tối đen, Tần Lạc và những người đứng xem vẫn còn có thể nhận ra quỹ tích di chuyển của hỏa phu. Thế nhưng lại cực kỳ nhanh, bởi vì ngay khi bọn họ còn chưa kịp chớp mắt, hỏa phu đã di chuyển tới trước mặt hoàng đế. Điều càng quỷ dị chính là, hoàng đế không bỏ trốn, không né tránh, càng không chống lại, giống như ngu ngơ đứng tại chỗ để cho đối phương tùm ý chụp vào ngực mình. Người không biết còn nghĩ hai người đang đóng phim. Dầm. Vách tường đá của ngôi nhà đổ sụp, mái nhà không còn sự chống đỡ cũng đổ xuống. Bụi đất bay lên, bắn tung tóe khắp sân. Hỏa phu đi nhanh tới bưng cái nồi, không chào hỏi người khác, ông đi thẳng ra ngoài cổng. Ông già này thực đẹp trai, Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Dưới sự giúp đỡ của ma thuật sư, cuối cùng hoàng đế cũng đứng dậy được. Bọn họ bước đi, đứng lại trước mặt Tần Lạc. Lúc này gương mặt anh tuấn của hoàng đế vô cùng thê thảm nhưng Tần Lạc nhận ra ông ta đang rất vui,
niềm vui phát ra từ nội tâm. Ông, có sao không? Tần Lạc hỏi. Cảm ơn Hoàng đế cười nói, tôi nghĩ tôi đã tìm được cái tôi muốn. Cảm giác này rất hay. Có một vài người bạn thật sự không thể giải thích cho người đó hiểu suy nghĩ của bạn. Hoàng đế biết Tần Lạc không hiểu, ông ta cũng không cần phải giải thích cho người khác. Ông ta chính là Hoàng đế. Hoàng đế độc nhất vô nhị. Hoàng đế đi tới trước mặt hỏa phu đã không hề dùng toàn lực đánh trả. Hỏi, sao ông lại làm thế được? Muốn làm thì làm được thôi, hỏa phu trả lời rất đơn giản. Ông đang buồn bực. Ông đang cầm cái nồi nhưng bát, đũa lại bị vùi trong ngôi nhà đá. Cái gì cũng có thì còn có thể làm gì nữa? Hoàng đế hỏi. Tìm đạo. Đạo là cái gì? Đạo là sự giàu có nhất thế gian, quyền lực nhất thiên hạ. Đạo có thể địch vạn người. Đạo cùng có thể trường sinh, bất tử. Tới mức tận cùng, đó chính là đạo, hỏa phu nói. Phịch. Hoàng đế quỳ xuống trước mặt hỏa phu, nói, nếu như thuận tiện, xin hãy mang tôi đi theo. Được hỏa phu sảng khoái đồng ý. Ma thuật sư kinh hãi. Hoàng đế đi tìm đạo, vậy cô ta thì phải làm sao? Rất nhanh sắc mặt cô ta rất buồn. Cô ta biết hoàng đế đã quyết định chuyện gì tuyệt không có khả năng thay đổi cho dù đó là chuyện hoang đường cỡ nào đi nữa. Cô đang nghĩ gì? Dường như hoàng đế cảm nhận được tâm trạng của ma thuật sư, ông ta quay người hỏi. Không nghĩ cái gì hết, ma thuật sư trả lời. Tốt lắm, hoàng đế nói, cô không cần nghĩ gì cả. Tôi đi tới đâu, cô cũng đi tới đó. Đây chính là vận mệnh của cô. Ma thuật sư đổi giận thành vui, kích động trả lời, đúng vậy, hoàng đế điện hạ. Bất giác trên gương mặt hiện lên niềm hạnh phúc thiếu nữ. Tần Lạc đi tới trước mặt hoàng đế hỏi, ông thực sự tìm được cái mình muốn sao? Đúng vậy, hoàng đế gật đầu, khi còn sống nhất định phải tìm việc để làm. Ông ta nhìn hỏa phu, kích động nói, hơn nữa tôi rất thích cảm giác thất bại này. Các vị thật có trí, Tần Lạc giả vờ nói, mặc dù hắn không hiểu người thích tự ngược thì có trí gì. Tôi không miễn cưỡng các vị. Hắn đi tới trước mặt hỏa phu nói, sư phụ, hãy theo con quay về Yến Kinh nghỉ ngơi một thời gian. Ta muốn đi tới nơi nào thì đi tới nơi đó, Huyền Cơ Tử nói. Tự do tùy ý mới không mất đi bản tính con người. Ông nhìn ngôi nhà đá phía sau nói không chút lưu luyến, ta đi, có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ, nói xong ông bưng chiếc nồi sắt đi về hướng cảng thôn. Hoàng đế cũng mỉm cười với Tần Lạc sau đó đi nhanh theo Huyền Cơ Tử. Ma thuật sư định đi theo nhưng bị Ly cản lại. Cô đã chết, Ly nói, cô đã bị lửa thiêu cháy. Tại sao cô vẫn còn sống? Rầm. Ma thuật sư tháo chiếc áo gió màu đen trên người xuống, cầm hai tay đưa cho Ly và nói, tặng cho cô. Nó được làm từ vật liệu đặc biệt, chống lửa, chống nước, chống độc. Vào thời khắc nguy cấp còn có thể được dùng để nhảy dù. Chương 1520, em từ chối. Giải thưởng nào thu hút được sự quan tâm của con người nhất? Giải thưởng Grammy, không, đó chính là giải Nobel. Giải Nobel lấy tên nhà bác học nổi tiếng người Thụy Điển, Alfred Nobel, người đã phát minh ra chất nổ, ông đã để lại tài sản của mình thành lập quỹ từ thiện. Giải thưởng Nobel dành riêng cho vật lý, hóa học, sinh học, y học, văn học và hòa bình, năm giải thưởng. Hàng năm quỹ dùng tiền lời hay lợi tức ra trao giải thưởng cho những người có cống hiến quan trọng cho con người trong năm lĩnh vực trên. Tại sao hàng năm các giải thưởng được bình chọn lại thu hút được người trên toàn thế giới? Trước tiên chúng ta hãy xem xét quá trình thẩm tra, xét duyệt giải thưởng để hiểu được tầm quan trọng của nó. Trước tiên tổ chức và cá nhân có quyền đề cử sẽ đề ra danh sách ứng cử viên cho giải thưởng, sau đó sẽ tuyển chọn ra người ưu tú nhất nhận giải thưởng. Người như thế nào thì đủ tư cách đề cử ứng cử viên của giải thưởng? Những người đã đạt giải thưởng Nobel trước đó. Ủy viên Ủy ban bình chọn giải thưởng Nobel, giáo sư đại học được chỉ định đặc biệt, các chủ tịch hiệp hội tác giả, các tác giả giành giải thưởng văn học, các tổ chức, hội đồng quốc tế. Quá trình bình chọn của giải thưởng Nobel căn cứ vào di chúc của Nobel. Trong quá trình bình chọn, người được nhận giải thưởng Nobel sẽ không bị ảnh hưởng của quốc tịch, dân tộc, ý thức và hình thái tôn giáo. Tiêu chuẩn duy nhất để bình chọn chính là thành tựu của bản thân. Tuân theo di chúc của Nobel, giải thưởng hóa học và vật lý do Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thẩm định. Giải thưởng sinh học và y học do Viện Y học Hàn Lâm Thụy Điển bình chọn. Giải thưởng văn học do Viện Văn học Thụy Điển bình chọn. Giải thưởng hòa bình do Nghị viện Âm Uy bình chọn. Giải thưởng kinh tế ủy thác cho Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bình chọn. Ngày 10 tháng 12, một ngày không tầm thường trong lịch sử. Stockholm,
thính phòng cổ kính. Tần Lạc mặc một chiếc trường bào màu đen, trên ngực là một đóa hoa màu trắng nhỏ được vận chuyển theo đường hàng không từ một thị trấn nhỏ ở Italy, sắc mặt tươi cười quan sát những gương mặt như xa lạ, như thân quen bốn xung quanh. Bọn họ đều là những người nổi bật trong các lĩnh vực, cũng xuất sắc giống như anh Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê mặc bộ đầm màu đen ngồi bên cạnh Tần Lạc, nụ cười đoan trang thường trực trên một. Đây quả thật là một sự kiện vô cùng vui mừng, nàng đang cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông ngồi cạnh mình. Tất cả một người đều hiểu một khi đoạt được giải thưởng danh giá này, tên tuổi của bạn sẽ đi vào sử sách. Trong khi đó từ 2 tháng trước Tần Lạc đã nhận được thư mời của Ủy ban Giải thưởng Nobel. Ngay khi Tần Lạc một nghiên cứu ra cổ thảo mộc, dùng trung y giải quyết đại nạn vi rút ngọn lửa mà loài người đang gánh chịu, có người đã đoán rằng nhất định Tần Lạc sẽ giành được giải thưởng Nobel y học. Đương nhiên những lời đồn đại, suy đoán này tuyệt đối không tin được. Bởi vì khác với rất nhiều giải thưởng điện ảnh và văn học khác, giải thưởng Nobel có nguyên tắc cần phải tuân thủ. Trừ khi công bố cuối cùng về người giành giải thưởng, danh sách ứng cử viên cuối cùng cho giải thưởng không được công bố công khai. Đây chính là quy định giữ bí mật trong 50 năm nay. Chính vì vậy hàng năm xuất hiện rất nhiều lời đồn đại, nói người nào đó được đề cử vào danh sách, giành giải thưởng nhưng tính chân thật của nó chỉ biết được sau 50 năm. Cho nên chỉ tới ngày mùng 10 tháng 12, ngày công bố giải thưởng, chúng ta một biết được ai là người giành giải. Đúng 4 giờ 30 phút chiều, ngày mùng 10 tháng 12 giờ địa phương, nghi thức trao giải thưởng Nobel của Hoàng gia Thụy Điển chính thức diễn ra trong tiếng quốc ca. Quốc vương Thụy Điển, can thứ 16, Gastei theo thứ tự công bố người trúng giải thưởng vật lý, giải thưởng hóa học. Bây giờ ông đang cầm trong tay bản danh sách người đoạt giải y học. Cho dù danh sách người trúng giải chưa được công bố nhưng có khá nhiều người đang chăm chú quan sát Tần Lạc. Tất cả một người đều tin tưởng người đàn ông tới từ Phong Đông này sẽ được nâng chiếc cắp tượng trưng cho vinh quang vô giá này. Đây là một điều thần kỳ tới mức độ nào? Điều càng thần kỳ hơn chính là tuổi của người này. Chỉ e đây chính là người trẻ nhất đoạt giải thưởng từ trước tới nay. Hơn 20 tuổi, đúng là tuổi cũng như hoa. Danh lợi song song nhận được. Rốt cuộc sau này cuộc đời anh ta mang nhiều sắc thái tới mức độ nào đây? Đây chính là điều không một ai ngồi đây có thể đoán trước được. Một lần nữa tôi vinh hạnh tuyên bố người đoạt giải thưởng Nobel y học. Gastei mỉm cười nhìn một người sau đó một mở nút thắt ông nói to, đó chính là thầy thuốc Tần Lạc tới từ Trung Quốc. Xét đánh. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp thính phòng. Tần Lạc kích động tới mức chỉ muốn nhảy lên nhưng hắn biết lúc này đang có vô số ống kính máy quay chĩa vào mình. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Phải làm ra vẻ bản thân mình không quá coi trọng giải thưởng này. Làm bộ bản thân mình được hay không được cũng chẳng sao. Phải làm bộ thờ ơ. Thế nhưng Lâm Hoán Khê đã chủ động nhào vào lòng Tần Lạc, hai tay nàng không nhịn được run rẩy. Anh ấy đã thành công. Với thân phận của mình lúc này Tần Lạc không quan tâm giải thưởng này có nhiều tiền. Điều hắn quan tâm nhất chính là cảm giác có được khi mình giành được bao nhiêu sự tán đồng của người khác, cảm giác sự ủng hộ của toàn thế giới. Nỗ lực của hắn đã giành được sự báo đáp. Sự vất vả của hắn cuối cùng đã có thu hoạch. Chúc mừng anh, ông xã Lâm Hoán Khê ôm Tần Lạc, dịu dàng nói. Cảm ơn Tần Lạc ôm chặt Lâm Hoán Khê vào lòng mình. Sau lưng một người đàn ông thành công nhất định sẽ có bóng dáng một người phụ nữ thành công. Giải thưởng vinh dự này có thể chia cho Lâm Hoán Khê một nửa. Hoàng tử Phơ Lai đi xuyên qua đám người tới, ôm chặt Tần Lạc. Tần. Chúc mừng anh Phơ Lai vui mừng nói hàng năm tôi đều có mặt ở đây để chứng kiến người đoạt giải thu hoạch vinh quang và tiền bạc nhưng tôi chưa từng nghĩ người bạn tốt của mình cũng làm được chuyện này hơn nữa tôi còn tận mắt nhìn thấy. Rất đáng tiếc là tôi không thể tự mình trao vương miện cho anh nếu không tôi còn vui mừng hơn nữa. Giải thưởng Nobel do chính quốc vương và hoàng hậu Thụy Điển trao tặng. Những người khác tuyệt không đủ tư cách trao giải thưởng này. Phơ Lai là hoàng tử Thụy Điển cũng chưa đủ tư cách. Tôi biết tâm ý của anh Tần Lạc vỗ vỗ vào lưng Phơ Lai nói, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Những người khác cũng đi tới chúc mừng Tần Lạc, có người hắn nhận ra, có người không nhận ra nhưng Tần Lạc hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì nữa. Cũng may có Lâm Hoán Khê, nàng giúp Tần Lạc biểu thị sự cảm ơn. Tần Lạc lại hiểu rõ lựa chọn một người phụ nữ thông thạo ngoại ngữ thuận tiện biết bao nhiêu. Nếu không có người nước ngoài bề ngoài tươi cười vui vẻ ôm hôn mình nhưng sau đó dùng tiếng Anh mắng mình cũng không biết. Cái gì, nghĩ nhiều làm gì? Được rồi, là nghĩ nhiều. Đợi khi sự ồn ào của một người qua đi,
Tần Lạc đi lên trên đài nhận giải thưởng. Gastei nồng nhiệt ôm Tần Lạc, cười nói, chúc mừng anh. Anh bạn trẻ, anh là một thầy thuốc vĩ đại, anh không chỉ cứu vớt toàn thể nhân loại, anh cũng đã cứu con gái tôi. Rất vui khi mở danh sách ra có tên của anh, đây là lời chúc mừng của tôi với anh. Thông qua sự giúp đỡ của phiên dịch, cuối cùng Tần Lạc cũng hiểu lời nói của quốc vương Gastei. Người đàn ông này chính là cha của tiểu công chúa Gai Bua. Ông ấy đang biểu thị sự biết ơn cứu mạng con gái mình. Đây là việc tôi phải làm, Tần Lạc cười nói, tôi và hoàng tử Phơ Lai là bạn bè. Hơn nữa Gai Bua cũng là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Đúng vậy, Gastei nói, tôi biết chuyện cũ của một người. Phơ Lai, sau này anh hãy cứ gọi nó là Phơ Lai. Còn nữ Gabo được anh chăm sóc rất tốt, tôi đã xem kỹ băng hình bọn họ gửi về. Đúng vậy, nó là con gái của tôi nhưng tôi không hoàn thành trách nhiệm của người cha. Tôi rất áy náy, tôi sẽ chờ khi Gai Bua quay về, tôi sẽ đền bù tất thảy cho Gabo. Nhất định cô ấy sẽ rất vui, Tần Lạc vui mừng nói. Quả thật hắn rất yêu mến cô gái Gai Bua này. Gai Bua có thể có hạnh phúc, hắn cũng rất hạnh phúc. Gastei gật đầu, cầm tay Tần Lạc nói. Mặc dù tôi rất mong đợi được trao cho anh huy chương này nhưng tôi cho rằng chuyện này do người đàn ông khác làm sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ông vẫy tay xuống bên dưới gọi to, Phơ Lai. Bên dưới xôn xao. Khi nghe chính Gastei yêu cầu con mình thay thế trao giải thưởng Nobel, rất nhiều người thầm đoán, chẳng lẽ đây chính là thái độ của Hoàng gia Thụy Điển. Hoàng tử Phơ Lai sắp nhận vị trí của cha mình hay sao? Hoàng tử Phơ Lai đi lên đài với vẻ đầy kích động. Sau khi ôm cha mình, Gastei. Anh ta tiếp nhận tấm huy chương sau đó dùng một tư thế rất trang trọng trao nó cho Tần Lạc. Chúc mừng, bạn của tôi. Cảm ơn, Phơ Lai. Một lần nữa hai người ôm nhau trên đài, bọn họ rất xứng đôi. Tôi nghĩ, anh nhất định sẽ không quên lời phát biểu cảm tưởng khi nhận giải thưởng. Đương nhiên tôi biết anh có thể nói rất hay mà không cần chuẩn bị, Phơ Lai châm chọc Tần Lạc. Anh ta biết Tần Lạc có tài ăn nói tới mức nào. Không có cảm tưởng, chỉ có cảm ơn, Tần Lạc cười nói. Hơn nữa tôi còn muốn làm một việc ngay tại đây. Chuyện gì vậy? Tần Lạc tiếp nhận micro, nhìn Làm Hoán Khê với gương mặt tươi cười bên dưới nói, vào ngày cắt băng khánh thành building Hoán Khê, anh đã không nhịn được, định nói câu này. Nhưng anh nghĩ anh nhất định còn có cơ hội tốt hơn, thích hợp hơn nữa. Chuyện này rất quan trọng, cả đời chỉ làm một lần cho nên anh dù không phải là một người lãng mạn nhưng cũng muốn lãng mạn một lần. Anh nghĩ chính hôm nay, chính thời điểm này. Lâm Hoán khẽ, em có đồng ý lấy anh không? Ôi! Tiếng vỗ tay vang lên như sấm bên dưới. Sau khi phiên dịch dịch lại câu nói của Tần Lạc, các khách quý bên dưới không ai keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Ngay cả quốc vương Gastei đứng cạnh đó cũng vỗ tay, ông rất thích người thanh niên này. Đây là lần trao giải độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Trước kia chưa từng có một người nào đứng trên sân khấu này đưa ra lời cầu hôn. Đương nhiên người có thể đứng trên sân khấu này đại đa số không cần cầu hôn vì bọn họ đã già rồi. Đồng ý anh ấy đi, Philippe nói to. Đồng ý anh ấy, có người lên tiếng họa theo. Đồng ý anh ấy. Đồng ý anh ấy. Đồng ý anh ấy. Trong thính phòng vang lên tiếng âm nhạc rung động lòng người. Đó là một bản nhạc viết về tình yêu. Lâm Hoán Khê đứng thẫn thờ. Đôi mắt ươn ướt nhìn đàn ông thái độ phấn chấn, vui vẻ, sắc mặt nàng si mê mà hạnh phúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là người phụ nữ thu hút sự chú ý nhiều nhất vào lúc này, cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nàng cắn một, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, em từ chối. Chương 1521, hạnh phúc như hoa trong khe đá. Lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12. Đây chính là một ngày lễ long trọng của người phương Tây. Ở phương Đông, vào ngày này cũng có buổi lễ đặc biệt ở nông thôn. Lý Mãnh và Tiểu Hoa lập gia đình. Hôn lễ không được tổ chức ở Tương Tây, quê Lý Mãnh, cũng không tổ chức ở Yến Kinh nhà Tiểu Hoa mà bọn họ chọn tổ chức lễ cưới ở nơi họ đang làm việc, Vân Điền. Vì vậy cha mẹ, người thân, bạn bè của hai người chỉ còn cách phù ợt núi, băng rừng để tới dự hôn lễ của hai người. Tần Lạc là người chứng kiến tình yêu của đôi nam nữ này, hắn cũng là người làm chứng trong hôn lễ của hai người nên đương nhiên hắn nhất định phải tham gia. Bây giờ Lý Mãnh là tổng giám đốc công ty dược Pi Bầm Hán Phương. Đây là một công ty tư nhân thành lập chưa tới 2 năm. Đầu tư lớn nhất của công ty chỉ là 10 vạn mẫu trồng thảo dược, không có nhiều danh tiếng trong giới doanh nghiệp. Thế nhưng vì công ty này có liên quan tới hai từ Tần Lạc nên thân phận của Lý Mãnh gia tăng gấp bội.
Công ty dược phẩm Hán Phương có trụ sở ở thành phố nhưng nhà của Lý Mãnh lại ở sâu tít trong núi. Công việc chủ yếu của Lý Mãnh là trồng dược liệu, địa điểm làm việc là trong rừng rậm núi sâu. Trong 2 năm vừa qua, Lý Mãnh và công nhận trồng dược liệu cùng ăn, cùng ở, gây dựng được uy tín rất mạnh. Mấy trăm ngày đêm này hai vợ chồng bọn họ mặc quần áo lao động, chịu bùn bẩn lội ruộng, cùng chuyên gia thảo dược một từ trường nông nghiệp tỉnh tới bôn ba khắp nơi, hướng dẫn các hộ nông dân phong pháp trồng thảo dược hợp lý, khoa học. Hôm nay cuối cùng Lý Mãnh cũng mặc vét, thắt cả vạt, gương mặt đen sạm thoáng ngượng ngùng nhưng sắc mặt vô cùng vui mừng đứng trước cửa nghênh đón khách. Cô dâu Tiểu Hoa không mặc áo cưới màu trắng. Trong khu rừng nguyên sinh sâu thẳm này mặc áo cưới màu trắng không có lợi. Nói không chừng sẽ bị một bụi gai nào đó cào rách, nói không chừng sẽ dính bụi bẩn. Tiểu Hoa chỉ mặc một bộ quần áo truyền thống màu đỏ. Nhan sắc diễm lệ, người giống như hoa. Bụng hơi nhô cao, chứng tỏ cục cưng của hai người đang lớn lên vô cùng khỏe mạnh. Cha mẹ Lý Mãnh đều là nông dân địa phương. Hôm nay là hôn lễ của con trai, bọn họ ăn mặc quần áo chỉnh tề nhưng ánh mắt như lẩn trốn, trong sáng, trông mộc mạc mà chân thành. Cha mẹ Tiểu Hoa tới. Lưu Tú Chi mặc một chiếc áo khoác cổ bẻ màu đỏ nhạt, giày bóng loáng. Hai người ăn mặc như những thương nhân điển hình. Bọn họ không đồng ý làm đám cưới ở nơi rừng núi hoang vu này. Muốn phô trương thì không phô trương, muốn náo nhiệt cũng không náo nhiệt, bọn họ tính toán cái gì vậy? Thế nhưng bọn họ không thể nào thuyết phục được con rể và con gái cứng đầu của mình. Sau khi tức giận một thời gian, khi thời gian hôn lễ sắp tới, hai người bọn họ chủ động tới chuẩn bị. Đáng thương thay trái tim bậc cha mẹ trong thiên hạ. Cũng chính vì nguyên nhân này hôm nay không có nhiều người tới tham dự hôn lễ của Lý Mãnh. Ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết của hai người được một tới, chỉ có các nông hộ và giáo viên làm việc ở Dược Thảo Viên. Mạc Đại Hải cảm thấy thân phận và địa vị của mình không thể nói chuyện với những người này vì vậy ông ta đứng một mình. Khi Lý Mãnh đang nói chuyện với một giáo sư khoa nông nghiệp thì đột nhiên hai mắt Mạc Đại Hải sáng rực, ông ta đi rất nhanh ra ngoài. Tần lão sư, ai ra, đang mong anh tới ông ta chìa bàn tay to, khom người cung kính nghênh đón. Anh là khách quý, đi đường không dễ, đúng không? Hai đứa này cũng thật là, bọn chúng quay về Yến Kinh tổ chức hôn lễ linh đình có phải tốt hơn không? Không nên kết hôn ở thôn Sơn nghèo khổ này, lại còn khiến Tần lão sư lặn lội đường xa tới nữa. Tần Lạc bắt tay Mạc Đại Hải, cười nói, con cháu có phúc phận của con cháu. Không phải bây giờ đang thịnh hành phong trào tổ chức đám cưới ở nông thôn sao? Hơn nữa tôi cũng thực sự muốn quay về Vân Điền xem xét tình hình. Đúng vậy Mạc Đại Hải liên tục gật đầu, ông ta lập tức thay đổi quan điểm của mình. Thanh niên bây giờ khác với chúng tôi khi xưa, khi đó chúng tôi tìm trăm phương ngàn kế chạy tới thành phố. Bây giờ một người lại tìm đủ một cách chạy về nông thôn. Tần lão sư, mau một vào trong, mời vào trong. Mạc Đại Hải nhìn phía sau Tần Lạc, chỉ thấy có hai người đàn ông đi theo, không có người phụ nữ nào, trong lòng khá thất vọng. Nếu như Tần Lạc muốn dẫn theo bạn gái tới đây, chứng minh Lý Mãnh có một vị trí rất cao trong suy nghĩ của Tần Lạc. Nếu như chỉ có mình Tần Lạc tới, chứng minh hắn dù coi trọng Lý Mãnh nhưng không coi như người một nhà. Bây giờ Tần Lạc được người người ngưỡng mộ, có ai không muốn làm quen, kéo gần quan hệ với hắn không? Từ khi Mạc Đại Hải làm như vô tình tiết lộ con gái và con rể của mình là học trò của Tần Lạc, đang quản lý doanh nghiệp cho Tần Lạc cho các đối tác, thái độ của các đối tác thay đổi hẳn. Thậm chí có một vài người có xuất thân cao hơn ông ta nhiều cũng chủ động tới kết giao. Đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể xảy ra. Cảm ơn Tần Lạc cười nói. Tần Lạc đi tới trước mặt một người, móc từ trong túi ra một phong bao to màu đỏ, cười nói, Lý Mãnh, Tiểu Hoa, thầy chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Tiểu Hoa nhận phong bao, cười vui vẻ nói, cảm ơn thầy Tần. Không có sự giúp đỡ của thầy, sẽ không có chúng em ngày hôm nay. Lát nữa chúng em nhất định phải kính thầy mấy chén. Được Tần Lạc vui vẻ trả lời sau đó hắn dẫn theo đại đầu và Giê-xu đi vào trong khu nhà lợp tôn. Khu nhà lợp tôn này do công ty dược phẩm Hán Phương xây dựng để sắp xếp chỗ ở cho công nhân trồng thảo dược. Vì Lý Mãnh quản lý khu nhà này nên hai người bọn họ cũng có một phòng. Tiệc rượu hôm nay được tổ chức ở trong này. Đợi khi Tần Lạc đi xa, Lưu Tú Chi, mẹ Tiểu Hoa một thì thào hỏi, thầy Tần tặng bao nhiêu? Mẹ, Tiểu Hoa bất mãn nói. Đứa ngốc này, tặng quà cho nhau là chuyện bình thường có gì mà xấu hổ. Anh ta tặng chúng ta cái gì, khi anh ta kết hôn, không phải chúng ta cũng trả lại sao? Lưu Tú chỉ giáo dục con gái.
Tiểu Hoa suy nghĩ một lát, cảm giác mẹ mình nói cũng có lý. Tiểu Hoa giơ tay sờ phong bao, nói, hình như không phải là tiền. Là một chiếc chìa khóa. Lưu Tú chỉ hớn hở nói, không hổ là giàu nhất thế giới. Ra tay rất hào phóng. Con mặc kệ thầy Tần tặng chúng con cái gì. Khi thầy Tần kết hôn chúng con cũng tặng lại. Tiểu Hoa nói cô vẫn nhớ tình nghĩa Tần Lạc giúp đỡ hai người. Nếu như không có thầy Tần xuất hiện giúp đỡ, cô và Lý Mãnh có kết quả hôm nay không? Nói không chừng đã bị cha mẹ cô vác gậy đánh, đội Huyền Ương tan nát từ lâu. Được Lưu Tú Chi đồng ý, bây giờ con lập gia đình các con chính là chủ gia đình, muốn làm gì thì làm. Nụ cười trên gương mặt Tiểu Hoa còn chưa kịp nở rộ, cô đã lại kinh ngạc kêu lên, cửu cửu tới. Quần jean màu xanh lam, áo kẻ ô, đôi dây da dám nắng, Vương Cửu Cửu từ trong sân đi vào trong, cười nói, tôi tới có muộn không? Ngay khi xuống máy bay tớ đi tới đây luôn, may là vì thuộc đường nếu không thì tối mò mới tới nơi. Không muộn Lý Mãnh cười đôn hậu nói, trước kia khi hai người bọn họ học chung một lớp với Vương Cửu Cửu, một quan hệ của bọn họ khá tốt. Tại sao cậu không đi cùng với thầy Tần? Anh ấy tới rồi hả? Vương Cửu Cửu cười hồi. Cũng một tới. Tiểu Hoa nói, Cửu Cửu, tớ thật sự rất bối rối. Cậu nói xem rốt cuộc tớ tiếp tục gọi cậu là Cửu Cửu hay gọi là sư nương đây? Tùy. Vương Cửu Cửu hào hiệp xua tay nói, muốn gọi gì thì gọi, chỉ có đừng vì thế mà bất hòa, xa lánh là được. Hôm nay là ngày vui của hai người, chúc hai người cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc an khang. Lại có khách tới, Vương Cửu Cửu tặng phong bao rồi đi vào bên trong. Văn Nhân Mục Nguyệt và Lệ Khuynh Thành cũng tới với nhau. Khi hai nhân vật này cùng nhau đi vào, thời khắc đó thời gian như đứng lại. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, người cũng yên lặng, ánh mắt một người đều bị hút vào hai người phụ nữ xinh đẹp trong vòng vây của các vệ sĩ áo vét đen. Cảm ơn lời một của hai người, Lệ Khuynh Thành mỉm cười đi tới, đưa ra một món quà đóng gói rất đẹp, tinh xảo, cười nói, chúc mừng hai người tương thân tương ái, đồng tâm đồng đức. Cảm ơn cô Lệ. Tiểu Hoa nhận quà tặng, cười nói suýt chút nữa Tiểu Hoa đã xưng với Lệ Khuynh Thành là sư nương, cũng may trước đó Lệ Khuynh Thành cũng là giáo viên trường bọn họ học, bọn họ không lạ gì nàng. Chúc mừng Văn NMN Mục Nguyệt cũng đưa một món quà. Cảm ơn Lý Mãnh tiếp nhận quà. Hai người gật đầu với cha mẹ hai bên, sau đó một đi vào bên trong. Tại sao bọn họ cũng tới? Lý Mãnh ngơ ngác hồi. Là chúng ta mời. Tiểu Hoa nói, khi đó chỉ định một thầy Tần và Cửu Cửu, mà khi đã mời Cửu Cửu, không thể không mời cô Lâm. Đã một cô Lâm không thể không mời cô Lệ. Đã một cô Lệ không thể không mời đại tiểu thư Văn Nhân. Anh biết Lý Mãnh vẫn rất nghi ngờ. Ý anh là chúng mình mời nhưng sao bọn họ lại tới thật? Tiểu Hoa không nghĩ ra. Lưu Tú chỉ khẽ lầu bầu, nếu như thầy Tần kết hôn. Không phải chúng ta phải chuẩn bị mấy đại lễ sao? Khi Lâm Hoán Khê tới, tiệc dọ chuẩn bị diễn ra, Lý Mãnh, Tiểu Hoa, cha mẹ đôi bên và mấy người Tần Lạc đều đi ra ngoài đón. Lâm Hoán Khê đưa quà tặng đã chuẩn bị trước, cười nói, Lý Mãnh, Tiểu Hoa, chúc mừng hai người, chúc cuộc sống cả hai ngọt ngào êm đẹp. Cảm ơn cô Lâm. Lý Mãnh và Tiểu Hoa cùng cảm ơn. Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Em gọi điện cho thầy Tần. Thầy Tần nói cô đi ra nước ngoài du lịch, em còn lo lắng cô không thể tới. Tiểu Hoa ỷ mình là con gái, dùng cách nói thân mật của người dưới. Đi ra ngoài một chút, sau khi biết hai người kết hôn nên một bay thẳng về đây. Lâm Hoán Khê cười nói. Tần Lạc nhìn gương mặt tươi cười rung động lòng người của Lâm Hoán Khê, lúc này hắn một yên lòng. Tần Lạc, người giành giải thưởng Nobel Y học, người giàu nhất thế giới hiện nay, ngay trên sàn khấu trao giải cầu hôn với bạn gái của mình nhưng bị từ chối. Từ đó đến nay đã hơn 10 ngày nhưng tin tức này vẫn bị các báo xào đi xào lại. Sau đó Lâm Hoán Khê nói nàng muốn đi khắp nơi, vì vậy nàng dẫn theo Ly rời khỏi Stockholm. Tần Lạc ở lại Thụy Điển 2 ngày rồi một mình quay về Yến Kinh. Khi đó hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận lý do vì sao Lâm Hoán Khê từ chối hắn. Hắn nghĩ lại hành vi của mình, cảm thấy quả thật nàng có lý do rời bỏ hắn. Bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Khi nhìn thấy Lâm Hoán Khê bình yên quay về, tâm trạng hắn vui sướng, giống như tâm trạng của cô dâu chú rể lúc này. Đi vào ăn cơm, Tần Lạc nắm chặt bàn tay làm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê lãng tránh, nàng nói, em ngồi cùng với phụ nữ. Tần Lạc cười cười, không quan tâm nữa. Ánh trăng lên cao, gió nhẹ nhẹ thổi. Trời khuya nơi hoang dã không có tiếng động, âm thanh rầm rĩ như ở thành phố lớn tĩnh lặng, thuần phát hơn rất nhiều.
Hơn nữa núi này rừng cây rậm rạp như tấm màn đen che khuất bầu trời. Những ngôi sao tô điểm tấm màn đen, phong cảnh đẹp nhất trong mắt hắn. Tần Lạc ngồi trên tảng đá to, ngẩng đầu nhìn, cảnh đẹp thiên nhiên khiến hắn không khỏi bùi ngùi. Tối nay hắn uống khá nhiều rượu ợn đầu hơi choáng váng, thế nhưng thể xác và tinh thần hắn lại vô cùng dễ chịu. Thoải mái tới mức hắn bất giác nấc lên một hơi rượu. Vương Cửu Cửu đi tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn. Học theo dáng vẻ của hắn, ngẩng đầu ngắm trời sao. Lệ Khuynh Thành cũng tới ngồi ở một bên Tần Lạc. Dường như này thoải mái hơn, nằm dài trên một tảng đá lớn, bằng phẳng. Sau đó nàng thốt lên hơi thở đầy thỏa mãn. Trên núi đá cách đó không xa, hai người phụ nữ gặp nhau. Tại sao không đồng ý? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tại sao phải đồng ý? Lâm Hoán Khê hỏi lại. Đây là việc chị nên đồng ý, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tại sao tôi phải đồng ý? Cô dùng số liệu nào cho kết quả như vậy? Trầm ngâm một lúc lâu sau, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, dường như phụ nữ phải ích kỷ một chút mới tốt. Cơ hội chỉ có một lần, khi mất đi sẽ không quay về nữa. Cô khuyên tôi nên ích kỷ. Còn cô, Lâm Hoán khẽ hỏi ngược lại, tại sao tôi phải đặc biệt hơn? Bởi vì một người cảm thấy thua thiệt sao? Tại sao phải thua thiệt? Là vì tôi lo lắng mình không yêu anh ấy nhiều hay vì lo lắng anh ấy không yêu tôi nhiều? Lâm Hoán Khê nhìn chằm chằm vào bóng dáng cách đó không xa, nói, chuyện một người có thể làm được. Tại sao lại không tin tưởng vào tôi? Nhưng chị là người thích hợp nhất, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Thích hợp, chẳng lẽ cô không thích hợp, Cửu Cửu không thích hợp sao? Còn cả Lệ lão sư không thích hợp sao? Lâm Hoán Khê cười nói, tôi biết một người chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi có lòng tự trọng, cũng có quan điểm của mình. Mọi người vì anh ấy mà bỏ quá nhiều. Tôi đồng ý, cho dù thế nào đi nữa trong lòng mọi người cũng cảm thấy tủi thân. Lâm Hoán Khê nói, một khi đã như vậy, tôi cũng giống như mọi người. Như vậy không một ai sẽ cảm thấy người kia chiếm được quá nhiều tiện nghi. Hơn nữa khi anh ấy đứng trên sân khấu của lễ trao giải thưởng Nobel cầu hôn tôi nghĩ tôi đã chiếm được. Tôi không thuyết phục được chị, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cô là người phụ nữ thông minh nhất Yến Kinh. Nếu là cô sẽ lựa chọn như thế nào? Văn Nhân Mục Nguyệt trầm ngâm. Ánh sao chiếu rọi lên gương mặt mỹ miều, xinh đẹp, đẹp tựa thiên tiên. Tới đó ngồi đi, Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào chỗ mấy người Tần Lạc đang ngồi. Lâm Hoán Khê sảng khoái đồng ý. Vì vậy hai người một trước một sau đi tới ngồi hai bên Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành. Năm người ngồi thành một dãy, giống như một chuỗi hạt châu dài. Đột nhiên Vương Cửu Cửu nói, ô, bông hoa kia thật là kỳ lạ. Ở đâu? Trong khe đá, Vương Cửu Cửu chỉ vào một bông hoa nhỏ màu đỏ bên dưới chân, tại sao hoa có thể nở trong khe đá? Bởi vì có hạt giống. Tần Lạc cười nói, hạnh phúc giống như hoa trong khe đá kia. Có hạt giống tất nảy mầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện bác sĩ thiên tài, Tần Lạc.